Hắn kinh hãi đưa mắt nhìn lại, núi non vẫn kéo dài đến vô cùng vô tận, hơn nữa ở đây chỉ có thể mai táng cửu tinh vũ đế cường giả trở lên bên trong long tộc, đây nên có bao nhiêu a? Lý Vân Tiêu chật vật nuốt xuống một chút, nghĩ vậy cũng là vô số năm qua tích lũy, từ thượng cổ chân linh thời đại mà bắt đầu tồn tại vũ địa, giá mới dần dần thích nghi. Nếu là vô số long thi này bất hủ không hủ nói. Lý Vân Tiêu nhất thời bị ý nghĩ của chính mình lại dọa càng hoảng sợ, lắc đầu liên tục đứng lên. Vừa rồi hắn phá khai rồi một chỗ núi non bầy mê hoặc, để nghiễm quyền tự chui đầu vào lưới, bên trong dãy núi cũng không nhìn thấy cái thi hài nào. Có thể thấy được cũng không phải tất cả long tộc cường giả đều là thi thể bất hủ, tuyệt đại đa số nhất định là hóa thành bụi bặm. Đó là... Nguyệt đồng của hắn không ngừng mà phân tích cảnh tượng nhìn thấy, đột nhiên ngắm nhìn một cái phương hướng ngừng lại. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cổ quái, cau mày nói. Long vệ, không quá giống a. Xa xa trong dãy núi tựa hồ có nhân ảnh chớp động, hành tích ẩn núp vô cùng tốt, nếu không có thi triển ra Nguyệt đồng, căn bản không phát hiện được. Nếu không phải long vệ mà nói, chẳng lẽ còn có người tiến đến? Lý Vân Tiêu nghĩ không quá có khả năng, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là long tộc cường giả khác trọng thương tiến đến dưỡng thương? Điều này cũng không đúng a, nghiễm hiền cho không gian tọa độ là tại bên kia thác nước, bên này phải là địa phương toàn bộ long tộc tổ tiên ngủ yên, tuyệt không có ngoại nhân tiến nhập. Hắn một chút tò mò, thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp thuấn di tiêu thất. Sau một khắc trực tiếp ở ngoài vài trăm thước, mấy cái chớp mắt đã mất đi tung tích. Phía sau ngọn núi kia, một gã nam tử áo xám đang ở hành tung quỷ dị cấp tốc đi tới. Nam tử thân pháp cực kỳ cao minh, không ngừng mà ở trong hiện thực cùng với hư vô xuyên toa, lại thêm món đó trường bào màu xám hình như là chất liệu đặc biệt, có thể cực kỳ xảo diệu ẩn giấu hành tích. Lý Vân Tiêu núp trong bóng tối, có chút vô cùng kinh ngạc đứng lên, nam tử này thân hình tựa hồ có chút quen mắt, lại nhất thời không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu. Nhưng nhìn xem bộ dáng của người này, nhất định là ẩn núp vào không thể nghi ngờ. Xem ra vũ địa này cũng không phải là địa phương không tầm thường gì cả, không chỉ có là chính mình, tùy tùy tiện tiện một người cũng có thể tiến đến. Hắn lặng yên không tiếng động đi theo phía sau tên nam tử kia, không ngừng mà hướng về phía trước tiến lên. Tên nam tử kia trong tay tựa hồ có tinh bản các loại định vị huyền khí, ở trong quá trình đi tới cũng biến ảo phương hướng vài lần, rốt cục ở một địa phương bằng phẳng ngừng lại. Lý Vân Tiêu ở phía sau lưng hắn, thấy không rõ khuôn mặt và động tác của hắn, chỉ là thấy tựa hồ có ánh sáng nhạt nổi lên, hình như đang bố trí cái gì. Nam tử kia dừng lại ở đó, ở giữa hai dãy núi, một khối đất bằng phẳng thập phần rộng mở. Quả nhiên có phản ứng, chính là nơi đây. Nam tử phát sinh thanh âm mừng như điên, tựa hồ đã tìm được địa phương. Chỉ thấy hắn bắt đầu động tác, trên mặt đất khắc trận pháp nào đó, hơn nữa trận mặt cực lớn. Giải rác rộng lớn ra có phương viên hơn trăm thước. Lý Vân Tiêu lẳng lặng nhìn động tác của hắn, áo choàng màu xám đích xác có thần hiệu, không những ngăn trở được thần thức, ngay cả nguyệt đồng của hắn cũng vô pháp nhìn ra hình dáng của người này. Nửa canh giờ trôi qua, trên mặt đất xuất hiện mấy nghìn hơn vạn đường cong, khiến người nhìn hoa cả mắt. Thiên hạ trận pháp hàng ngàn hàng vạn, mặc dù là vương tọa đằng quang cũng không dám nói mình có thể biết được hết, nhưng đối với những cao thủ này mà nói, chỉ ít trận pháp hiệu năng có thể liếc mắt xem thấu. Lý Vân Tiêu ở sau khi cẩn thận cân nhắc, lập tức đã hiểu đây là một cái trận pháp đem không gian liên thông với nhau, trước mắt mục đích của nam tử này xem ra là muốn đi vào dưới nền đất. Trước mắt khối đất bằng phẳng này cực lớn, bốn phía đồi núi cách xa nhau hiểu rõ thật có chút xa, xem ra phía dưới sẽ phải có cái gì. Lý Vân Tiêu không khỏi nhíu mày lại, bên trong mộ địa này đồi núi lấy số vạn để tính. Đối phương làm sao ở trong đám mộ san sát này tìm được một mảnh địa phương như vậy? Chí ít đối phương đối với vũ địa nhất định là dị thường lý giải, hoặc giả có tư liệu tuyệt mật. Trên trận pháp nổi lên một trận quang mang, vọt lên hơn 10 thước cao, tựa hồ bị nam tử áo xám có ý định khống chế được, để tránh khỏi khiến cho long vệ phát hiện. Sau đó trên người nam tử phát sinh ánh sáng màu xám, cùng với trận pháp ánh sáng kia giống nhau, dần dần tiêu thất ở trước mắt của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, trực tiếp từ trong hư không đi ra, thuấn di một cái đã xuất hiện ở mặt trên trận pháp kia. Trên mặt đất vô số trận pháp đường cong chợt bắt đầu như run quẫy hoạt động, đều chui vào trong đại địa. Thời gian chớp mắt một cái, vô số trận tuyến đều tiêu thất, đại địa khôi phục như lúc ban đầu,
thật giống như cái gì cũng không có phát sinh qua. Thủ pháp thật cao minh a. Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm đứng lên. Người này rốt cuộc là ai, tiến nhập phía dưới này lại có chuyện gì? Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, hắn trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hơn nữa đạo thân ảnh kia đích thật là có ảnh hưởng, hắn nhất định đã ở địa phương nào thấy qua, chỉ là chung quy cũng nghĩ không ra. Trong tay Lý Vân Tiêu ngân quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện một kiện đồ vật hình thoi, cả vật thể tản mát ra ngân mang trắng sáng. Đây chính là ở bên trong vực sâu lao tù, giết ngân linh bộ tộc cường giả quỷ linh, sau đó dùng khung xương của hắn luyện thành ra một kiện huyền khí. Lý Vân Tiêu lúc này có lòng tin cực lớn phá vỡ lưỡng nghi vi trần trận, từ dưới nền đất vực sâu thoát đi, ngoại trừ nặc á chi thuyền ra, còn có chính là bản thân vừa mới luyện chế kiện phá không toa này. Ngân linh bộ tộc thiên phú thần thông, có thể tùy ý xuyên toa hư vô, chỉ vì bên trong xương cốt của bọn họ ẩn chứa có vô cùng phá không thần lực. Ban đầu Lý Vân Tiêu muốn chính mình đem loại lực lượng này nghĩ hóa đi ra, lại cuối cùng không bắt được trọng điểm, dưới phiền muộn liền trực tiếp luyện chế thành huyền khí. Phá không toa dạng hai đầu hình thoi, thoáng cái ở trên không trung phóng lớn lên, cả vật thể đều là ngân mang, các loại cổ quái cốt phù ở trên đó thoáng hiện tiêu tan. Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo quang mang, bay thẳng vào bên trong phá không toa, một góc cánh sắc nhọn hướng xuống dưới, theo chỗ nam tử áo bảo xám tiêu thất xuyên xuống phía dưới. Thời gian nháy con mắt, toàn bộ phá không toa đã biến mất, mà cả vùng đất còn lại là không hư hao chút nào. Quả nhiên có địa cung. Bên dưới đại địa xuất hiện một phương không gian cực lớn dưới nền đất, hoàn toàn một mảnh đen nhánh. Nhưng loại đêm tối thông thường này khó có thể ngăn cản được tầm mắt của Lý Vân Tiêu. Hắn thu hồi phá không toa, quan sát một chút phương hướng, liền thận trọng đi về phía trước. Loại động ngầm tĩnh mịch này, quanh năm phong bế, toàn bộ không khí đều là mục nát bất động. Theo nam tử áo bảo xám tiến nhập, hơn nữa đối phương cũng không biết có người theo dõi, hành động cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Vì vậy ở bên trong huyệt sinh ra không khí lưu động cực nhỏ, Lý Vân Tiêu đó là theo phương hướng không khí lưu động chậm rãi đi tới. Ha ha, quả nhiên tại đây. Quả nhiên ở đây. Tiền phương đột nhiên truyền đến tiếng cười to không chút kiêng kỵ, hoàn toàn đắm chìm trong mừng như điên. Lý Vân Tiêu không khỏi tăng nhanh bước tiến, trực tiếp xúc địa thành thốn, vài bước liền đi tới đầu cùng. Một cái huyệt to lớn hiện lên ở trước mắt, hình như cung điện vậy, nhưng là hướng xuống phía dưới. Ở trong mộ huyệt kia, ba cỗ khung xương của rồng sừng sững không ngã, tuy rằng đã chết đi nhiều năm, lại vẫn cho người một loại cảm giác áp bách xông tới mặt. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, ba cỗ khung xương của rồng này, hình thái không đồng nhất, chắc cũng là hậu duệ của long biến chủng, nhưng có một điểm hoàn toàn giống nhau, chính là ba cỗ khung xương này hoàn toàn bày biện ra kim sắc. Ha ha ha, kim cốt long duệ chỉ cần đem ba cỗ khung xương này mang về, là có thể hoàn thành một bước cuối cùng, nghênh đón một thời kỳ vĩ đại. Nam tử áo bảo xám đắc ý vênh váo, trong tròng mắt không ngừng lóe ra tinh mang hưng phấn, khuôn mặt cũng theo đó hiển lộ ra. Đúng là Dương Nguyên Thư ở bên ngoài Hồng Nguyệt Thành thi triển bí thuật, muốn ám sát Ninh Khả Nguyệt. Lý Vân Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy người này, nhưng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn rốt cục nhớ kỹ mình đã ở nơi nào gặp qua hắn. Lúc trước trong cơ thể tân thần phong ấn, theo ấn ký tầm nguyên quá khứ, nhìn thấy có một gã lão giả và một gã thanh niên nam tử, hai người dù chưa thấy rõ mặt mũi, nhưng phần thần thái và dáng người này là tuyệt đối sẽ không tính sai. Dương Nguyên Thư nhẹ nhàng bay lên, trực tiếp rơi trên bộ khung xương lớn nhất ở chính giữa, tỉ mỉ thưởng thức, thật giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật nào đó vậy. Lý Vân Tiêu cũng là kinh dị quan sát ba cỗ long cốt này, cha mẹ sinh con trời sinh tính, đều có bất đồng, sau khi chết phân biệt diễn sinh ra vô số hậu duệ, biến chủng cũng là thành trăm ngàn. Nhưng loại kim sắc khung xương long tộc này trước đó hắn chưa từng nghe thấy, nhưng cách xa nhau rất xa. Vẫn có thể cảm nhận được cái loại uy mãnh và dị lực đập vào mặt này. Dương Nguyên Thư lấy ra một cái túi, ném ra ngoài. Cái túi trực tiếp lăng không mở ra, biến thành phong túi, sản sinh hấp lực cực lớn. Ô ô ô, long, truyền đến tiếng rên rỉ cực lớn nức nở, ba cỗ long chi kim cốt tựa hồ không thể chịu được, phát sinh chống cự cường đại. Lập tức mất đi vạn năm xa xôi, nhưng phần cao ngạo trong khung xương này lại chưa từng đánh rơi. Hừm, sớm biết rằng sẽ là như thế này. Dương Nguyên Thư khinh miệt cười, giơ tay lên một cái, vẫy ra bột màu trắng rải khắp bầu trời, như hoa tuyết vậy bay xuống phía dưới.
Bột màu trắng thoáng cái rải rơi vào trên ba cỗ hài cốt, trực tiếp dính vào mặt ngoài màng xương. Loại tiếng cổ họng rên rỉ này mới dần dần thấp xuống, lòng uy ngông nghênh bên trong cũng bị xua tan không còn, thậm chí đã không có loại khí thế vĩ ngạn hùng vĩ này nữa. Lên! Dương Nguyên Thư khẽ quát một tiếng, một đạo quyết ấn đánh vào trong túi gió. Lực hấp thu càng mạnh, ba cỗ kim sắc hài cốt rốt cục lay động, chậm rãi từ trong long huyệt mọc lên, hướng trong túi đen nhánh kia bay đi. Toàn bộ quá trình Dương Nguyên Thư đều dị thường cẩn thận, rất sợ xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, hoặc giả thương tổn đến long cốt. Thẳng đến ba cỗ khung xương đều thu vào, mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ đại hỉ. Hắn lăng không vẫy một cái, liền muốn duỗi tay đem túi phong lấy xuống. Đột nhiên không gian hơi hoảng động, Lý Vân Tiêu thuấn di một cái đi đến, trực tiếp nắm túi phong, tiện tay tự ném vào trong giới thần bi. A! À, Dương Nguyên Thư thoáng cái triệt để ngây dại ra, trước mắt biến hóa quá mức mơ hồ, để đầu óc của hắn trong nháy mắt ngắn ngủi, có chút không có thể phản ứng kịp. Thẳng đến ánh mắt của Lý Vân Tiêu đạm nhiên như nước nhìn chăm chú hắn, lúc này mới hiểu được đến đây, mình bị người cướp đoạt rồi. A a chết tiệt a ngươi là ai? Trong đôi mắt của Dương Nguyên Thư trong nháy mắt phun ra lửa, thoáng cái đã giống như bị thiêu đốt lên, cái gọi là chết tới tay rồi còn bay mất, để hắn tức giận đến một trực tiếp thổ ra máu. Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, ở đây còn có thể nhìn thấy được nhân tộc, thực sự là kỳ lạ, ngươi là thế nào tiến đến vũ địa? Thu hồi lòng tốt của ngươi quan tâm, đem ba cỗ long cốt trả lại cho ta. Dương Nguyên Thư sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt tràn ngập sát khí, hắn một chút thấy rõ tu vi của Lý Vân Tiêu, cũng hiểu được đối phương tuyệt không phải là long vệ, trong lòng thoáng thoải mái hơn không ít. Nhưng đồng thời nội tâm lại kinh dị không thôi đứng lên, túi phong đó là trai qua chuyên môn luyện chế, cùng hắn lá mọc cách cảm ứng, bị người trước mắt này sau khi thu lấy, cũng không có bất luận liên hệ nào nữa, điều này làm cho hắn vạn phần cảnh giác. Hơn nữa ngoại nhân có thể đến được nơi đây, tuyệt không phải là hạng người hời hợt, ít nhất nói rõ đối phương cũng có một chút thủ đoạn hắn không biết. Lý Vân Tiêu xoay người rời đi, nói. Nếu không muốn nói chuyện, vậy hẹn gặp lại sau nha. Còn muốn chạy, lưu lại cho ta. Trong mắt của Dương Nguyên Thư nổ lên sát khí, vội vàng xông tới, một đạo hàn quang từ trong tay hắn bắn ra, trực tiếp một chút hướng phía ngực của Lý Vân Tiêu. Đó là một cái ống sáo, hóa thành kiếm ý, đâm ra từng đạo hàn mang. Lý Vân Tiêu quay người lại, dưới chân điểm một cái, thân thể lợi dụng tư thế kỳ dị trên không trung xoay tròn, trực tiếp tránh ra một kiếm kia đâm tới. Ân, thân pháp thật là quỷ dị. Dương Nguyên Thư cả kinh, càng thêm khẳng định đối phương tuyệt không đơn giản, trong tay hắn ống sáo hóa kiếm, liên tiếp kiếm hoa mở ra, như là mùa xuân trăm hoa đua nở, hướng tới trên người Lý Vân Tiêu chém tới. Kiếm ý không tệ a, rất đẹp. Lý Vân Tiêu cười khen ngợi, nhưng trong lòng cũng là giật mình không thôi, hắn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương rất mạnh, chỉ là ở trong không gian thu hẹp này vô pháp thi triển, hơn nữa đối phương tựa hồ lòng mang kiêng kỵ, không dám đem động tác làm lớn lên. Trong tay hắn lãnh kiếm băng xương nổi lên, một kiếm đâm đi ra ngoài. Kiếm tốc cũng không nhanh, như là tiện tay điểm ra, bình thường luyện võ hời hợt như vậy. Nhưng sắc mặt của Dương Nguyên Thư lại là trở nên đại biến, lộ ra cực độ chấn động. Ở dưới kiếm thức khắp bầu trời hoa cả mắt của hắn, đối phương chỉ một cái đã xem thấu kẽ hở, trực tiếp đâm về phía nhược điểm duy nhất. Chết tiệt! Phanh! Trường kiếm từ dưới chiêu thức khó phân, trực tiếp chém ở trên ống sáo, đem Dương Nguyên Thư đánh văng ra. Trên mặt Dương Nguyên Thư hiện lên vẻ kinh ngạc, chỉ thấy mình trên ống sáo bao trùm một tầng hàn băng, lạnh đến thấu xương tủy. Hắn vội vàng vận chuyển nguyên lực, đem hàn khí đánh sơ xác, liền thấy trên ống sáo của mình bị chém xuống một đạo vết tích sâu đậm. Cái này, một loại cảm giác khó có thể tin tưởng và đau lòng dâng lên, ống sáo của hắn kiên cố, đủ để tiêu kim đoạn ngọc, căn bản không ở dưới bình thường lợi khí, vạn kiếm khó tổn thương. Nhưng lúc này bất quá một chiêu tầm thường giao phong, đã bị chém ra một lỗ hổng, để hắn làm sao có thể không kinh hãi đau lòng. Người đây là cây kiếm gì? Bản thân Dương Nguyên Thư cũng là bí pháp thuật luyện sư, đối với huyền khí luyện chế cũng có tạo nghệ cực cao, thoáng cái kinh hãi không ngớt. Lý Vân Tiêu cười nói. Làm người không nên quá hiếu kỳ đấy. Dương Nguyên Thư sắc mặt âm trầm xuống, cả giận nói. Đem ba cỗ kim cốt trả lại cho ta. Sau đó đều không quan tâm nữa.
Lý Vân Tiêu mở to hai mắt, kinh ngạc nói. Trả lại, lời này ngươi nói không cảm thấy có sai lầm sao? Kim cốt vốn ở bên trong long huyệt này, chính là vật vô chủ, thế nào đã thành của ngươi rồi? Dương Nguyên Thư cả giận nói. Nếu không có ta dùng phong túi thu lấy ra, ngươi có thể dễ dàng lấy đi như thế sao? Như vậy à, vậy túi phong kia trả lại cho ngươi được rồi. Lý Vân Tiêu tay phải vừa lột, trực tiếp đem cái túi kia xuất hiện ở trong tay, trực tiếp ném trở về cho Dương Nguyên Thư, bên trong từ lâu trống không một vật. Dương Nguyên Thư tức giận không ngớt, trên mặt sát khí hiện lên, cắn răng nói. Ngươi có thật muốn cùng ta chơi đùa hay không? Ở đây chính là vũ địa, ngươi cũng có thể rõ ràng, nếu là bị long vệ phát hiện, ai cũng đừng nghĩ sống đi ra. Lý Vân Tiêu châm chọc nói. Chê cười, bây giờ là ngươi đang quấn lấy ta. Sợ long vệ mà nói, đều tự rời khỏi, kim cốt vốn là vật vô chủ, ai lấy được thì thuộc về người đó. Dương Nguyên Thư tức đến trên mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, kim cốt đối với hắn mà nói dị thường trọng yếu, tuyệt không cho có sai sót. Hơn nữa để lần này lẻn vào vũ địa, tốn hao công phu và tinh lực có thể nói là khó có thể đếm hết, nếu là cứ như vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, sợ là trở về sẽ bị sư phụ đập chết. Báo ra điều kiện. Dương Nguyên Thư vẻ mặt âm trầm, cắn răng nói. Chỉ cần ngươi đem kim cốt cho ta, hết thảy đều dễ nói. Hắn dừng lại bổ sung. Nhưng không nên thật quá mức, ở đây dù sao cũng là vũ địa. Nếu là nói lời quá đáng, ta không ngại khiến cho cá chết lưới rách. Lý Vân Tiêu cười nói. Như vậy nha, được, chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, không có giấu giếm mà nói, ba cỗ kim cốt ta có thể cho ngươi. Dương Nguyên Thư sửng sốt, nói. Có thật không? Điều kiện đơn giản để hắn có chút ngoài ý muốn. Trong mắt Lý Vân Tiêu hơi rét, từng chữ nói. Đương nhiên là thật. Vậy ngươi hỏi đi. Dương Nguyên Thư có chút ngạc nhiên đứng lên, dù sao song phương không quen biết, nhiều lắm hỏi một ít vấn đề về vũ địa, tỉ như hắn làm sao tới được. Tuy rằng đây cũng là bí mật, nhưng so sánh với ba cỗ kim cốt, vẫn là đáng giá nỗ lực. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi là thế nào tới được? Quả nhiên. Dương Nguyên Thư hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói. Vũ địa tuy là Đông Hải cấm địa, nhưng cũng không phải bí mật gì cả. Trong tay ta có không gian tọa độ nơi đây, hơn nữa không dưới 10 cái. Về phần ba cỗ kim cốt long duệ huyệt này, cũng là từ sớm đã phân tích ra được, nhận thức tồn tại có khả năng cực cao, quả nhiên đều ở ta như đã đoán trước. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Sư phụ của ngươi tên gì? Dương Nguyên Thư cả người chấn động, sắc mặt lập tức đại biến đứng lên, lạnh giọng nói. Đây không phải là vấn đề ngươi nên hỏi ta, tên của bản nhân ngược lại là có thể nói cho ngươi biết, ta là Dương Nguyên Thư. Lý Vân Tiêu khinh miệt cười khẩy nói. Tên của ngươi giá trị mấy đồng tiền, căn bản không lọt vào tai ta, nếu là muốn ba cỗ kim cốt nói, vẫn là thành thật trả lời vấn đề của ta đi. Ta ngươi đều là thuật luyện sư, đã biết thuật đạo của ta khả năng không ở dưới ngươi. Đừng mơ tưởng ra vẻ gạt được ta. Dương Nguyên Thư tức giận hàm răng run lên, lại vẫn không thể làm gì, khổ sở nói. Vấn đề này ta quả thật không thể trả lời, người vẫn là đổi một câu khác đi. Lý Vân Tiêu ánh mắt lóe ra, ngưng thanh nói. Không cần ngươi nói, ta chỉ đoán một lần, ngươi chỉ cần cho ta phán đoán đúng sai là được. Dương Nguyên Thư mở to hai mắt, tựa hồ không thể tin được, cả kinh nói. Lẽ nào ngươi năng đoán ra sư thừa của ta? Ha ha, quá mức tức cười đi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng kiếm chiêu mới vừa rồi chính là của sư thừa ta sao? Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn châm biếm, chỉ là từng chữ nói. Khâu Mục Kiệt. Dương Nguyên Thư bỗng nhiên hút một cái lãnh khí, sắc mặt một mảnh tái nhợt, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, sau một lúc mới thất thanh kêu lên. Ngươi nhận thức ta, nhận thức sư phụ ta. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hàn mang đều hóa đi, lộ ra một tia nắm lấy không chừng cười, lạnh lùng nói. Quả nhiên là hắn. Hắn không để ý Dương Nguyên Thư hoảng sợ, tiếp tục hỏi nói. Sư phụ của ngươi và Vi Thanh là quan hệ như thế nào? Dương Nguyên Thư cả người run lên, nội tâm không rõ dâng lên một cỗ sợ hãi, âm thanh kêu lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó? Ngươi đều biết chút gì? Gương mặt của hắn đều cơ hồ vặn vẹo đứng lên, sát khí kia lăng liệt bày ra, tràn đầy toàn bộ long huyệt. Lý Vân Tiêu nhếch lên một tia cười, nói. Nga,
nhìn ngươi bộ dáng kích động như vậy, ta đại khái hiểu được. Sợ là Vi Thanh và sư phụ của ngươi gặp gỡ không thể cho người ngoài biết đi. Hắn tự giễu nở nụ cười, nói. Cũng khó trách, một vị là thánh vực chủ chánh đại lão, một vị là đào phạm năm đó hóa thần hải hạ truy sát lệnh truy nã, đích xác rất khó mà kéo lại cùng một chỗ a. Gương mặt của Dương Nguyên Thư vặn vẹo có chút đáng sợ, lạnh giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Vân Tiêu cười nói. Vấn đề của ta còn không có hỏi xong đấy. Không cần hỏi nữa. Dương Nguyên Thư vung tay lên, sát khí mãnh liệt bừng lên, quát dẹp đường. Vô luận ngươi là ai, đều phải chết rồi. Thân thể hắn lóe lên, trong tay ống sáo lần thứ hai hóa thành lợi kiếm, vọt tới. Hơn nữa ở dưới sát tâm nổi lên, cũng không kịp áp chế thực lực, chỉ cầu mau chóng đánh chết đối phương, đừng cho đưa tới long vệ. Bang bang phanh. Song kiếm lần thứ hai chém cùng một chỗ, thoáng cái liền tục kích ra hơn 10 chiêu, mỗi một chiêu cũng làm cho trong lòng Dương Nguyên Thư cực kỳ đau nhức. Hắn một chút trông thấy khóe miệng Lý Vân Tiêu nổi lên tiêu ý, còn có một kiếm kia nhanh chóng giống như một kiếm chạm kích, nhất thời hiểu được, đối phương nguyên lai là cố ý. Oa 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 chết tiệt. Dương Nguyên Thư tức giận kêu to, nhưng hắn trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, đối phương một gã tứ tinh vũ đế, dĩ nhiên có thể ngạnh kháng thất tinh vũ đế chi uy của hắn, hơn nữa còn rất thoải mái. Hắn mạnh mẽ thối lui một chút, hướng ống sáo trong tay mình nhìn lại, thiếu chút nữa thoáng cái đã thổ huyết bất tỉnh đi. Nương theo hơn 10 năm cây sáo, mặt trên toàn bộ thành lỗ hổng, hơn 10 đạo vết kiếm gai mắt kinh tâm. Lý Vân Tiêu cười nói. Gì, cây sáo này của ngươi dùng tài liệu gì làm ra, lại vững chắc như thế. Dương Nguyên Thư biết đối phương là cố ý kích thích chính mình, nhưng vẫn là không nhìn được bạo phát lửa giận, trong tròng mắt của hắn sát khí càng ngày càng lạnh, đem cây sáo đặt ở bên mép, trực tiếp thổi lên. Tiếng địch ô ô dựng lên, ở trong toàn bộ long huyệt nhộn nhạo. Không gian theo thanh âm nỉ non không ngừng hoảng hốt, vặn vẹo thành các loại hình thái, thay đổi liên tục. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một cổ tinh thần lực cực mạnh muốn xông vào đầu óc mình, màng tai càng hình như có lưỡi dao sắc bén đâm đi vào, sinh sôi đau nhức. Trong lòng hắn khiếp sợ, người có thể ở trên tinh thần lực cùng hắn chống lại đã ít lại càng ít, trước mắt Dương Nguyên Thư nhìn như không đủ tư cách. Nhưng lại có thể thi triển ra tiếng sáo mạnh mẽ như vậy, lay động tâm thần của hắn. Cái ống sáo kia chỉ sợ cũng không phải phàm vật. Lý Vân Tiêu cũng không nóng nảy, trực tiếp lăng không ngồi xếp bằng xuống, đem tinh thần lực bao trùm ở quanh thân, vừa đúng phòng ngự đứng lên là được. Một màn này rơi vào trong mắt Dương Nguyên Thư, còn tưởng rằng đối phương rơi xuống hạ phong, nhất thời mừng rỡ trong lòng, thổi càng thêm ra sức. Toàn bộ không gian đều ở dưới tiếng sáo này của hắn khống chế, bốn phía tầng đất cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ ra, cái khe hướng ra bốn phương tám hướng tán đi. Lý Vân Tiêu tựa như một cái thuyền lá, ở trong mưa gió phiêu đãng, nhưng bất luận mưa gió mạnh mẽ ra sao, đều thủy chung không thể đưa hắn ném đi. Trên trán Dương Nguyên Thư chảy ra mồ hôi lạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, đối phương chưa chết cái huyệt này sẽ sụp mất. Hắn cũng không phải sợ hãi nơi đây đổ nát. Mà là sợ đưa tới long vệ, vậy thực sự lên trời xuống đất, không chỗ có thể trốn. Bát âm chấn hồn. Trong mắt lóe lên Dương Nguyên Thư lóe lên một tia hàn khí, rốt cục giống như đã hạ quyết tâm, đem toàn bộ nguyên lực rót vào trong sáo, trực tiếp thổi ra bát âm chi thanh. Trên ống sáo chợt phát sinh vô số phá không vang, thật giống như vô số lưỡi dao sắc bén bay múa đầy trời, đem toàn bộ không gian chia cắt thành mảnh nhỏ, giá cổ kinh khủng tinh thần một cơn lốc trực tiếp cuốn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vẫn chưa động đậy một cái rốt cục đã động, nhưng chỉ là nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, bắt một quyết ấn. Từng đạo ma ha cổ tự từ trên người nổi lên, hình thành một đạo tinh thần kết giới. Bang 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 bang, bát âm chấn hồn thần thông hóa thành vô số tinh thần lưỡi dao sắc bén, không ngừng mà chém cắt bên ngoài thân thể Lý Vân Tiêu tinh thần giới thần, lại là không thể lay động mảy may. Sắc mặt của Dương Nguyên Thư trở nên trắng bệch, ánh mắt lộ ra cực độ chấn động. Mặc dù là cao giai vũ đế, ở dưới âm ba của hắn từng đột công kích, cũng không thể bình tĩnh như thế. Trong lòng hắn hoảng sợ, biết đã vô pháp bằng vào chiêu này đánh chết đối phương. Ông sáo chậm rãi từ bên mép buông xuống, bốn phía tầng đất bắt đầu phát sinh tiếng trầm muộn, bang 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 thật là giống như bắt đầu đứt gãy. Lý Vân Tiêu trong lúc bất chợt trợn to hai mắt, bên trong con ngươi tuôn ra một đạo mồ hôi lạnh. Đương! Một đạo tiếng chuông phảng phất đến từ vô cùng thế giới xa xôi,
ở trong long huyết bỗng nhiên đánh văng ra. Dương Nguyên Thư vừa buông ống sáo, thu hồi hồn lực, liền cảm thụ được tinh thần uy áp đập vào mặt, càng so với trước đó hắn còn phải cường đại hơn nhiều. Dưới hoảng sợ, hắn vội vàng lần thứ hai vận chuyển hồn lực, đồng dạng là một chiêu tinh thần công kích đánh ra. Ầm ầm, Dương Nguyên Thư chỉ cảm thấy màng tai như muốn nứt ra, triệt để không nghe được thanh âm ngoại giới, đầu óc cũng là ông một tiếng trở nên cực chìm, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn, chấn bay ra ngoài. Toàn bộ long huyệt ở dưới một gõ của Hoàng Chiêu Trung, cũng nhịn không được nữa, đều bạo nổ lên, mắt thấy sẽ sụp đổ xuống tới. Trong tay Lý Vân Tiêu hiện ra đoàn thiên địa thủy nguyên, trực tiếp bổ vào bốn phía tầng nham thạch. Một đạo đạm lam sắc sáng bóng hướng phía bốn mặt tản ra, như là tương hồ đem toàn bộ nham thạch bắt đầu vỡ nát đều dính chặt lấy, tầng nham thạch dĩ nhiên đình chỉ vỡ nát, thoáng cái trở nên vô cùng an tĩnh. Lý Vân Tiêu cũng sợ đưa tới long vệ, hắn dùng thiên địa thủy nguyên đem tầng nham thạch giữ vững sau khi xuống tới, cả nhân ảnh lóe lên, liền hướng phía Dương Nguyên Thư đi. Lãnh kiếm băng xương vẽ ra hàn mang, hướng phía trên người Dương Nguyên Thư đâm tới. Bá! Trường bào màu xám ở dưới kiếm trực tiếp bị chia cắt thành mảnh nhỏ, rách nát ra. Dưới trường bào lại không có bất kỳ bóng người nào, chỉ là một cái áo bào trống rỗng. Áo choàng màu xám này không biết là chất liệu gì chế thành, vô cùng lừa gạt tính, hơn nữa bản thân thực lực của Dương Nguyên Thư cũng không tầm thường, lại Lý Vân Tiêu không coi vào đâu lừa dối. Hừm! Một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi. Lý Vân Tiêu trở tay cầm chuôi kiếm, đạm nhiên xoay người lại. Chỉ thấy Dương Nguyên Thư liền ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, trước người dựng đứng ba cỗ quan tài, bên trong tản mát ra khí tức âm xâm quỷ dị. Hôm nay cho dù đưa tới long vệ, người cũng phải chết. Ba cỗ quan tài trong nháy mắt nổ lên, khí tức cường đại lao ra, hướng phía Lý Vân Tiêu đập vào mặt đi. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, lạnh lùng nói. Khâu Mục Kiệt luyện thi thuật sao? Hắn ngắm nhìn ba cỗ tử thi, đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hãi nói. Bên trái vị kia là, vị đại nhân kia là. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, cả giận nói. Chết tiệt a, các người dĩ nhiên lấy trộm thánh viên. Một lửa giận vô danh ở trên người Lý Vân Tiêu tuôn ra, bên trong song quyền phụt ra ra kình khí cường đại, mãnh liệt phẫn nộ để không gian hoảng hốt. Nếu nói thánh viên, đó là nơi thánh vực cường giả yên nghỉ, tương tự với long tộc vũ địa này, chính là thần chí cao thánh chi địa. Chính bọn hắn tiến nhập vũ địa, dù sao không phải bổn tộc thánh địa, cũng đã cảm thấy không thể nói nổi, nhưng bên trong thánh viên mai táng đều là tuyệt đại cường giả được hưởng uy vọng trong nhân tộc. Hơn nữa một trong ba cổ thi thể càng có một người Lý Vân Tiêu nhận thức, tăng đảm nhiệm thánh vực cục trưởng quan viên. Lai lịch của ngươi quả nhiên không đơn giản. Dương Nguyên Thư cũng là âm thầm kinh hãi không thôi, ba cổ thi thể này lai lịch hắn tự nhiên là biết được, nhưng đối phương có thể nhận ra, vậy quá không đơn giản. Nếu là để cho đối phương đào tẩu, việc này truyền đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chết đi! Dương Nguyên Thư hét lớn một tiếng, ống sáo đặt ở bên mép thổi lên, một đạo huyễn âm truyền ra. Ba cổ thi thể tựa hồ mở hai mắt ra, một mảnh trống rỗng vô thần, mạnh mẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng phía Lý Vân Tiêu công tới. Trong tay quan viêm nghĩ hóa ra một đạo kiếm quang, kiếm khí bén nhọn như là tinh huy rơi xuống, đúng là tuyệt kỹ lúc sinh tiền của hắn. Hai người khác cũng là quyền kiếm hợp nhất, đều tự thi triển ra tuyệt học cường đại. Một người quyền ý ngập trời, chấn động bát hoang. Một người kiếm khí như hồng, phá vân tới. Ba đạo công kích dưới sự liên thủ, thiên áp địa dũng, bốn phía bị thiên địa thủy nguyên gông cùng xiềng xích. Bên trong tầng nham thạch phát sinh tiếng phá vỡ nhỏ nhẹ, không ngừng nát bấy ra. Lý Vân Tiêu cũng là sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, đây cũng không phải là luyện thi thuật đơn giản nào, mà là muốn đem ý thức cất giấu trong đầu người chết lúc sinh tiền thức tỉnh lại, mặc dù không có ý thức, lại có thể đem tuyệt kỹ bình sinh thi triển ra. Người điên quả nhiên đáng chết a. Trong mắt Lý Vân Tiêu tuôn ra hàn mang, thoáng cái hóa ra pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay, trên mỗi cái tay nắm một kiện binh khí. Hướng phía ba người kia nghênh đón. Đây là thần thông gì? Dương Nguyên Thư thoáng cái trước mắt choáng váng, loại hóa thân thuật này hắn đừng nói gặp qua, hoàn toàn là chưa từng nghe thấy. Trước người của Lý Vân Tiêu hai tay bấm tay niệm thần chú, trên người lôi quang lóe ra, to lớn chàng năng tản ra, lôi tinh vẫn ở trên khoảng không hiện lên.
điện trường có thể đem bốn phía tầng nham thạch cũng đều tử hóa, trong toàn bộ long huyệt đều là lôi quang lấp lánh, nơi sản sinh hiện tượng phóng điện, như là một mảnh sấm sét điện hải. Tràng diện kinh hãi hồn phách, nhìn Dương Nguyên Thư một trận sợ hãi, trong mắt kinh nghi bất định. Lý Vân Tiêu một tay cầm cây búa, mạnh mẽ hướng lên trời không oanh đến. Trên lôi tinh hoàn tuôn ra một trận cường quang, hàng rào điện nổi lên, phát sinh tiếng nổ đùng đùng chấn động hướng phía ba người liên thủ phóng đi. Ầm ầm. Thế ba người liên thủ rơi vào trên lôi tinh hoàn, trực tiếp đem khắp bầu trời hàng rào điện đè xuống, toàn bộ lôi quang trong nháy mắt tiêu thất hơn phân nửa. Lý Vân Tiêu kinh hãi, vung lên cây búa, ma ha cổ tự màu vàng ở trên thân búa hiện lên, mạnh mẽ gõ xuống. Ùm ùm. Một đạo sấm sét chấn vào trong tinh hoàn, lôi quang đạt được tăng cường, nhưng vẫn như cũ không thay đổi kịch liệt co rút nhỏ lại xu thế. Phanh! Tinh hoàn thu nhỏ lại tới trình độ nhất định, tự hành nổ lên, hóa thành ba đạo lôi long, gầm thét phóng lên cao, hướng tới trên thân ba người oanh đến. Trên mặt ba người không có bất kỳ biểu lộ gì, đều là thần sắc đạm nhiên, tiện tay thay đổi quyền thành trưởng, nhẹ nhàng vỗ xuống, liền đem lôi long chi lực đánh sơ xác. Trên mặt Lý Vân Tiêu một mảnh ngưng trọng, ba người này tuy rằng sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng theo tiềm thức sống lại, đã kích phát ra đại bộ phận tu vi lúc sống, dưới sự liên thủ sợ là đã có lực lượng của cửu tinh vũ đế. Vèo vèo vèo. Ba người phách tán lôi long, sau đó lần thứ hai đều lao xuống. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên sát khí, nơi mi tâm lóe lên, giới thần bi phá thể ra, vạn trượng quang mang soi sáng ra. Bên trong toàn bộ huyệt mộ trở nên một mảnh sáng bừng gai mắt. Dương Nguyên Thư chịu đựng lưu quang gai mắt, mạnh mẽ trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía tấm bia to lớn vĩ ngạn kia. Thân là thuật luyện sư, hắn trước tiên đã cảm ứng được tấm bia này bất phàm, một loại khí uẩn sức mạnh to lớn chưa bao giờ có đánh văng ra, để hắn trong lòng lấy làm kinh ngạc. Trong hai tay của Lý Vân Tiêu không ngừng quyết ấn đánh vào thân bia, lực lượng to lớn tản ra, thoáng cái đã đem ba gã cường giả trói buộc lại. Ba cỗ thi thể đầu tiên là thoáng kháng cự một chút, sau đó liền ngừng lại, trên mặt khôi phục vẻ tĩnh mịch. Dương Nguyên Thư hoảng hốt, trong miệng tiếng sáo biến đổi, tựa nhu tựa cương, âm ba quay về chấn đãng rung động, tầng tầng quanh co. Nhưng vô luận tiếng sáo làm sao biến hóa, cũng không thể nhảy vào giới thần bi bốn phía thế giới lực, một chút đã đối với ba cỗ thi thể mất đi khống chế. Trên lưng của Dương Nguyên Thư toát ra từng trận lãnh ý, liều mạng thổi lên, cỗ thi thể kia vẫn như cũ thở ơ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Khâu Mục Kiệt luyện sư thuật cũng chỉ có thể đến trình độ này thôi sao? Chỉ cần đem khống thi âm ba cắt đoạn, người đã triệt để phế đi. Hắn một tay hướng phía ba cỗ thi thể chộp tới, muốn đưa bọn họ thu nhập bên trong giới thần bi. Đột nhiên trung gian một cỗ mạnh mẽ mở to hai mắt, một đạo quyền mang lăng không dựng lên. Chấn hướng Lý Vân Tiêu. Cái gì? Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hãi, vội vàng biến hóa thành trưởng, phong vân lực đều tụ tập lại, cùng với quyền uy kia va đụng vào nhau. Ầm ầm. Trên người Lý Vân Tiêu kim quang lóe ra dựng lên, trong cơ thể khí huyết kích động liên tục, khí cơ hỗn loạn, bị chấn đến trên không trung liên tiếp lui về phía sau. Hai bên thi thể người nó cũng chợt xuất thủ, lưỡng đạo kiếm quang nổi lên, ép hướng phía Lý Vân Tiêu, chảm thiên liệt địa. Lưỡng đạo kiếm tốc quá nhanh, hơn nữa uy lực rất mạnh, trong nháy mắt đã đâm vào trên người Lý Vân Tiêu. Thân hóa lôi đình. Thân thể của Lý Vân Tiêu thoáng cái trở nên hư hóa, để kiếm khí xỏ xuyên mà qua. Nhưng dù vậy, kiếm ý và đế khí cực mạnh trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn, cả người trên không trung lóe lên, tránh ra mấy chục thước, trực tiếp dẫm nát trên giới thần bi, một ngụm máu tươi liền phun tới. Lý Vân Tiêu một tay bấm tay niệm thần chú. Trên giới thần bi quang mang thu hết, ầm ầm một tiếng chấn vào bên trong đại địa, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt mà lăng lệ, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi rất có tâm kế a. Đối phương trước liều mạng thổi sáo, giả dạng làm mất đi khống chế hiệu lực, hoàn toàn là để dẫn dụ hắn rút lui. Nghĩ không ra bản thân luôn luôn tâm kế cực cao, dĩ nhiên cũng có một lần bị ám toán. Dương Nguyên Thư đồng dạng nội tâm khiếp sợ không thôi. Vốn cho rằng đánh lén này đủ để giết chết người này, mức độ thấp nhất cũng có thể đem hắn phế bỏ, kết quả lại chỉ là bị thương một chút mà thôi. Hắn sắc mặt trầm xuống, châm chọc hừ nói. Sư tôn của ta luyện sư thuật cường đại, há là ngươi tên ếch ngồi đáy giếng có thể hiểu. Lưỡng kiếm coi như là học phí, nhớ kỹ sau này không nên cuồng vọng tự đại như vậy.
Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, nghĩ không ra lại bị đồ đệ của Khâu Mục Kiệt giáo huấn một phen, rồi lại bị giáo huấn. Á khẩu không trả lời được, đích thật là chính mình vô cùng cuồng vọng mang tới thương thế. Hắn gật đầu, nói. Sẽ không, kế tiếp, ta nhất định trước đem ngươi đánh tàn phế rồi nói tiếp. Trên giới thần bi quang mang lóe lên, hồ lô tiểu kim cương bay ra, bay thẳng đến ba cỗ thi thể rít gào đi, lăng không đá ra mấy bước, đã gào thét lớn một quyền oanh xuống. Chê cười thực lực của ngươi ta đã nắm chắc chắc trong lòng, nhìn xem là ai phế ai. Dương Nguyên Thư một tay bấm tay niệm thần chú, hai mắt khép hờ đứng lên. Những cỗ thi thể này đã luyện hóa cực kỳ cao minh, trực tiếp dụng tâm thần liền có thể khống chế, hoàn toàn cùng với khôi lỗi độc nhất vô nhị, nhưng so với khôi lỗi cao minh hơn cường đại hơn nhiều. Quan viên chỉ thì mạnh mẽ nghĩ hóa ra trường kiếm, vãng hồ lô tiểu kim cương quả đấm của thượng lột bỏ. Thi thể tuy là vật chết, thi triển lại là tuyệt kỹ cả đời, kiếm chi quy tắc cường đại cùng với cửu thiên đế khí đồng thời đánh xuống, chém ở trên quyền phong của hồ lô tiểu kim cương. Phanh! Trên quyền phong của hồ lô tiểu kim cương một đạo băng sát tâm diễm trực tiếp bị kiếm khí chém vỡ nát, tâm diễm cường đại lực bộc phát ra, đánh phía tứ phương. Bang bang! Trên thi thể quan viêm bị tâm diễm dư tinh chi hỏa điểm trúng, trên người phát sinh hai tiếng bạo nổ, chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Thi thể tức thì bị lưỡng đạo tâm diễm thiêu đốt, vù vù bốc cháy lên. Nhưng trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, càng không biết đau đớn và lui về phía sau, tiếp tục dẫm lên ra một bước, liền ngưng kiếm mà lên. Hồ lô tiểu kim cương đồng dạng không biết thống khổ và sợ hãi, gào thét lớn xông tới, hai người một kiếm một quyền chém giết ở tại cùng nhau, chiêu số cực kỳ sắc bén. Trong mắt Dương Nguyên Thư lóe lên hoảng sợ, ngọn lửa kia tuy nhỏ, lại cho hắn một loại cảm giác sợ hãi cực độ, hơn nữa ở trên người quan viêm càng đốt càng lớn. Cứ tiếp tục như thế đi xuống, cỗ thi thể này có thể bị phế đi. Hắn vội vàng biến hóa quyết ấn, đối với quan viêm tiến hành thao túng. Những thi thể cường giả này cũng đều là mạo hiểm thiên đại phiêu lưu trộm đi ra ngoài, hơn nữa cũng không phải là lén ra là có thể dùng, phải trải qua luyện khí như luyện chế, nhưng lại cần tới bản thân dùng tâm thần tế luyện, mỗi một cỗ đều phải tốn phí tâm huyết cực lớn. Lúc đó ở trên Tử Vân Phong bị Ninh Khả Nguyệt thoáng cái đã bị phá hủy nhiều như vậy. Để hắn triệt để ý thức được, đa không bằng tinh. Thoáng cái khống chế thi thể quá lớn, đã vô pháp vô cùng nhuần nhuyễn phát huy ra lực lượng của mỗi một cổ thi thể, còn không bằng chuyên tâm tu luyện mấy cổ cực kỳ cường đại. Ba cỗ thi thể này là hắn từ trong một nhóm gần nhất vận chuyển tới chuyên tâm chọn lựa ra, chỉ tế luyện đến phân nửa đã vội vã bị phái ra chấp hành nhiệm vụ, bằng không nếu là luyện chế đến đại thành, sớm đã đem đối phương triệt để đánh chết. Dương Nguyên Thư trong lòng một trận tức giận. Ấn quyết trong tay biến đổi. Trên thi thể của quan viêm mạnh mẽ tuôn ra một cổ hủ khí cực kỳ âm trầm, bị tâm diễm thiêu đốt thân thể bộ phận trực tiếp cởi rơi xuống, trên không trung thoáng cái bị đốt thành cho bụi. Trên thi thể lộ ra mấy cái lỗ thủng lớn kinh người, lại không ảnh hưởng chút nào quan viêm dũng mãnh và sắc bén, trực tiếp đè nặng hồ lô tiểu kim cương đánh, mỗi một kiếm đều muốn đem nó chém ra hơn 10 thước. Ánh mắt của Dương Nguyên Thư nhìn chằm chằm hồ lô tiểu kim cương. Tựa hồ đối với tài liệu của cỗ khôi lỗi này cảm thấy cực độ hoang mang, theo lý bị chém tới liên tiếp như vậy, đã sớm nên phế bỏ mới đúng. Nhưng hắn tỉ mỉ quan sát, mỗi một kiếm hạ xuống đều chỉ có thể ở trên người đối phương tạo thành tế vi thương tổn, trơn chuột trên người của ao tiếp theo miếng nhỏ khứ, chớp mắt lại khôi phục. Ký ức nguyên kim. Sắc mặt của Dương Nguyên Thư trầm xuống, tài liệu khác là cái gì hắn không rõ ràng lắm, nhưng ít ra ẩn chứa loại kỳ hiệu vật này. Tuy rằng hồ lô tiểu kim cương lực lượng có hạn, nhưng đánh như vậy đi xuống, tới bao giờ tới đầu cùng. Một bên khác, ở thi thể quan viêm xuất thủ đồng thời, mặt hai cổ thi thể khác cũng là đột nhiên xuất hiện. Một quyền một kiếm phân trải phải hướng phía Lý Vân Tiêu công tới. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, 15 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm phá thể ra, trên không trung kết thành kiếm trận, thoáng cái liền đem hai cỗ thi thể vây quanh. Kiếm khí chi hải lăng liệt tản ra. Vô số kiếm chi quy tắc ở trong kiếm đổ hiện lên lóe ra, như là một phương kiếm chi lao lung, vô số kiếm ý ở trong đó xuyên toa, hóa ra vạn kiếm chi thế, hướng phía hai cổ thi thể chém tới. Dương Nguyên Thư nhìn một trận kinh hãi, người trước mắt này từ lúc xuất thủ đến bây giờ, không có chỗ nào mà không phải là thần thông kinh thiên, huyền khí khiến người sợ hãi. Hơn nữa có thể xuất hiện ở vũ địa loại địa phương này, còn liếc mắt nhìn ra sư thừa của hắn,
đồng thời điểm ra minh hữu vi thanh cực kỳ bí ẩn của bọn hắn, thân phận của Lý Vân Tiêu để hắn cảm thấy một trận tâm kinh đảm hàn, trong mắt sát ý trước nay chưa từng có nồng đậm lên. Khâu Mục Kiệt chưa chết, cùng với vi thanh kết minh, lấy trộm thánh địa thi thể, lẻn vào vũ địa trộm xương cốt, việc này bất luận một cái nào truyền ra ngoài, đều muốn đưa tới mối họa lớn bằng trời. Vô luận như thế nào nhất định phải đánh chết người này. Hắn thần niệm khẽ động, hai cổ thi thể lực lượng không ngừng tăng cường đứng lên. Trong đó một cổ ngũ chỉ nắm chặt, trên quyền tiêm tuôn ra tiếng cốt minh, phảng phất như một dòng thủy nguyệt ở dưới quyền uy đẩy ra. Con người của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, nhìn chằm chằm quyền đầu của người kia, lộ ra vẻ ngưng trọng. Quyền chấn thiên hạ, phảng phất như một tiếng chấn giống, người kia quyền uy đánh ra, lay động bát phương hoàn vũ. Mọi nơi 15 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đều phát sinh tiếng rung động ong ong, rất có tư thế cầm cự không nổi. Hơn nữa 15 thanh kiếm đều là Lý Vân Tiêu tâm thần tế luyện, đã bị cự lực rung động, từng cái phản phệ trở về, để sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, dẫn động thương thế lúc trước trong cơ thể. Hắn mạnh mẽ ngăn chặn nội thương, ấn quyết trong tay biến đổi, dưới chân đạp thần giới bia ầm ầm bay lên, tản mát ra thế giới lực, hướng phía kiếm kia trận ép tới. Đồng thời Lý Vân Tiêu cắn răng một cái, trong mi tâm lần thứ hai nhảy ra ba thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, bắn vào bên trong trận đồ. Kiếm trận chi thế thoáng cái đạt được tăng cường, 18 kiếm kiếm trận trên bầu trời, ngưng ra một bức vạn kiếm đồ to lớn, hóa thành một thanh cự kiếm, cũng là lăng không chém xuống. Giới thần bi thế giới lực và vạn kiếm đồ kiếm uy, một khi xuất hiện, liền đem quyền uy hiển hách ngăn chặn, như là một cơn lốc cắt thịt, hướng phía hai cỗ thi thể trong kiếm trận cắt đến. Dương Nguyên Thư hoảng hốt, vội vàng thần niệm tăng cường, đem tiềm lực của hai cổ thi thể vô tận kích thích ra. Rầm rầm, bên trong hai cỗ thi thể đều truyền đến thanh âm như đại dương mênh mông biển rộng vậy, lưỡng đạo uy thế cực mạnh như là lâm không mà đến. Bên ngoài thi thể cùng với trên da chợt bắt đầu sung huyết, dần dần khôi phục sinh cơ, ngay cả gương mặt xám trắng đều nhiều hơn ra một luồng huyết sắc. Dương Nguyên Thư hai mắt sung huyết, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Đây là một chiêu cuối cùng của luyện thi thuật con bài chưa lật, hồi quang phản chiếu, có thể ở hy sinh thi thể tiềm năng đại giới, trên mức độ lớn nhất để lực lượng của thi thể lúc sinh tiền trở về. Chiêu này sau khi thi triển, hai cổ thi thể cũng chỉ có thể bỏ qua, bởi vì bọn họ uy lực có tế luyện ra sao, cũng sẽ không thể tiến thêm một bước nào nữa. Quyền chấn thiên hạ, kiếm phệ bát phương. Trên người hai gã tuyệt đại cường giả bộc phát ra lực lượng rất mạnh, quyền kiếm tương giao. Trực tiếp oanh mở ra kiếm trận ràng buộc, biển lực tồi cổ lạp hủ chấn hướng ra bốn phương tám hướng, đem vạn kiếm đồ và giới thần bi đều chôn vùi vào bên trong. Ùm ùm, bên trong huyệt mộ một trận chấn động, đất rung núi chuyển. Lý Vân Tiêu cũng bị trùng kích lực thôn phệ, năng lượng to lớn oanh mở ra địa tầng, trực tiếp xông lên thiên không. Không tốt, Dương Nguyên Thư bỗng nhiên cả kinh, hắn chỉ lo giết Lý Vân Tiêu, quên mất tính nguy hiểm nơi đây. Hắn lúc này quyết ấn biến đổi, đem ba cổ thi thể triệu hồi, cả người đã tiêu thất ở tại chỗ. Ngay khi quyền kiếm lực phá tan đại địa, xa xa truyền đến lửa giận vô biên và long uy ngập trời. Mấy đạo quang mang thoáng qua liền tới, đều hạ xuống, kinh sợ hướng mọi nơi nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản một mảnh địa phương bằng phẳng, huyệt trực tiếp nứt nẻ ra, hình thành một hố sâu to lớn. Bên trong tràn đầy các loại vết tích chiến đấu, địa tầng đều bị hóa thành bột mịn. Lại không có bất kỳ bóng người nào. Vài tên long vệ sắc mặt cực kỳ khó coi, đều là trong tròng mắt phun ra lửa giận cuồn cuộn. Một người cầm đầu trong mắt càng lóe ra ánh sáng yêu dị màu xanh, như là thiêu đốt hỏa diễm yếu ớt, tức giận nói. Tìm kiếm. Dạ. Phía sau mấy người trong nháy mắt hướng mọi nơi tản ra, theo phương hướng bất đồng đi. Ngay khi bọn họ xuất hiện, bất quá công phu mấy lần hô hấp, người lẻn vào tuyệt đối không thể nào thoát được quá xa. Chỉ còn lại có hai người đứng ở trước hố sâu đó, không nói được một lời nhìn chằm chằm phía dưới, tựa hồ đang tìm đầu mối. Người cầm đầu kia trên mặt hầu như muốn nhỏ ra nước, lạnh giọng nói. Mấy vạn năm cũng chưa từng có việc này, không ngờ ở trong tay ta phát sinh. Vô luận là người phương nào, thế lực nơi đâu, cũng phải tru diệt. Vũ địa từ bắt đầu thành lập đến bây giờ, đích xác tao ngộ qua không ít lần xâm lấn tình huống, nhưng đặt ở trong lịch sử sông dài. Cũng chỉ có mấy vạn năm mới phải xuất hiện một lần. Phía sau một gã thanh y nữ tử cung trang, sắc mặt ngưng trọng nói.
Trước vạn nước mưa bộc bên trong thì có tình huống, Nhiễm Quyền đi vào điều tra, sau đó cũng không trở về nữa. Dẫn đầu nam tử sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói. Vì sao không nói sớm? Nữ tử kia thấy hắn tức giận, sợ đến thân thể run lên, vội vàng quỳ một gối, khủng hoảng nói. Long thủ bất giận, vũ địa mấy vạn năm qua vẫn bình an vô sự, tất cả mọi người không có cái loại tâm cảnh giác này. Ta cho rằng Nhiễm Quyền bất quá là xử lý lâu một ít mà thôi, đợi lâu không về, đang lúc ta khả nghi muốn đến điều tra, thì ở đây đã xảy ra tình huống. Long thủ mặt như xương lạnh, lạnh lùng nói. Việc này ngươi cứ để đấy, đợi đem sự tình xử lý sau đó đi thêm xử trí. Dạ. Nữ tử kia một trận dùng mình, không dám nhiều lời nữa. Một trận thời gian, Long vệ tứ tán ra đều tụ lại trở về, trên mặt mỗi người đều là vẻ âm trầm và ngưng trọng. Long thủ cả giận nói. Chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên không có phát hiện. Tất cả mọi người đều cúi đầu, xấu hổ không ngớt. Một người trong đó nói. Dưới Long tức, coi như là ẩn tàng thế nào đều có thể nhận biết đi ra, hai người này tuyệt không đối không đơn giản. Long thủ phẫn nộ quát. Thối lắm lời này cần ngươi nói. Người có thể lẻn vào vũ địa, làm sao có thể sẽ là hạng người hời hợt. Nghiễm Yên, trong huyệt động này chôn giấu là vị tổ tiên nào? Thanh y nữ tử nói. Là 7 vạn năm trước 3 vị kim long tổ tiên quát tháo tứ hải. Long thủ sắc mặt trầm xuống, nói. Dĩ nhiên là bọn họ, như vậy người lẻn vào nhất định là để kim cốt mà đến. Chỉ là, ánh mắt của hắn dị thường hàn lãnh, hướng trên thân mỗi người đảo qua, lạnh giọng nói. Chỉ là ta rất kỳ quái, người nọ là làm sao biết được 3 vị tổ tiên chôn giấu chỗ nào. Ở đây Long mộ có hàng ngàn hàng vạn, coi như là ta cũng không thể đều biết tất. Thế nào một ngoại nhân ngược lại đã biết? Tất cả mọi người đều là chấn động, một loại suy nghĩ không tốt ở bên trong tâm lan tràn. Nghiễm Yên cũng là giật mình nói. Long thủ ý tứ là trong Long vệ xuất hiện kẻ phản bội. Mỗi người đều là sắc mặt đại biến, bọn họ cũng là nghĩ đến loại khả năng này. Trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Phải biết rằng Long tộc là chủng tộc dị thường cao ngạo, mà Long vệ càng thân kiêm cảm giác vinh dự cực lớn. Long thủ lạnh lùng nhìn chằm chằm mỗi người. Hy vọng không phải như vậy, bằng không ta nhất định sẽ đem người nọ lột ra rút gân, tươi sống rút ra hồn phách đi luyện đan làm thuốc. Tất cả mọi người đều thân thể chấn động, đều quát dẹp đường. Giữa lúc như vậy, Nghiễm Yên nói, Long thủ, tình huống hiện tại cực kỳ kỳ quái. Nếu là người nọ lẻn vào tiến đến, trực tiếp lấy đi kim cốt là được, vì sao phải làm ra động tác lớn như vậy? Ở đây hiển nhiên là có 2 người ở tranh đấu qua, hơn nữa thực lực đều cực kỳ cường hãn. Một người nói, chớ không phải là Nghiễm Quyền phát hiện người nọ, do đó phát sinh chiến đấu. Long thủ lắc đầu nói, cũng không phải khí tức của Nghiễm Quyền, nhất định là người ngoại tộc. Xem ra người lẻn vào còn không chỉ có một người, tất nhiên là ở phía dưới xảy ra xung đột, lúc này mới chiến đấu kinh động chúng ta. Ánh mắt của hắn mọi nơi nhìn lại, lạnh lùng nói. Ta tin tưởng 2 người kia nhất định còn chưa đi, chỉ bất quá dùng thủ pháp cực kỳ cao minh ẩn giấu đi. Hừm, mọi người phân tán 4 phía, vừa có động tĩnh giết chết bàn sau. Nghiễm Yên, người đi mở ra quan thiên kính, dùng kính chiếu sáng rõ một mảnh phương viên. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn làm sao che giấu. Dạ. Nghiễm Yên đáp ứng một tiếng, lập tức hóa thành một đạo quang mang tiêu thất ở tại chỗ. Trong hư vô, phá không toa bên trong. Lý Vân Tiêu sắc mặt một mảnh tái nhợt, khóe miệng lộ ra vết máu. Ở dưới uy lực quyền kiếm của 2 cổ thi thể kia, đem công kích và phòng ngự của hắn đều tan rã, oanh tới thân thể tan vỡ. May mà hắn thân thể cực kỳ cường hãn, đồng thời hấp thu đại lượng sức công kích. Không ngừng tự hành chữa trị thân thể, lúc này mới đem thương thế ổn định lại. Phá không toa có thể thời gian dài nằm vùng ở bên trong hư vô, chỉ là họ nói quan thiên kính không biết là vật gì, có thể phát hiện tung tích của hắn hay không. Nếu là chạy không khỏi quan thiên kính mà nói, lần này thực sự phiền phức lớn, đám long vệ này nhất định sẽ đem hắn triệt để xé thành mảnh nhỏ. Không nói đến đám người này đều là cửu tinh vũ đế cường giả. Trên người long thủ phát ra khí tức càng làm hắn cảm thấy một trận hít thở không thông, sợ là có chạy đến trong giới thần bi, cũng sẽ bị hắn nhảy qua giới truy sát đi vào. Ánh mắt của hắn ở xuyên thấu qua tầng tầng không gian ngóng nhìn đứng lên, muốn tìm kiếm tung tích của Dương Nguyên Thư. Lý Vân Tiêu thi triển ra đồng thuật,
nhìn bốn phía, lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của Dương Nguyên Thư. Hắn dám khẳng định Dương Nguyên Thư cũng nhất định đang ở phụ cận, lại không biết đã dùng cách nào ẩn trốn đi, trước kiện áo choàng màu xám kia cực kỳ quỷ dị, nhưng bị hắn một kiếm bị phá hủy, nghĩ đến còn có diệu pháp khác. Đột nhiên hắn tâm thần chấn động, một loại cảm giác không tốt nảy lên trái tim, da đầu trong nháy mắt tê dại đứng lên, hình như nghìn vạn con kiến đang cắn, lập tức ngửi được tử vong nguy hiểm. Ầm ầm. Quả nhiên, một sức mạnh to lớn đi qua hư vô, lăng không hướng phía hắn áp đến đây. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên hoảng hốt, đúng là long thủ xuất chiêu, hoàn toàn tinh chuẩn đoán được phương vị của hắn. Hừm, thực sự là lá gan không nhỏ a, lại vẫn dám rình coi. Long thủ cười lạnh một tiếng, ngay vừa rồi hắn cảm thụ được có người ở chỗ tối rình coi, lập tức một cái sát chiêu đã oanh đến đó, trực tiếp nghiền nát tầng tầng không gian. Phanh! Bầu trời bị một chiêu của hắn đánh ra một cái hắc động, một tia tiên huyết đỏ sẫm xuất hiện ở không trung, nhìn thấy mà giật mình, lại không thấy bóng dáng. Ân! Long thủ sắc mặt phát lạnh, lộ ra vẻ chấn động, nhìn chằm chằm hư vô hắc động, trong mắt sát ý từ từ nồng đậm lên. Quả nhiên có người. Đám long vệ còn lại cũng là một giật mình không thôi, nhưng ở dưới long tức nhận biết, lại vẫn như cũ trống không một vật. Một người cả kinh nói. Có thể từ trong tay long thủ chạy thoát. Long thủ cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi, vừa rồi một lực lượng chính mình vô pháp xem thấu hiện lên, dĩ nhiên để người nọ chạy trốn, hơn nữa không có tung tích gì nữa. Trên mặt hắn cũng là hết sức khó coi, hướng phía không trung lạnh lùng nói rằng. Trốn đi, thỏa thích trốn đi, ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Toàn bộ long vệ đều là sắc mặt ngưng trọng, càng thêm cẩn thận, liên thủ phong tỏa ở phương viên trên trăm dặm không gian. Lúc này bên trong phá không toa, Lý Vân Tiêu triệt để thu liếm toàn bộ khí tức, nhưng thân thể cũng đang dần dần tan vỡ, không ngừng mà phun ra từng ngụm lớn tiên huyết. Vừa rồi ở dưới chỉ mảnh treo chuông, hắn trực tiếp vận dụng Nguyệt Đồng thần kỹ, đem uy lực sát chiêu của đối phương xóa đi hơn phân nửa. Đồng thời mang theo phá không toa ở trong hư vô lệch vị trí, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Nhưng long thủ chi chiêu dị thường ngoan lệ, vẫn có bộ phận đánh vào trong cơ thể hắn, đem vết thương cũ trước đó toàn bộ xé mở, triệt để bộc phát ra. Hắn hiện tại hầu như hoàn toàn mất đi chiến lực, nếu là quan thiên kính có thể tra ra được tọa độ của hắn, sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phàm, dưới loại tình huống này, có thể phá không rời khỏi hay không? Lý Vân Tiêu truyền âm hỏi nói. Diệp Phàm cũng đi qua hắn nhận biết, biết tình huống bên ngoài, cau mày nói. Phá không rời khỏi hẳn là có thể, nhưng nặc á chi thuyền lực lượng quá mạnh mẽ, một ngày vận dụng tất nhiên sẽ bị người nọ phát hiện, thời gian không còn kịp nữa. Lý Vân Tiêu buồn bực không thôi, Diệp Phàm nói ra tình huống, hắn cũng minh bạch, chính mình chỉ là Nguyệt Đồng nhìn trộm một chút, đã bị đối phương nắm bắt được hành tích. Chớ đừng nói vận dụng nặc á chi thuyền loại huyền khí cường đại này, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh phấn thân toái cốt. Vừa rồi nếu không phải đã sớm cảm ứng được tử vong, sợ rằng thần kỹ cũng cứu không được hắn, lực lượng của long thủ còn ở trên cả Nghiễm Hiền. Hiện tại chỉ nghe theo mệnh trời, khẩn cầu quan thiên kính không thể soi sáng ra hắn. Lý Vân Tiêu biết suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, càng thêm không dám vận dụng Nguyệt Đồng tiến hành rình coi, toàn thân tâm điều tức. Một lát sau, bầu trời âm trầm đột nhiên hiện ra một đạo tia nắng ban mai, thiên phá vân khai. Một đạo sắc trời chiếu rọi xuống, trước mắt sơn hà đều hiện ra ở một mảnh quang mang, từ từ sinh huy. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, trong lòng đã dâng lên dự cảm không rõ, quan thiên kính mạnh mẽ, trực tiếp soi sáng ra toàn bộ sự vật bên trong ngũ hành, căn bản vô pháp che giấu đi. Quang mang rốt cục khu trừ âm u, chiếu rọi xuống, cả đại địa một mảnh tường hòa. Ở trên trời trong tường vân, tựa hồ mơ hồ có thể thấy được một mặt bảo kính, bốn phía lưu chuyển màu sắc rực rỡ, như là thái dương rực rỡ gai mắt. Cả dãy núi đại địa ở dưới kính quang tiếp theo phiến an tường, vạn vật tĩnh lại, chưa từng có tiếng. Long thủ và đám long vệ còn lại đã là sắc mặt đại biến, cả kinh hãi không ngớt. Một người sợ hãi nói. Dưới quan thiên kính cũng không có thể để cho bọn họ hiện hình. Cái này, đây. Sắc mặt của long thủ cũng là cực kỳ khó coi, căn bản không thể tin được, kinh ngạc đứng ở tại chỗ không biết làm sao bây giờ. Trong hư vô, Lý Vân Tiêu nặng nề thở phào, hắn lúc này toàn thân đều bao phủ ở trong một mảnh mông lung, bị một tầng hơi nước bao trùm. Quan thiên kính quang mang chiếu xuống,
trực tiếp bị thiên địa thủy nguyên chiết xạ ra. Ở bên ngoài xem ra hình như là thẳng tắp xuyên thấu, nhưng trên thực tế đã có từng cục lăng kính thật nhỏ di động hiện tại quanh thân hắn, đem chiếu nhập tiến đến quang mang kinh qua nặng hơn phản xạ, từ bên ngoài nhìn xem giống như là chiếu thẳng tắp qua vậy. Toàn bộ long vệ đều ngây ngốc tại chỗ, có chút không biết làm sao. Sau một lúc, Nghiễm Hiên cũng bay rơi xuống, đồng dạng là cả kinh nói. Bên trong quan thiên kính không thấy có người. Trên mặt hắn so với đông đảo long vệ còn khó coi hơn, trầm giọng nói. Quan thiên kính có thể soi sáng ra toàn bộ sự vật trong ngũ hành, những người đó còn chưa hiện hành chỉ có hai trường hợp, một là kính quang căn bản không có chiếu đến, điểm ấy có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thứ hai đó là người đã ở dưới quan thiên kính, thậm chí đã bại lộ ở trước mắt chúng ta, chỉ là chúng ta làm như không thấy. Làm như không thấy. Một gã long vệ đều là nhíu mày lại, trầm tư không giải thích được. Lý Vân Tiêu cũng là đồng dạng híp mắt, bắt đầu tự hỏi Dương Nguyên Thư rốt cuộc ẩn núp ở chỗ nào. Ẩn thân thuật này của hắn cũng may là nhờ có thiên địa thủy nguyên, ngưng kết thành lăng kính mới có thể đem kính quang chiết xạ ra được. Nếu là nước phổ thông, sớm đã bị bắn thủng. Do đó Dương Nguyên Thư không có khả năng giống như hắn, tất nhiên là còn có diệu pháp khác. Hắn suy nghĩ sau một lúc không có kết quả, cũng liền lười nghĩ tiếp, nhắm mắt tu dưỡng đứng lên. Chỉ cần thương thế có thể toàn bộ khôi phục, vẫn có hy vọng đào tẩu. Nghiễm Hiên đột nhiên nhớ tới cái gì, nói rằng. Đúng rồi, Long Thủ Đại Nhân, ta vừa mới cố ý tra xét nghiễm quyền bản mạng lệnh bài. Tuy rằng sinh mệnh chi hỏa có điều yếu ớt, nhưng vẫn là thiêu đốt tràn đầy, chứng minh nhiễm quyền đại nhân vẫn chưa xảy ra chuyện, chắc là bị đối phương khống chế được. Long thủ ngưng mắt nhìn trên trời, chậm rãi nói rằng. Lần này người lẻn vào thực lực khó lường, có thể là dùng sức mạnh đại bí pháp hoặc giả huyền khí ẩn giấu thân tích, đem nơi đây dùng huyền tương tuyệt sát chi trận phong khóa. Năm người một tổ chia làm hai tổ, thay phiên trấn thủ nơi đây, tuyệt không thể để cho bọn chúng chạy thoát. Dạ, một đám long vệ cùng kêu lên quát dẹp đường, trên mặt mỗi người đều là phẫn nộ. Việc này tuyệt đối là sỉ nhục đối với bọn họ thân là long vệ, đều khát vọng đem người xâm lăng lấy ra rút hồn bẻ xương. Long thủ sau khi phân phó xong, cũng không ngừng chạy, chợt lách người đã tiêu thất ở tại chỗ. Nghiễm Hiên và đám long vệ bắt đầu tự hành châm trước đứng lên, rất nhanh liền đem 10 người thực lực cực mạnh chia làm hai tổ. Lưu lại một nhóm, sau đó những người còn lại cũng đều rời khỏi. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát một chút, không có long thủ thực lực kinh người, cẩn thận thôi động đồng thuật, sẽ không người phát giác. Trong 5 người lưu lại này có một người thực lực là cửu tinh trung giai vũ đế, còn lại 4 người cùng với nhiễm quyền không sai biệt lắm, đều lặng lặng ngồi xếp bằng ở 4 phía, trình ra ngũ hành chi thế, đem phương viên không gian phong tỏa. Rất nhanh, Nghiễm Hiên cùng 3 gã cường giả lần thứ 2 trở về. Mang theo một ít huyền khí bảy binh bố trận, liên thủ bảy sát trận sau đó liền rời khỏi. Huyền tương tuyệt sát chi trận sát khí 10 phần, là hung trận hiếm thấy, để Lý Vân Tiêu nhìn mà nhíu mày. Bất quá hắn lúc này trọng thương trong người, ngược lại cũng không vội, không có quan thiên kính soi sáng, chỉ cần phá không toa liền có thể ẩn giấu thân tích, tất cả chờ thương thế phục hồi như cũ lại nói. Chỉ là Dương Nguyên Thư rốt cuộc ẩn giấu ở đâu? Điều này làm cho hắn vạn phần tò mò. Chính mình muốn an toàn rời khỏi nơi đây, phải mượn Dương Nguyên Thư cây đao này giết phá cục diện. Nhưng Dương Nguyên Thư không chỉ có thực lực siêu cường, hơn nữa tâm trí cũng cực cao, sợ rằng không dễ dàng bị lợi dụng như vậy. Lý Vân Tiêu lẳng lặng treo ở bên trong phá không toa khôi phục, một đạo thần thức trực tiếp ở tại bên trong giới thần bi hiển hóa đi ra, xuất hiện ở bên cạnh người Nghiễm Quyền. Lúc này Nghiễm Quyền cũng đã khôi phục hơn phân nửa thương thế. Suy nghĩ trước sau cũng đã hiểu được ít nhiều tình cảnh của chính mình. Lý Vân Tiêu xuất hiện để hắn cả người chấn động, cả giận nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám đánh chủ ý lên Thủy Long Tổ Tiên và Hám Long Trùy, khuyên ngươi nhanh chóng thu tay lại, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn lúc này lời nói đã không có lo lắng như trước, bắt đầu uy hiếp. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đã bị lão đại các ngươi phát hiện. Hắn đem tình huống bên ngoài nói đơn giản một lần, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghiễm Quyền, nhìn thần tình của hắn biến hóa. Nghiễm Quyền đầu tiên là sửng sốt, sau đó đại hỉ đứng lên. Ha ha, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ha ha. Trong mắt Lý Vân Tiêu hàn khí chớp động, nói. Nếu là ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ nói, ngươi nghĩ ta sẽ lưu lại mạng ngươi sao?
Thân thể của Nghiễm Quyền chấn động, bỗng nhiên cảnh giác, cắn răng nói. Đừng cho là ta bị ngươi vây ở đây liền thành trái hồng mềm, có thể tùy ý xoa nắn. Trong tay hắn ánh sáng sắc bén khởi động, hóa thành huyền phủ, làm tốt chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, bên cạnh hắn không gian hơi vặn vẹo, một đạo quang mang dần dần hội tụ thành bóng người, từ trong đó đi ra, chính là Viên Cao Hàn. Viên Cao Hàn thần sắc bình tĩnh, nói. Sự tình ta đã biết, có thể bắt đầu. Nghiễm Quyền cảnh giác vạn phần, lớn tiếng quát dẹp đường. Ngươi muốn làm gì? Trên chiến phủ sát khí vọt lên, lực lượng cường đại ở trên người hắn tuôn ra, cửu thiên đế khí chi uy hiển hách đẩy ra. Lý Vân Tiêu nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Vốn muốn tìm ngươi hỗ trợ, xem bộ dáng là không có khả năng, do đó ta dự định cùng với Cao Hàn huynh cùng nhau, đem thần thức của ngươi phong ấn, luyện thành cái xác không hồn, cho ta sai xử. Nhiều thêm một cửu tinh vũ đế khôi lỗi, xác suất để ta chạy thoát vẫn là cực lớn. Nghiễm Quyền kinh giận dữ hét. Ngươi dám. Nhưng hắn nói hiển nhiên đối với hai người vô hiệu. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói. Đừng lãng phí thần thức của hắn, vũ địa là kỳ diệu địa phương, ta ngươi liên thủ siêu hồn phách của hắn, lấy ra trực tiếp tư liệu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng thế, nếu thật có thủy long chi khu, ta vẫn là rất muốn biết một chút về nó. Cao Hàn huynh chờ chỉ chốc lát, ta trước đem ý chí của hắn đánh cho tàn phế lại nói. Như vậy vô luận là siêu hồn hay là luyện thể, đều càng thêm dễ dàng. Nghiễm Quyền hoảng hốt, lập tức giơ lên chiến phủ cảnh giác, thân thể thoáng cái đã thối lui vài trăm thước, tựa hồ đối với Lý Vân Tiêu cực kỳ kiêng kỵ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, liền cất bước tiến lên. Đột nhiên một giọng nói lăng không truyền đến, nói. Để ta thử xem đi, vừa rồi có điểm tiến bộ, đang muốn tìm người luyện tập đây. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra một vẻ kinh ngạc. Liền lộ ra tiếu ý, nói. Ngươi cũng đột phá, rời khỏi sẽ có nắm chắc hơn. Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, liền đem người truyền âm cách không nhiếp đến, chính là tân thần. Trên người của tân thần vẫn là không có bất kỳ nguyên lực ba động nào, trạng thái hoàn toàn nội liễm. Hai tay hắn ôm ở trước ngực, khóe miệng hiện ra một tia cười khẽ, nói. Bên trong giới thần bi thật là một địa phương tốt ha, tài nguyên dĩ nhiên so với Đông Hải còn nhiều hơn. Rốt cục để lão tử đột phá lá chắn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hừ nói. Tụ một giới tài nguyên mặc cho các ngươi hưởng thụ, hơn nữa hãm không đảo đánh một trận ngươi thu hoạch cũng không nhỏ, lại thêm ngươi có chí cường thần thể thiên phú, nếu không đột phá, thì không thể cùng nhau khoái trá chơi đùa. Tân thần cười nói. Đừng nói như thế khiến kẻ khác yêu thương đấy. Lý Vân Tiêu nói. Mau chóng đánh phế hắn, tranh thủ thời gian, ta sợ sự tình phát sinh chuyện xấu. Hiện tại hết thảy đều không bị ta khống chế. Tân thần cười lớn một tiếng, trên thân thể bạo khởi từng đạo kim quang, song quyền nắm chặt, một cổ khí thức kinh khủng bộc phát ra, trực tiếp ép tới không khí hướng ra bốn phía liên tục nổ lên. Trên thân thể của hắn hiện ra kim sắc răng khắp nơi đường cong, ngưng tụ thành từng đám trận pháp hình tròn, chồng chất vần quanh lẫn nhau, tầng tầng tương khấu, đem lực lượng của thân thể không ngừng để thăng lên. Ầm ầm. Một sức mạnh to lớn từ trong cơ thể tân thần tuôn ra, khí tức trực tiếp vào tới cửu tinh vũ đế. Lý Vân Tiêu tỉ mỉ ngưng mắt nhìn lại, đây hoàn toàn là lực lượng nhục thân, có thể khiến cảnh giới xông thẳng tới cửu tinh. Ở trên thân thể tân thần, năm đạo lực lượng nguồn suối không ngừng mà xoay tròn, tản mát ra khí tức kinh khủng. Đùng! Tân thần ngũ chỉ bóp một cái, hung ác cười một tiếng, cả người trong nháy mắt bắn ra, một quyền oanh đến. Nghiễm Quyền vẫn bất động thanh sắc, cảnh giác nhìn chăm chú hắn, hừ lạnh nói. Vừa mới đột phá cửu tinh mà thôi, không biết sống chết. Hắn giơ lên chiến phủ, hét lớn một tiếng đã chém xuống phía dưới. Phủ mang hoa phá trường không, trực tiếp đem không gian bổ ra, một cái hắc sắc khe nứt nổi lên, hướng phía trên người tân thần xé rách đi. Phanh! Tân thần quyền uy oanh xuống, trực tiếp đem cái khe màu đen kia nổ nát, hóa thành vô số cái khe tản ra. Cả người hắn càng lăng không bước ra một bước, thoáng cái đã lấn người tiến lên, lần thứ hai song quyền đánh ra. Nghiễm Quyền biến sắc, chiến phủ giải phong ra, thể tích biến lớn lên mấy lần, đưa ngang trước người hướng đôi quyền kia nghênh đón. Phanh! Quyền uy đánh vào trên thân búa, vô số kim sắc trường tuyến từ trên thân thể tân thần phụt ra, đều kích bắn hướng thiên không, ở phía trên ngưng tụ thành một trận đồ, bên trong dị tượng mọc thành bụi,
một vầng mặt trời chói chang từ trong trận đồ kia hiện lên, thân thể tân thần tựa như nắng gắt, cùng với mặt trời chói chang chiếu rọi, tản mát ra dương khí cực mạnh. Song quyền càng thiêu đốt đỏ bừng, thiêu đốt thân búa bắt đầu toát ra khói trắng. Nhiễm quyền hoảng hốt, hai tròng mắt đều lồi đi ra. Hừ hừ, một cổ long tức cực mạnh từ trong lỗ mũi của hắn mạnh mẽ phun ra, cả người trong nháy mắt long hóa đứng lên, chiến phủ chi lực đem song quyền đón đỡ trở lại. Dần dần long ảnh ở trên khoảng không nổi lên, cùng với mặt trời chói chang dị tượng tương hỗ tranh nhau phát sáng. Khoa phụ truy nhật, long bàn hổ phục. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, khí thế trên người bỗng nhiên tiếp tục kéo lên mà lên. Mặt trời chói chang và long ảnh đồng dạng ăn mòn cắn nuốt lẫn nhau, lưỡng chủng lực lượng cực hạn lấy hai người làm trung tâm, hướng ra bốn phương tám hướng phụt ra đi, đánh phá bầu trời không ngừng vỡ vụn. Hai người Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn ngay ở chỗ không xa quan chiến, vô số lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên thấu hai người mà qua, không thể đả thương bọn họ chút nào. Viên Cao Hàn lộ vẻ sợ hãi động dung nói. Thần thể chi thân ngạnh kháng cửu tinh long tộc. Lý Vân Tiêu cười nói. Cao Hàn huynh nghĩ hai người này ai sẽ thắng? Viên Cao Hàn đưa mắt nhìn một trận, nói. Cửu tinh thần thể và cửu tinh long tộc so sánh với phổ thông võ giả đều có ưu thế trời sinh cực mạnh, nhất thời ưu khuyết thật đúng là không rõ. Hắn dừng lại, lại bổ sung. Đây quyết định bởi bản thân tu vi của hai người mạnh yếu đi. Mặc dù là cửu tinh sơ cấp, cũng có chênh lệch cực lớn. Thứ nhì liền quyết định bởi trình độ huyết mạch của long tộc nơi đây, phải xem huyết mạch chi lực của hắn có thể mạnh mẽ cỡ nào. Lý Vân Tiêu nói, Cao Hàn huynh quả nhiên đang hiểu, ta phỏng chừng hai người này nhất thời nửa khắc là phân không ra thắng bại. Nhiễm quyền huyết mạch chi lực rất mạnh, hơn nữa bước vào cửu tinh vũ đế sợ rằng cũng có khoảng thời gian nhất định, đối với cửu tinh quy tắc chi lực nắm trong tay muốn xa xa mạnh hơn tân thần. Nhưng tân thần này đó là chí cường thần thể a. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra hàn mang, ngưng thanh nói. Nếu để cho hắn bát môn đều mở ra, thân thể thành thánh, đó là kế tục ngạo trường không rồi. Thân thể thành thánh. Viên Cao Hàn lộ ra mỉm cười, nói. Từ cổ chí kim bao nhiêu thần thể, hãn hữu đại thành. Tu luyện thân thể, đến phía trước cứ đi một bước, so với võ giả còn muốn chắc trở hơn gấp trăm lần, là một cái hiểm lộ thông thiên. Lý Vân Tiêu nói, Nga, Cao Hàn huynh tựa hồ còn rất có nghiên cứu. Viên Cao Hàn hơi biến sắc mặt, hiện lên một tia cảnh giác, nói lầm bầm cười nói. Vân Tiêu huynh lại muốn nói chọc ta sao? Lý Vân Tiêu ha ha cười nói. Giữa ta và ngươi, giả bộ luyến tiếc, hoàn toàn có thể không có gì giấu nhau, sao còn nói lời khách sáo? Thực sự là đả thương cảm tình đấy. Viên Cao Hàn sắc mặt trầm xuống, hừ nói. Nói cảm tình, chờ ngươi khi nào để ta rời khỏi, để ta xong hồn hợp nhất, bản tôn tự mình đến cùng với ngươi nói chuyện cảm tình. Lý Vân Tiêu nói, chắc chắn có một ngày như vậy, nhưng phải để ta an toàn sống quay về đại lục mới được đi. Nếu là lần này ta chết rồi, sợ là Cao Hàn huynh cũng khó mà chỉ lo thân mình. Trên mặt Viên Cao Hàn co quắp một chút, bất mãn nói. Lấy tính tình của ngươi, sớm muộn có một ngày sẽ chết. Không bằng ta hiện tại hướng Công Dương đại nhân thỉnh cầu cứu viện thế nào. Chỉ cần có thể nói động được Trác Thanh Phàm đi một chuyến, mới có thể an toàn mang ngươi rời khỏi. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi nghĩ Trác Thanh Phàm người nọ làm việc tin cậy sao? Còn nữa, nếu để cho Đông Hải phát hiện có thánh vực thế lực lẻn vào vũ địa, lưỡng tộc chiến sự sẽ vĩnh không có ngày yên ổn. Hắn nhìn chằm chằm Viên Cao Hàn nhìn ra ngoài một hồi, chậm rãi nói rằng. Còn có một chuyện càng thú vị hơn, ta đang suy nghĩ có y nên báo cho Cao Hàn huynh biết hay không. Viên Cao Hàn hừ nói. Cái miệng là mọc ở trên mặt của Vân Tiêu huynh. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi cũng biết ta tại sao lại bị Long Vệ phát hiện. Viên Cao Hàn vẻ mặt đạm nhiên, hai mắt hơi khép lại, có vẻ cũng không thèm để ý, nhưng bộ dáng nghe cũng không nghe. Lý Vân Tiêu nở nụ cười một chút, theo tay vung lên. Ảnh tượng của Dương Nguyên Thư lập tức xuất hiện ở trên hư không. Cao Hàn huynh có thể nhận được người này. Viên Cao Hàn nhìn chằm chằm người nọ một trận, nói. Không nhìn được. Lý Vân Tiêu nói. Cao Hàn huynh tiếp tục nhìn kỹ. Hắn tâm niệm vừa động, ảnh tượng của Dương Nguyên Thư liền bắt đầu động, bốn phía huyễn hóa ra cảnh tượng trong long mộ, đem chuyện lúc trước bắt đầu tái diễn. Cách đó không xa tân thần và nghiễm quyền đang đánh túi bụi. Các loại cực chiêu thảm liệt chém giết,
liệt địa thiên lý, nhưng hai người lại không gặp chút nào, chỉ là nhìn chằm chằm ảnh tượng của Dương Nguyên Thư một cái. Rất nhanh, cảnh tượng đột nhiên trở nên chậm chạp, tựa hồ cố ý bị khống chế được tốc độ. Trước người của Dương Nguyên Thư trực tiếp xuất hiện ba cỗ quan tài tinh xảo nước sơn hồng. Viên Cao Hàn toàn thân chấn động, trong song đồng mạnh mẽ bộc phát ra tinh mang, kinh hãi nói. Đây là... Lý Vân Tiêu cười nói. Cao Hàn huynh không phải muốn xem đánh nhau sao? Thế nào đột nhiên có tinh thần như vậy? Viên Cao Hàn không để ý Lý Vân Tiêu châm chọc, trong mắt tinh mang dần dần hóa thành hàn khí vô biên. Không nên dụ dỗ tính tò mò của ta. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào quan tài trong hình ảnh, không nháy mắt một cái, nhưng hàn khí phát ra quá mức, hai tay nắm siết thật chặt. Lý Vân Tiêu nhìn thấu nội tâm hắn ba động, xem ra Viên Cao Hàn đã nhận ra lai lịch của ba cỗ quan tài này. Đổi lại là hắn, cũng tất nhiên là có biểu tình và thần thái này. Ảnh tượng tiếp tục buông xuống, ba cỗ quan tài mở ra, bộ dáng ba người quan viêm lập tức hiển lộ ra. A! À, Viên Cao Hàn kinh sợ hét lớn một tiếng, tức giận nói. Là ai, người này là ai? Gương mặt của hắn dữ tợn đáng sợ, cả người đang kịch liệt run rẩy. Ngay khi ba cổ thi thể bắt đầu thi triển tuyệt học cả đời công kích Lý Vân Tiêu, toàn thân Viên Cao Hàn càng sắc mặt trắng bệch. Lý Vân Tiêu vung tay lên, đem ảnh tượng xóa đi, khẽ cười nói. Cao Hàn huynh, đều lớn tuổi như vậy rồi, chuyện gì chưa từng thấy qua, hà tất phát ra lửa giận lớn như vậy. Sắc mặt của Viên Cao âm trầm không ngớt, lạnh giọng nói. Thánh vực mộ địa có lực lượng tuyệt mạnh thủ hộ, người thường căn bản không có khả năng lẻn vào. Lý Vân Tiêu cười nói. Luyện thi thuật lợi hại như vậy, tại sao có thể là người thường? Thế giới này, có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn chúng ta không nghĩ tới. Trong mắt Viên Cao Hàn hàn khí không ngừng lóe ra, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hắn mạnh mẽ nghiêng đầu lại, hai tròng mắt hầu như phun ra hỏa diễm nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, gằn từng chữ nói. Người biết hắn là ai vậy, đúng hay không? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Cao Hàn huynh vì sao nói ra lời này? Người nghĩ người nọ sẽ tự báo ra sư môn sao? Viên Cao Hàn lạnh giọng nói. Chớ ở trước mặt ta giả bộ ngươi Cổ Phi Dương là ai, ta còn có thể không rõ. Trong thiên hạ tâm kế sâu có thể vượt lên trước ngươi thực sự là rất ít có thể đếm được. Ngươi cho ta xem ảnh tượng này, mục đích không phải là muốn thông qua bản thể của ta hướng thánh vực nhắn nhủ tin tức nào đó sao? Trên mặt hắn hiện lên sát khí dày đặc hơn, lạnh giọng nói. Ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhưng việc này quá mức trọng đại, người nọ trong hình phải chịu thiên đao vạn quả. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Việc này ta đích xác có một chút suy đoán và nắm chặt, nhưng không vội xuất thủ. Cho ngươi xem hình ảnh, chỉ là cho ngươi có một tâm lý chuẩn bị mà thôi. Loạn trong giặc ngoài, tứ hải bất bình, thiên hạ sẽ loạn a. Viên Cao Hàn nói. Ta nên làm như thế nào? Hắn lúc này trong lòng một trận hỗn loạn. Có người dám lấy trộm thánh địa cường giả chi mộ, nhưng lại thuận lợi trộm ra được luyện thành thi khôi, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, khiến kẻ khác giận sôi. Nếu không có hình ảnh này là Lý Vân Tiêu cho hắn nhìn, hắn nhất định sẽ không tin tưởng đây là thật. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng phun ra bốn chữ lai, nói. Việc gấp chậm làm. Con người của Viên Cao Hàn đột nhiên co rút, lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ hiểu cái gì. Lý Vân Tiêu vỗ xuống bờ vai của hắn, nói. Thánh vực nếu là gặp chuyện không may, chính là thiên hạ to lớn bất hạnh, ta cũng không muốn nhìn thấy cục diện này. Nếu là người nguyện ý tin tưởng lời của ta, hãy cùng ta đứng ở cùng một trận tuyến bắt đầu. Viên Cao Hàn toàn thân đại chấn, nội tâm càng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cùng với Lý Vân Tiêu cùng một chỗ, hắn đích xác đạt được không ít tin tức cơ mật, nhưng vừa nhìn thấy việc này thực sự quá mức kinh hãi. So với ma chủ xuất thế, Hồng Nguyệt thành chủ ngã xuống, còn muốn khiến cho hắn tức giận lớn hơn. Hơn nữa nghe Lý Vân Tiêu nói như vậy, tựa hồ nội bộ bản thân thánh vực xảy ra đại vấn đề, nếu là như vậy, thiên hạ này tất nhiên đại loạn. Viên Cao Hàn nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nhìn thấy một đôi con ngươi trong suốt như nước. Hắn không khỏi tâm thần đại chấn. Trong đầu hiện ra tình cảnh hơn 10 năm trước lần đầu tiên ở Hóa Thần Hải nhìn thấy người này. Năm đó yêu tộc thiên tài khiêu khích thiên hạ thuật luyện sư, người ứng chiến đều thất bại. Đó là người trước mắt này ở thời khắc cuối cùng đứng ra, tuy rằng toàn bộ quá trình đủ đầu cơ trục lợi, lại cứu vãn một hồi nhân tộc danh dự. Viên Cao Hàn suy nghĩ thu hồi lại, trầm giọng nói.
một cái trận tuyến như thế nào? Lý Vân Tiêu nở nụ cười, biết Viên Cao Hàn đã có lựa chọn. Hắn cười nói, trong thánh vực, người tận khả năng tìm kiếm một ít giúp đỡ đáng tin cậy, đoàn kết lẫn nhau. Ở trước khi cả chuyện này chưa có trồi lên mặt nước, nghìn vạn lần không nên đả thảo kinh xà, chậm rãi đợi sự tình phát triển. Đồng thời, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói. Thay ta hỏi thăm hạ lạc của một đôi tỷ đệ, đồng thời quản chế Vi Thanh. Vi Thanh đại nhân, Viên Cao Hàn bỗng nhiên cả kinh, thất thanh nói. Lẽ nào mộ địa việc? Lý Vân Tiêu phất tay ngắt lời nói. Chưa chắc là Vi Thanh làm, nhưng hắn tất nhiên khó thoát khỏi liên quan, người ghi nhớ kỹ không nên đả thảo kinh xà. Hắn đồng thời đem chuyện mộng vũ tỷ đệ đều báo cho Viên Cao Hàn, nhưng việc phong ấn trong cơ thể tân thần lại ngậm miệng chưa nói. Mộng Bạch là đồ đệ của ta, mộng vũ cũng là bằng hữu của ta. Bất kể là người phương nào, dám đụng đến người bên cạnh ta, hắc hắc. Câu nói kế tiếp hắn không nói ra, chỉ là nhe răng cười vài tiếng, lại để Viên Cao Hàn nghe vào một trận tâm kinh đảm hàn. Viên Cao Hàn tự nhiên biết người trước mắt này cũng không phải hiền lành gì, chớ nhìn hắn gương mặt non nớt, giống như là võ lăng con ngựa trắng chỉ có tuấn công tử, phong lưu mỹ thiếu niên, nhưng trong cơ thể hắn, cái linh hồn kia đó là dính đầy vô số tiên huyết, mới lên tới võ đạo đỉnh phong. Có thể đứng ở dưới phiến bầu trời này quan sát đại địa, oai phong một cõi, có người nào sẽ là người lương thiện. Viên Cao Hàn chỉ cảm thấy sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói. Ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi hỏi thăm người mang thiên địa độc thân, sợ là đối với lai lịch của đôi tỷ đệ này cũng phi thường không đơn giản. Loại thần thể đáng sợ này đa phần là huyết mạch di truyền, tự hành sinh ra khả năng không nhiều lắm. Lý Vân Tiêu nói, Vi Thanh người này cực kỳ không đơn giản, chính ngươi cẩn thận là hơn. Viên Cao Hàn gật đầu, chỉ cảm thấy nội tâm rối loạn không ngớt, ngàn vạn tâm sự không có manh mối. Hắn đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, nói. Được rồi, vị đại đồ đệ hoa thiên thụ kia của ngươi, bây giờ là ở dưới trướng của Thương Ngô Khung đại nhân. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, ngắm nhìn Viên Cao Hàn, hai người đều là sắc mặt khó coi. Viên Cao Hàn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, nói. Thương Ngô Khung và Vi Thanh tựa hồ đi lại rất gần, có muốn ta nghĩ biện pháp đem hoa thiên thụ điều đi ra hay không? Lý Vân Tiêu nói. Có thể thử một lần, nhưng ta sợ là không thể nào. Trong mắt của hắn không hiểu xuất hiện vẻ buồn bã, lóe lên rồi biến mất. Nhưng Viên Cao Hàn vẫn là hết sức bén nhạy bắt được. Vì sao? Lý Vân Tiêu có chút tâm phiền ý loạn, nói. Ngươi cứ thử xem đi, nếu là không thể, thì càng thêm chứng minh suy đoán trong lòng của ta rồi. Viên Cao Hàn thấy hắn như vậy, cũng đành phải thôi, nói. Lý Vân Tiêu, tài trí và thực lực của ngươi thiên hạ hiếm có. Hiện tại càng đạt được siêu phẩm huyền khí, tương lai thành tựu tất nhiên càng hơn ngày trước, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì sơ tâm, chớ có rơi vào tà đạo. Viên Cao Hàn thập phần tha thiết nhìn hắn, hắn có thể cảm thụ được, tương lai thiên vũ giới, Lý Vân Tiêu tất nhiên là một cực thập phần trọng yếu, đối với toàn bộ thiên hạ thế cục sẽ có ảnh hưởng to lớn. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, ta người này mặc dù tính cách thích làm theo ý mình, nhưng trái phải rõ ràng vẫn là phân rõ. Viên Cao Hàn gật đầu nói, ta đây an tâm ngươi đã cùng ta kết minh đồng nhất trận tuyến, ta tất nhiên sẽ tận khả năng ta có dành cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Ở Thiên Vũ Đại Lục nơi nào đó, Vô Biên Tường Vân đầu cùng, trong Lam Tuyết Thánh Thành, trong Linh Ti Tháp. Viên Cao Hàn bản tôn chậm rãi nhắm hai mắt lại, rơi vào trầm tư. Phía dưới phân loại hai hàng thuật luyện sư, đều là lẳng lặng an tọa, ai nấy không dám lên tiếng. Bên trong toàn bộ Linh Ti Tháp, từ trước Viên Cao Hàn không giải thích được kinh hô một tiếng, sau đó đã trở nên an tĩnh dị thường đứng lên. Tất cả mọi người đều run rẩy căng thẳng mà ngồi, thận trọng quan sát đến thần thái của Viên Cao Hàn biến hóa, một hồi kinh hãi, một hồi giận dữ, một hồi trầm tư, một hồi lạnh băng, như là mây trên trời vậy, thập phần thú vị. Mọi người chỉ nói là có người đang truyền âm giao lưu, không dám lên tiếng đến quấy rầy. Nhưng nội tâm mỗi một người đều là oán giận không ngớt. Đây hiếm có một thuật đạo phong hội, từ Viên Cao Hàn đại sư tự mình chủ giảng, thiên hạ thuật luyện sư các nơi đều là mộ danh mà đến, hơn nữa phải trải qua một loạt khảo hạch hà khác mới có thể có một tư cách bằng thính. Hơn nữa còn là căn cứ thứ tự khảo hạch đến định số ghế. Mọi người đợi hồi lâu,
thấy Viên Cao Hàn nhắm hai mắt, sau đó đã không có thanh âm và biểu tình nào nữa, đều là trong lòng suy đoán không ngớt. Mạc Hoa Nguyên cũng là trong lòng âm thầm oán giận, ngồi xuống trong đám người đủ các đại phái thuật luyện đại sư được nhận kính trọng, quyền cao chức trọng, sư tôn cứ như vậy đem mọi người ném ở một bên tựa hồ cực kỳ không thích hợp. Hắn dựa vào áp lực tâm lý, thận trọng đứng dậy tiến lên, nhẹ giọng kêu. Sư tôn, Viên Cao Hàn lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt một mảnh vẻ phức tạp. Mạc Hoa Nguyên nói, sư tôn nếu là có chỗ không khỏe. Viên Cao Hàn phất tay ngắt lời nói. Không sao cả, tiếp tục bài giảng lúc trước. Phía dưới mọi người lúc này mới đều kéo lên tinh thần. Ngồi bên trái một gã lão giả râu tóc bạc trắng nói. Cao Hàn đại sư nếu là có chuyện xin cứ làm trước, không cần lo lắng chúng ta. Viên Cao Hàn nói. Để bàn đại sư lo lắng, ta không sao cả. Để chư vị đợi lâu, xin lỗi. Lão giả kia hoảng hốt vội nói. Cao Hàn đại sư khách khí, có thể nghe đại sư thụ đạo, tam sinh hữu hạnh, mặc dù chờ lâu hơn nữa cũng là nên. Viên Cao Hàn mỉm cười, nói. Thụ đạo hai chữ nghiêm trọng, nếu là chư vị thích nghe ta lải nhải, linh ti tháp tùy thời hoan nghênh chư vị. Hắn nhìn bàn đại sư, nhẹ giọng nói. Nghe nói đao kiếm tông thối kiếm chỉ chính là bắc vực kỳ quan hiếm có, chẳng biết có thể có cơ hội xem xét một phen hay không, cùng với bàn đại sư cùng nhau thưởng thức trà luận đạo đây. Bàn đại sư cả kinh, thụ sủng nhược kinh nói. Có cơ hội, bất cứ lúc nào đều hoan nghênh Cao Hàn đại sư đến thối kiếm trì. Hắn gương mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Nếu là Cao Hàn đại sư đến, tông chủ đại nhân tất nhiên sẽ tự mình đem người nghênh tiếp. Thánh vực một ti chi trường, quyền uy cực đại, mặc dù là bảy thế lực lớn đứng đầu, cũng phải bán cho mấy phần mặt mũi. Mạc Hoa Nguyên lộ ra vẻ hồ nghi, có chút không hiểu nhìn Viên Cao Hàn. Lấy hắn đối với Viên Cao Hàn lý giải, cũng không phải cái loại tính cách tùy tiện lôi kéo quan hệ này. Trong mắt Viên Cao Hàn tinh mang lóe lên rồi biến mất, cười nói. Bắc vực rất nhiều đại phái thắng cảnh, ta cũng chưa từng đã đến, quả thật tiếc nuối. Đợi sau lần luận đạo này, cho phép ta nhất nhất bái phỏng, mong rằng đến lúc đó chư vị cũng không từ chối ta. Phía dưới một trận ồ lên, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ không thôi. Những số ghế ở gần phía trước này đều là bắc vực rất nhiều đại phái thuật luyện sư, đều là vui mừng như điên, đều thụ sủng nhược kinh. Mạc Hoa Nguyên càng giật mình đứng lên, cực độ không hiểu nhìn sư tôn của mình, vì sao đột nhiên sẽ phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Viên Cao Hàn sắc mặt bình tĩnh, mang theo mỉm cười trên mặt, nhưng nội tâm lại là thở dài không ngớt. Vì tương lai có thể có thêm một phần lực lượng, hắn cũng phải dùng chút tâm tư kết giao một ít quan hệ. Không chỉ có là thánh vực nội bộ, bắc vực chư phái nếu là đều có thể bán cho hắn mấy phần mặt mũi mà nói, đây tuyệt đối là một lực lượng khổng lồ khó có thể sao lãng. Bên trong vũ địa, ở trong giới thần bi, Viên Cao Hàn và Lý Vân Tiêu đều là lẳng lặng quan chiến. Tân thần và nghiễm quyền chiến đấu đã có khó bỏ khó phân, hai người đều là đánh ra nhiệt huyết và lửa giận, đem bầu trời oanh phá thành mảnh nhỏ. Viên Cao Hàn nói, không nên lãng phí thời gian nữa. Cũng là ngươi ra tay đi. Ở sau khi đã biết không ít tình báo, cả người hắn đều trở nên có chút tâm phiền ý loạn, trước mắt tuyệt luân chiến đấu đặc sắc này cũng nhìn không được nữa rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Cao Hàn huynh trong lòng rối loạn. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói. Ta trong lòng rối loạn không quan hệ, nếu là vũ địa tính huống có biến, người bị đám long vệ này giết, vậy thực sự gặp quỷ. Ha ha. Lý Vân Tiêu nhìn không được cười ha hả, nói. Vậy như Cao Hàn huynh mong muốn đi. Hắn chỉ điểm một chút đến, tân thần đang đánh hô to đã nghiền đã biến mất ở trước mắt, nghiễm quyền mấy cực chiêu đều bị thất bại. Nghiễm quyền kinh hãi, hắn mặc dù biết nơi đây chịu Lý Vân Tiêu khống chế, nhưng cũng không biết nơi này là bên trong siêu phẩm huyền khí, còn tưởng rằng là trong một trận pháp cấm chế nào đó. Thẳng tới khi thấy tân thần tự nhiên biến mất, hơn nữa Lý Vân Tiêu đi bước một cười nhằm về phía hắn đi tới, mới biết được tình huống so với trong tưởng tượng còn phải nghiêm trọng hơn. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, đầu nhập vào ta có thể sống, bằng không sẽ chết. Nghiễm quyền cả giận nói. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Kính nể ngươi là một cường giả, nhưng đã không cùng ta một phe, ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ rồi. Hừm trong long tộc. Vĩnh viễn chỉ có chết trận, không có đầu hàng.
Nhiếm Quyền gào thét lớn giơ lên chiến phủ, long uy vô biên khuếch tán ra, chấn đến toàn bộ không gian đều run lẩy bẩy. Hắn cũng biết đây là thời khắc sống còn, suốt đời tiềm năng đều hội tụ ở một búa trong, búa bởi thừa thụ quá nặng, phát sinh tiếng khí minh cường đại, quay về vần quanh. Long bàn hổ phục. Một búa bỗng nhiên đánh xuống, trên bầu trời trực tiếp bị bổ ra khe nứt, lộ ra cái khe kinh khủng, cuốn theo tất cả xuống. Bên ngoài cái khe là một mảnh thế giới hư vô, Nhiếm Quyền cũng giãy giụa đếm rõ số lượng lần, nếu là vọt tới bên trong hư vô, không có không gian tọa độ mà nói cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, do đó thà rằng cùng với Lý Vân Tiêu đánh một trận, đánh ra một đường sinh cơ. Lý Vân Tiêu thầm than một tiếng, giơ tay lên. Bầu trời vô số thanh sắc quang mang đều ngưng tụ, ở bên trong thanh mang xen lẫn tử quang khó phân, ở trên khoảng không hiện ra một mảnh lôi hải. Trên mặt viên cao hàn lộ ra vẻ hoảng sợ, mặc dù là bên trong giới thần bi, tất cả quy liền tùy theo tâm niệm Lý Vân Tiêu mà động, nhưng có thể thấy thượng thanh tử phủ thần lôi, vẫn là dị thường chấn động. Cẩn thận một chút, chớ có đem hắn giết chết. Viên cao hàn nhìn không được nhắc nhở. Lý Vân Tiêu cười nói. Yên tâm đi, bên trong giới thần bi, không có lệnh của ta, muốn chết cũng là không thể nào. Ầm ầm. Trong lôi hải tử thanh song sắc sấm sét cuồn cuộn. Đột nhiên oanh tiếp theo đạo cường quang cực lớn, đem toàn bộ bầu trời hoàn toàn soi sáng thành hai màu. Đạo song sắc chi lôi kia phảng phất đến từ vô cùng xa xôi, căn bản không phải là vật nên có trên đời này. Nhiếm Quyền bổ ra đạo khe nứt đáng sợ kia, ở dưới sấm sét kinh sợ trực tiếp từ đi tiêu tán rơi xuống, thật giống như hoàn toàn không có tồn tại qua vậy. A! À, Nhiếm Quyền nhìn sấm sét hướng phía chính mình hạ xuống, cả người hoàn toàn ngây dại ra, trên mặt trở nên một mảnh mờ mịt. Trước vô cùng chiến ý, căm giận ngút trời, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Ở nơi này biển sức mạnh to lớn dưới, căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại, hết thảy đều có vẻ như vậy nhỏ bé, có vẻ như vậy vô lực, thậm chí có ta hoạt kê. Long tộc tôn nghiêm và tự tin tại đây cùng nhau, tan vỡ hầu như không còn. Ầm ầm, sấm sét không giữ lại chút nào đánh rơi ở trên người hắn, lôi quang kinh khủng hướng ra bốn phương tám phía mở ra. Tựa hồ muốn hủy diệt tất cả. Viên cao hàn nhìn vô số sấm sét điên cuồng trào ra mà đến, biết rõ cùng với Lý Vân Tiêu cùng một chỗ không có nguy hiểm, vẫn là không nhịn được hoảng sợ một chút, trên trán đổ ra mồ hôi lạnh. Sấm sét đánh ra quá lớn, vô số núi cao và cự thạch đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại có đất bằng phẳng vô biên rộng lớn. Còn có xa xa Nhiếm Quyền ngơ ngác đứng ở cả vùng đất, cả người bốc lên khói xanh, hai mắt một mảnh trống rỗng vô thần. Lý Vân Tiêu than thở. Thật là một con người rắn giỏi, đáng tiếc. Viên cao hàn lộ ra vẻ kinh ngạc lai, nói. Người chừng nào thì trở nên đa sầu đa cảm như thế. Cổ Phi Dương cũng không phải sát phạt quả quyết từ trước đến nay sao? Lý Vân Tiêu nói. Ở trên con đường võ đạo này, bất cứ người nào đều cùng ta ngươi như nhau, có cùng chung mục tiêu đồng thời hơi bị nỗ lực đi tới. Chỉ là rất lâu không như mong muốn, thân bất do kỷ. Viên cao hàn lạnh lùng nói. Chỉ là thiên đạo vô tình, có thể đứng ở thế giới đỉnh phong vĩnh viễn chỉ là số người cực ít, còn dư lại cuối cùng chỉ có thể là xương khô. Ngươi không đạp lên thi thể của người khác đi tới, cũng chỉ có thể bị người khác đạp thi thể của ngươi đi tới. Đừng nói nhảm, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Viên cao hàn nhàn nhạt nhìn Lý Vân Tiêu một cái, liền một lần thuấn di đi thẳng đến bên cạnh người Nhiếm Quyền, trong tay bóp ra một đạo kim sắc quyết ấn. Trực tiếp hướng phía trên đầu Nhiếm Quyền ấn đến. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, viên cao hàn nói hắn tự nhiên minh bạch. Lập tức cũng không lại thương cảm nữa, đồng dạng xuất hiện ở bên cạnh người Nhiếm Quyền, cũng giống như quyết ấn đánh ra, hướng tới trên đầu Nhiếm Quyền chụp đến. Ở sau khi chịu đựng tự tin tan vỡ, thân thể trọng thương, thần thức bị hao tổn, lại bị hai gã cửu giai thuật luyện sư liên thủ siêu hồn, Nhiếm Quyền cửu giai long hồn lại không có chút sức phản kháng. Từng đạo thần sắc thống khổ và mê mang hiện lên ở trên mặt của Nhiếm Quyền, giống như là đám mây biến hóa, nhưng tất cả đều là vẻ mặt thống khổ tâm tình. Rốt cục dần dần, thần sắc của Nhiếm Quyền bắt đầu trở nên ngây dại ra, hoàn toàn không có bất kỳ biểu lộ gì, trong tròng mắt hoàn toàn một mảnh chỗ trống. Hai người mạnh mẽ thu tay lại, Nhiếm Quyền thuận thế ngã xuống, triệt để hồn tiêu phách tán, chết không thể chết lại nữa. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn nhìn nhau một cái. Tựa hồ chiếm được tin tức nào đó không tầm thường, đều thấy được giữa đôi bên biểu tình kinh hãi.
Viên Cao Hàn hoảng sợ nói. Điều này sao có thể? Quá hoang đường đi. Lý Vân Tiêu còn lại là nhìn chằm chằm thi thể của Nghiễm Quyền, một trận trầm mặc không nói. Viên Cao Hàn nói. Ngươi tin tưởng những tin tức kia trong đầu của hắn. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không biết. Hắn dừng lại, lại bổ sung đứng lên, nói. Nếu là đổi thành trước đây, hơn phân nửa không tin. Nhưng bây giờ trải qua nhiều quái sự, cũng liền không thể nói là tin hay không. Mặc dù là sự thực, thì tính sao? Thì tính sao? Thanh âm của Viên Cao Hàn trở nên bén nhọn, có chút điên cuồng cười nói. Ha ha, ngươi nói thì tính sao? Nếu như trên cái thế giới này đột nhiên xuất hiện một vị thượng cổ chân linh, hơn nữa còn là chân long chi tử cực kỳ cường đại trong chân linh, ngươi nói thì tính sao? Lý Vân Tiêu nói. Xuất hiện liền xuất hiện đi, ngay cả ma chủ đều đã đi ra rồi, đi ra mấy tên chân linh cũng không kỳ quái đi. Nói nhảm. Viên Cao Hàn phẫn nộ quát. Ngươi đang nói cái gì ngu ngốc vậy, nói sứ mệnh của Long Vệ vô số năm qua, dĩ nhiên là để thủ hộ Thủy Long chi thân, để hắn một ngày kia sống lại, ngươi không cảm thấy điều này quá hoang đường rồi sao? Tâm tình của hắn trở nên có chút kích động. Lý Vân Tiêu còn lại là bình tĩnh hơn nhiều. Nếu nói nhảm không đáng tin, vậy ngươi sợ cái gì? Ta, ai nói ta sợ rồi? Viên Cao Hàn hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt đột nhiên đã trở nên ngưng trọng, nói. Nhưng vạn nhất, ta là nói vạn nhất, nếu như vạn nhất là sự thực thì sao đây? Lý Vân Tiêu cười nói. Sự thực thì là sự thực chứ sao? Tình huống xấu nhất chính là ta ngươi bị chân linh kia một chưởng vỗ chết, chẳng lẽ còn sẽ có tình huống tệ hơn xuất hiện? Có xấu đi nữa cũng nhiều lắm bị hắn ăn tươi, cũng là một lần chết. Điều này, Viên Cao Hàn thoáng cái giật mình, nói không ra lời. Đúng vậy, tình huống xấu nhất cũng nhiều lắm là chết. Đến tầng thứ này của bọn họ rồi, đã sớm khám phá sinh tử, tựa hồ đích xác không có gì để khúc mắc và quấn quýt. Hắn lộ ra thần sắc cổ quái nhìn Lý Vân Tiêu, trước đó chính mình hình như đích xác phản ứng quá lớn một chút. Lý Vân Tiêu cười nói. Do đó a, người sở dĩ phiền não quá nhiều, cũng là bởi vì nghĩ nhiều quá. Trên đời chuyện trọng yếu thực sự rất ít. Sắc mặt của Viên Cao Hàn lập tức trầm xuống, quát dẹp đường. Bớt cùng với ta nói nhân sinh triết lý đi, trước tiên tự mình bảo trụ mệnh rồi hãy nói. Cả người hắn lóe lên, liền trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, đi tới bên cạnh thi thể của Nghiễm Quyền, nghẹo đầu suy nghĩ một trận. Lăng không vẫy một cái, liền một gã nam tử xuất hiện ở trước người hắn, lộ ra vẻ kỳ dị, nói. Gọi ta tới làm cái gì? Lý Vân Tiêu chỉ vào thi thể trên đất, nói. Cửu tinh vũ đế thân thể, người có muốn hay không? Cái gì, cửu tinh vũ đế? Người nọ bỗng nhiên cả kinh, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Thật là cửu tinh vũ đế. Người này chính là ác linh lúc trước chiếm được ở trên người Mạc Tiểu Xuyên, bây giờ là phụ thân ở trên thi thể của một tứ tinh vũ đế, hắn lộ ra vẻ bất mãn, nói. Ta vừa cùng với cổ thân thể này dung hợp hoàn thành, ngươi lại tìm một cái tốt hơn đến, thì không thể một lần giúp ta tìm một cực phẩm. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi coi ngươi là con ta à? Không cần thì cút. Ác linh vội vàng cười làm lành nói. Hắc hắc, có điểm bực tức không thể tránh được, Vân Tiêu đại nhân không nên lấy làm phiền lòng. Hắn trực tiếp từ trong cơ thể chui ra, trực tiếp hướng phía trên người Nghiễm Quyền phụ thể. Thân thể Nghiễm Quyền mạnh mẽ một chút từ dưới đất xông lên, trên không trung hô lớn gọi nhỏ, không ngừng mà đánh giá toàn thân mình trên dưới. Ác linh vui vẻ nói. Long tộc hậu duệ, dĩ nhiên là cửu tinh vũ đế Long Duệ. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Ngươi cũng biết Long Duệ. Ác linh liên tục gật đầu, nói. Đương nhiên hiểu được, ta cũng không biết vì sao biết được, nhưng bộ dáng rất quen thuộc. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, hắn biết ác linh này bất quá là một ít ý thức và năng lượng sinh ra sinh mệnh, vẫn là có quá loại ký ức trước đó đi. Ác linh bất mãn nói. Thế nào cả người đều vết thương, đau quá a. Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần phải gấp gáp, ta sẽ thuyên chuyển toàn bộ tài nguyên giới này thay ngươi khôi phục. Ngươi tận lực trong thời gian ngắn nhất dung hợp cổ thân thể này, càng nhanh càng tốt. Ác linh tựa hồ có loại dự cảm bất tường, hoài nghi nói. Ngươi sẽ có tốt như vậy. Lý Vân Tiêu híp mắt gật đầu nói. Đương nhiên, đi thôi đi thôi.
hắn vung tay lên, ác linh nhất thời tiêu thất ở tại chỗ. Hai gã cường giả cấp bậc cửu tinh vũ đế, muốn đối kháng long vệ này vẫn còn chưa đủ a. Lý Vân Tiêu rơi vào trầm tư. Là giúp người luyện chế thân thể sao? Trên bầu trời đột nhiên chấn động, dần dần có long tức tản ra, yêu long hồn phách nổi lên, vẻ mặt khẩn trương và giật mình. Vô số năm du đãng, lưỡng thế kiếm hồn, chỉ vì chờ đợi lúc trước cái hứa hẹn này. Yêu long toàn thân đều không thể bình tĩnh bắt đi, nhưng trong miệng lại là mắng to. Người tên hỗn đản này thời gian nguy cơ liền nghĩ đến luyện chế thân thể cho ta, ngay cả thu được tự do còn muốn thay người bán mạng một lần, thực con mẹ nó biết tính toán a. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, trên bầu trời phá vỡ một đạo quang mang, khí ẩn chi lực cực mạnh đẩy ra. Sơn Hà đỉnh chậm rãi hạ xuống, trực tiếp đứng ở trước người hắn. Lúc trước hứa hẹn luyện cho ngươi một cửu giai thân thể, hiện tại ta thu thập tới được tài liệu cũng đủ luyện chế ra tốt hơn. Chỉ là loại luyện chế này chưa bao giờ có, ta cũng không có nhiều nắm chặt. Lý Vân Tiêu nói rằng, vốn định chờ thực lực tiến thêm một bước thời gian giúp ngươi luyện chế thân thể, nhưng nếu là chạy không khỏi kiếp nạn này, nói thế nào sau đó đây? Yêu Long thần sắc biến hóa bất định, chỉ là hừ nói. Đem cơ thể của ta luyện đẹp trai một điểm, bằng không ta giết ngươi. Lý Vân Tiêu một chưởng vỗ ra, trực tiếp đánh vào trên Sơn Hà đỉnh. Thân đỉnh nhất thời phát sinh quang mang vạn trượng, ở trên trời xoay tròn, từng đạo màu sắc rõi mắt tản ra. Các loại ma ha cổ tự từ trên thân đỉnh bay ra, tỏa ra đến không trung, rực rỡ muôn màu. Lý Vân Tiêu tiện tay một chảo, ở dưới lòng bàn tay ngưng tụ ra đại lượng vật thể nâu đỏ, giống như là bùn đất, có chứa cảm giác dính dính. Chính là ở Mai Cốt Chi Địa đạt được mảnh nhỏ long xác. Lúc trước Trác Thanh Phàm khiêu ra long xác, đối kháng đế giả cổ thần chiến trường, kết quả toàn bộ long xác đều bị phá hủy, hóa thành đầy đất bùn lầy. Lý Vân Tiêu lúc trước thu vật ấy, đó là vì hôm nay luyện chế làm dự định. Trên đời này sẽ không có đồ vật nào so với dựng dục quá chân long xuất thế long xác thích hợp hơn làm thân thể của yêu long. Mảnh nhỏ long xác ở trên không trung hội tụ thành đoàn, bị Lý Vân Tiêu cẩn thận dùng thần hỏa thiêu đốt, chậm rãi hòa tan ra, hóa thành từng viên vật chất một thật nhỏ nổi trên không trung. Những viên này trong lúc đó hiện ra thanh sắc nhàn nhạt, tựa hồ còn bảo lưu lại long lực sau khi chân long rời đi còn sót lại. Đến. Trong miệng Lý Vân Tiêu vừa quát, vô số viên đều ào ào xôn xao bay vào trong đại đỉnh. Sau đó hắn lần thứ hai lăng không chộp tới, lần này xuất hiện mấy vật, song song trưng bày ở trước người. Thân thể của yêu long bỗng nhiên đại chấn, trở nên cực kỳ bất an, trên không trung liên tục bốc lên, trầm giọng nói. Ngươi thực sự định dùng mấy thứ này luyện chế thân thể cho ta? Lý Vân Tiêu cười nói. Mấy thứ này đối với ta có ích lợi gì? Đều tặng cho ngươi. Cả đám sắp hàng ở trước người, đúng là hắn lấy được toàn bộ long chi bí bảo. Sừng, lân, cột sống, móng, râu, còn có một cái đầu khớp xương tròn trịa, chính là khi ở Tống Nguyệt Dương thành thuật võ xong quyết lấy được long cốt châu. Sáu món long chi bí bảo trên không trung gặp nhau, giữa bọn chúng tựa hồ có điều cảm ứng, run rẩy nhỏ nhẹ, một cổ long tức chậm rãi đẩy ra. Trong mơ hồ càng có long ngâm truyền ra. Yêu long trợn lớn con mắt giống như chuông đồng, chăm chú nhìn chằm chằm sáu món long chi bí bảo, im lặng không lên tiếng, bên trong viền mắt có chút quang mang đang hoảng động liên tục. Sau món long chi bí bảo ở dưới sức mạnh to lớn của Sơn Hà đỉnh trở nên không đứng yên, từng đạo long ngâm từ trong đó truyền ra, muốn chống cự thế giới chi lực. Hai tay của Lý Vân Tiêu quyết ấn không ngừng biến động, trên Sơn Hà đỉnh bay vụt lên ma ha cổ tự, hóa thành từng đám từ ngữ, đủ dài. Phiêu động trên không trung, vòng quanh long chi bí bảo lượn vòng đứng lên. Một đạo long ảnh màu xanh từ trong sáu món long bí hiện lên, tản mát ra lực lượng cường đại chống lại quy tắc chi lực. Hừm, coi như là chân long, ở chỗ này cũng phải gục xuống cho ta. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia lãnh mang, tinh thần lực cường đại từ trong đầu oanh kích đi ra, trực tiếp xông vào trên sáu món long bí, đem biến hóa thanh long đánh nát bấy. Sáu món long bí lập tức bị ma ha cổ tự thôn phệ, hóa thành sáu đạo quang mang, đều bắn vào trong Sơn Hà đỉnh. Ầm ầm. Theo long bí đầu nhập, bên trong Sơn Hà đỉnh truyền đến tiếng oanh minh thật lớn, vạn trượng quang mang càng thêm chói mắt đứng lên. Lý Vân Tiêu lăng không ngồi xếp bằng ở trước đại đỉnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp đó chính là quá trình luyện hóa dài dòng.
Yêu Long lẳng lặng xoay quanh ở trên khoảng không, nhìn chằm chằm đại đỉnh không nói được một lời, giống như là đang thủ vệ. Xa xa bên trong Phương Thốn Sơn, trước người Viên Cao Hàn treo một cái kiếm phôi, chính là Bắc Thiên Hàn tinh thiết còn thừa lại, thối luyện ra 18 thanh kiếm hình, ở dưới thần hỏa chậm rãi thiêu đốt. Trước đó hắn trợ giúp Lý Vân Tiêu luyện kiếm, ngoại trừ đề cao tu vi của mình ra, còn có chứa tâm tình mâu thuẫn nhất định, ở sau khi biết được rất nhiều đại sự, triệt để cùng với Lý Vân Tiêu ở đồng nhất trận tuyến, cũng cảm thấy cảm giác cấp bách cực lớn, tăng cường luyện chế bảo kiếm. Hơn nữa lấy kiến thức của Viên Cao Hàn, lại thêm thân phận của Lý Vân Tiêu, trong lòng cũng hiểu rõ 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm chính là xây dựng Thần Tiêu Cung Vạn Kiếm Đồ. Vạn Kiếm Đồ tồn tại hồi lâu, thế nhưng chỉ trong vạn năm cũng không có nghe nói vị cường giả nào có thể đem kiếm đồ này tu luyện tới cực hạn. Một là công pháp này tiêu hao tài liệu cực lớn, hai là muốn khống chế nhiều thần kiếm như vậy, mặc dù là cửu giai thuật luyện sư cũng ăn không tiêu. Nhưng hắn cũng không biết thiên kiếm đồ hoàn chỉnh là do 9981 thanh kiếm cấu thành, trong lịch sử từng có thần tiêu cung cường giả tu luyện vạn kiếm đồ hoàn chỉnh, nhưng đều là 81 thanh bát giai kiếm khí. Dù vậy, vị cường giả kia đem hết toàn lực cũng chỉ có thể thi triển ra một lần. Khu động 81 thanh cửu giai kiếm khí, sợ là chỉ có thập phương thần cảnh trong truyền thuyết mới có uy năng như thế. Viên Cao Hàn đột nhiên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu lên ngưng mắt nhìn xa vời một trận, hừ một tiếng, lẩm bẩm. Lại đang làm trò gì, kinh thiên động địa như vậy. Từ chỗ cực xa truyền đến khí uẩn cường đại chấn động để hắn có chút tâm thần không yên, nhưng nghĩ tới là Lý Vân Tiêu làm ra cũng liền thoải mái, bắt đầu an tâm tự mình luyện chế. Trên sơn hà đỉnh ở sau khi đầu nhập long bí, vạn trượng quang mang thủy chung bất diệt, nhưng tiếng oanh minh này dần dần càng ngày càng yếu, tựa hồ từ từ thần phục xuống tới. Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, trong tay giương lên, một đạo kim quang nổi lên. Một to lớn kim sắc long chi khung xương xuất hiện ở trước người, khi hắn quyết ấn hạ hướng phía sơn hà đỉnh bay đi, một chút ẩn vào trong đó. Thân đỉnh trong nháy mắt tuôn ra một đoàn kim sắc, bày biện ra hoa hòe, đem toàn bộ sơn hà đỉnh bao trùm, trên không trung lượn vòng, dĩ nhiên mơ hồ muốn phá không đi. Làm sao có thể? Lý Vân Tiêu biến sắc, lóe lên một cái sẽ đến phía trước đại đỉnh, mấy đạo quyết ấn đánh ra, từng cái đánh vào bên trên sơn hà đỉnh, đem phá không chi lực chấn áp xuống. Bên trong long chi kim cốt lực lượng lại vẫn ở trên long bí. Xa xa Yêu Long cũng là thất kinh, sau đó liền vui vẻ nói. Long chi bí bảo dù sao truyền lưu thời gian quá lâu, hơn nữa quá mức nhỏ bé. Đây chính là một long chi kim cốt hoàn chỉnh a. Trên trán Lý Vân Tiêu chảy xuống mồ hôi lạnh, nguyên bản luyện chế long xác và 6 món long bí đều ở nằm trong dự toán của hắn. Kim cốt là đột nhiên đến lúc này lòng tham thêm vào, có trời mới biết sẽ phát sinh phản ứng gì. Hơn nữa nhiều vật liệu cường mãnh như thế luyện chế, cũng là chưa bao giờ có, để hắn trở nên vạn phần cẩn thận. Trên thân đỉnh từng cái ma ha cổ tự bắn ra, năng lượng tiêu hao cực nhanh. Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, đem đại bộ phận lực lượng bên trong giới này đều điều đến đây, đều dũng mãnh vào trong sơn hà đỉnh, bổ sung luyện chế cần thiết. Chính hắn cũng cực nhanh khôi phục. Suốt cục, mấy ngày sau, một mảnh điềm lành chiếu xuống, toàn bộ đại đỉnh bắn ra cửu thải chi quang, xuyên toa tầng tầng không gian, hướng tới bên trong giới thần bi vô cùng không gian soi sáng đi. Từng đạo kim quang lâm không xuống, đều thu vào trong đỉnh, sức mạnh to lớn dần dần dâng trào đi ra. Yêu Long kinh hãi nói, thành công không, đây là thân thể trình độ gì, dĩ nhiên dẫn động dị tượng như vậy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng ngưng trọng dị thường đứng lên, trầm giọng nói. Còn kém một thiên kiếp, ngươi lại thối lui, ta ngưng luyện tử lôi độ nó. Hắn mạnh mẽ hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp hư hóa thành lôi, biến thành to lớn mập mạp, một tay giơ lên cây búa thật cao. Trên thân búa kim sắc ma ha cổ tự hiện lên, tuy rằng quang mang yếu ớt, lại trực tiếp hóa ra từng đạo sấm sét, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đã biến thành xanh đậm, gió nổi mây phun. Yêu Long thoáng cái đã thối lui ra xa vạn thước, ngưng trọng nhìn. Thiên địa lôi đình, tụ. Lý Vân Tiêu một tay bấm tay niệm thần chú, một tay giơ cây búa lên cao, hét lớn một tiếng. Trên người trực tiếp tuôn ra lôi quang cực mạnh nhảy vào bầu trời, vô số lôi vân tụ đến, cùng với cả người hắn tựa hồ hợp làm một thể. Trong thiên địa toàn bộ quang mang đều tiêu thất, chỉ thấy có lôi quang chớp động, còn có trên sơn hà đỉnh một điểm kim mang. Rơi. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng,
trên bầu trời bắt đầu khởi động một mảnh lôi chi vòng xoáy từ bên trong tầng mây hiện ra, bên trong đại lượng tử quang chớp động, tản mát ra khí tức kinh khủng dị thường. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đột nhiên đánh ra. Cả vùng bị lôi quang bao phủ, hầu như muốn tan vỡ ra. Một đạo tử sắc sấm sét trực tiếp đánh vào bên trong sơn hà đỉnh, trên thân đỉnh tuôn ra tiếng khí minh cường đại, thế giới chi lực chợt bị kích phát đến mức tận cùng, cấp tốc khuếch tán ra. Yêu Long ở mấy vạn thước xa xa, chỉ thấy Vô Tận tử thanh song sắc, một đạo bạch sắc khí mờ mịt dần dần hình thành, đem sấm sét thế giới không ngừng thôn phệ. Chính là sơn hà đỉnh ở dưới tử lôi cảm nhận được nguy hiểm, tự hành bắn ra lực lượng cường đại tự bảo vệ mình, thế giới lực tản ra, tất cả lôi quang bị đều tách ra, toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh trắng xóa. Lý Vân Tiêu trạng thái hóa lôi cấp tốc khôi phục, cả người sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt, trên không trung liên tục mấy bước, phun ra một búng máu tươi. Nhưng trong tròng mắt của hắn lại là lóe ra vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm thân đỉnh, từng bước một đi đến. Sơn hà đỉnh thế giới lực đem toàn bộ sấm sét dị lực giải khai, sau đó từ từ thu nạp trở lại, tất cả lực lượng toàn bộ nội liếm, hình như một phương đại đỉnh phổ thông, lẳng lặng treo ở bầu trời. Vù vù, veo eo, lưỡng đạo quang mang trong nháy mắt bay tới, một là Yêu Long, một đạo khác còn lại là Viên Cao Hàn chạy tới. Hai người đều là trên mặt lộ ra cực độ kinh hãi, nhìn chằm chằm đại đỉnh. Viên Cao Hàn nhìn bóng phía đại đỉnh một cái, sắc mặt càng ngày càng kinh hãi, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân đại đỉnh. Người cái người điên này vừa rồi luyện vật gì vậy, lại dùng tử lôi độ kiếp. Đỉnh kia lại là chuyện gì xảy ra, ở dưới thượng thanh tử phủ thần lôi còn có thể bất diệt. Hai vấn đề của hắn bật thốt lên hỏi ra, nội tâm một mảnh kinh hãi. Trong thiên hạ, chưa từng nghe qua luyện chế thì có thể dẫn phát tử lôi. Trong tài liệu ghi chép hiện có của thánh vực, một lần luyện chế cường đại nhất đó là đương niên Diệp Nam Thiên luyện chế Nặc Á Chi Thuyền, cũng bất quá là thanh lôi vân tụ, 3 ngày không tiêu tan. Mặc dù là thanh lôi liên tiếp đánh 3 ngày, cũng vô pháp cùng với tử lôi đánh đồng. Tương truyền điều kiện tử lôi đản sanh, đó là thế gian xuất hiện thiên địa kỳ vật, thiên đạo sẽ gặp đánh xuống diệt thế thần lôi, đánh giết tất cả. Hiện nay trên đời, có thể ngưng tụ tử lôi luyện khí, sợ rằng chỉ có một mình Lý Vân Tiêu. Trên mặt Viên Cao Hàn biểu tình kinh hãi lâu không thể tiêu tán, gắt gao nhìn chằm chằm sơn hà đỉnh, hận không thể tiến lên vừa nhìn vật bên trong. Yêu Long cũng là hồi lâu không thể phục hồi tinh thần lại, rốt cục sắc mặt khó coi, gian nan nói rằng. Tử lôi oanh xuống, sẽ không phải đã tan vỡ ra rồi chứ? Lý Vân Tiêu nói. Hắc, ha ha, nào có dễ dàng tan vỡ như vậy? Ta bất quá là đem thanh lôi tinh luyện đến mức tận cùng, đột phá thanh lôi giới hạn, tụ tập diệt thế thần lôi chân chính vẫn là kém cực xa. Bằng không mặc dù là sơn hà đỉnh này của ta, cũng không chống đỡ được a. Sơn Hà Đỉnh. Viên Cao Hàn trong lòng khẽ động, đem cái tên này nhớ kỹ. Dưới phổ thông thật là đỉnh lô, hắn mặc dù chưa từng thấy qua cũng ít nhất là nghe nói qua, nhưng cái tên Sơn Hà Đỉnh này cũng lần đầu tiên nghe nói. Lý Vân Tiêu mấy bước đi tới trước thân đỉnh, một chưởng vỗ xuống phía dưới. Phanh! Đại đỉnh bị bổ ra xoay tròn một chút, vô số kim quang từ bên trong tràn ra, đồng thời chậm rãi mọc lên một đạo thân thể. Long khí cường đại phun ra ngoài, ngay cả lúc này Lý Vân Tiêu hư nhược cũng bị long tức chi lực lại càng hoảng sợ, liền lùi lại mấy bước. Một thân thể khôi ngô hiện ra ở trước mặt 3 người. Trên thân thể lưu chuyển lực lượng cường đại, một mảnh sinh cơ bừng bừng, dáng dấp lạnh lùng nghiêm nghị dị thường, trên người lân phiến bao phủ, sinh ra 2 sừng, cực kỳ giống với Lý Vân Tiêu trạng thái yêu hóa lúc trước. Long khu. Viên Cao Hàn nhìn thoáng qua Yêu Long bên người. Nhất thời hiểu rõ ra, nhưng vẫn là kinh hãi không gì sánh được, cả kinh nói. Một thân thể có thể chống đỡ được tử lôi, thân thể này sẽ cường hãn tới mức nào? Lý Vân Tiêu đối với phần kiệt tác này của mình cũng tựa hồ hết sức hài lòng. Mạnh mẽ như thế nào, phải thử mới biết được. Yêu Long càng trong đôi mắt phóng xuất quang mang, cả người kích động run rẩy không ngớt, thoáng cái đã tiến lên, muốn dung nhập thân thể. Chậm đã! Lý Vân Tiêu vừa quát. Nói. Còn kém một điểm. Còn kém một điểm. Hai người đều là sửng sốt một chút, Viên Cao Hàn thần thức hướng trên người quét tới, phát hiện so với hắn đã gặp bất luận một gã võ giả nào khí tức đều phải cường đại hơn, đã là dị thường hoàn mỹ. Cỗ thân thể này lấy ánh mắt của hắn xem ra, đủ để viết vào đại lục thuật đạo sách sử.
Lý Vân Tiêu nói. Vẽ rồng điểm mắt, ta phải đem thân thể này lại hoàn thiện hơn một điểm. Trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thuật luyện sư bản năng vào giờ khắc này thi triển hết không thể nghi ngờ, hết sức có khả năng muốn đem cỗ thân thể này luyện đến mức tận cùng. Lý Vân Tiêu hai ngón tay khép lại, một đoàn đạm thanh sắc dòng nước ở đầu ngón tay hội tụ, dần dần ngưng tụ thành hai điểm giọt nước mưa lớn cỡ quả đấm, tản mát ra khí tức sinh mệnh không gì so nổi. Yêu Long cả kinh nói. Chân Long chi lệ vậy ngươi. Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười nói. Ta đã có thiên địa thủy nguyên, không thiếu thứ này, tất cả liền tặng cho ngươi. Hắn hai ngón tay vẽ ra, hướng phía hai mắt Long Khu đang nhắm chặt điểm tới. Một đạo lực lượng kỳ dị ở trong tròng mắt Long Khu thoáng hiện, chậm rãi thâm nhập đi vào, cuối cùng tiêu thất. Trong tròng mắt của Long Khu, một dòng bích thủy, sâu không thấy đáy, hoặc như là vô tận tinh không, nhìn không được đầu cùng. Sinh mệnh lực cường lực bắn ra, toàn bộ thân thể hình như muốn tự hành hóa linh, tùy thời sống lại. Lý Vân Tiêu duỗi tay hướng ra không trung một chảo, bay qua thủ lai, lòng bàn tay trên hiện ra số lớn màu đỏ bảo thạch, tiên diễm ướt át, lại mang theo một mùi máu tươi nồng nặc. Yêu Long nhìn bảo thạch này, hô hấp cũng biến thành dồn dập, trước mắt Long thân khu để hắn nhiệt huyết không ngừng thiêu đốt. Long huyết nhuận tường Long huyết. Hắn liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của những bảo thạch này. Trong mắt của Lý Vân Tiêu tinh mang chớp động, khẽ cười nói. Đây là huyết dịch của tiểu tử kia, đã là thập phần tiếp cận huyết dịch chân Long chi tử. Tay phải hắn vừa lột, hướng phía trước vỗ tới. Một đống lớn huyết dịch kết tinh của nhuận tường đều bay vào trong Long khu. Một mùi máu tươi đập vào mặt, trên Long khu bắt đầu xuất hiện từng đạo kinh mạch hòa cùng huyết quản, mơ hồ có thể thấy được có tiên huyết chảy qua. Khí tức đến từ cửu viễn đất hoang dần dần vượt qua thời không mà đến, phủ xuống ở bên trong Long khu. Lý Vân Tiêu quát dẹp đường. Chính là hiện tại, Yêu Long bất chợt chấn động, bay nhanh nhảy vào bên trong Long khu. Ầm ầm, toàn bộ Long thân chấn động, hình như trái tim mãnh liệt nhảy lên, liên quan toàn bộ không gian đều hơi bị rung động. Lý Vân Tiêu cũng là trong lòng cả kinh, con mắt mở lớn. Tương truyền 9 món Long chi bí bảo hợp nhất, liền có thể diễn hóa ra chân Long, bước vào thập phương thần cảnh. Nếu như truyền thuyết là thật, trong đó nhất định tồn tại yếu tố mấu chốt nào đó khó có thể sánh bằng. Bởi vì vô số năm qua, Long chi bí bảo bảo tồn ở thế gian không phải số ít, lấy tứ hải Long tộc chi lực, muốn thu thập 9 món cũng không phải việc gì khó, lại chưa từng nghe qua có chân Long hiện thân. Nguyên nhân căn bản đó là thế gian không một người có thể thừa thụ 9 món Long bí luyện hóa. Mặc dù là chí cường thần thể, sợ rằng cũng không dám bảo chứng có thể thừa thụ 9 món Long bí mà không bị phản phệ. Lần này Lý Vân Tiêu đem 7 món Long chi bí bảo, còn có Hoàng Kim Long cốt cùng với nhuận tường tinh huyết mạnh mẽ dùng Sơn Hà đỉnh dung hợp cùng một chỗ, đủ cửu số. Hoàng Kim Long cốt đẳng cấp mặc dù không bằng Long bí, nhưng trong đó Long lực lại chỉ có hơn chứ không kém. Nhuận tường tinh huyết càng là Lý Vân Tiêu lưỡng thế làm người, đã gặp cực mạnh Long huyết. Trước mắt cỗ Long khu này, đã là tồn tại trên đời tiếp cận chân Long nhất. Yêu Long bay vào Long khu, sau đó một đôi mắt thâm thúy như biển chợt nhắm lại, tất cả khí cơ bắt đầu nội liễm. Công phu mấy lần hô hấp, toàn bộ Long khu trong nháy mắt trở nên phổ thông, ngoại trừ nhìn qua khí vũ bất phàm ra, không cảm giác bất kỳ khí tức gì, thậm chí sinh cơ đều không thể phát hiện, như là hóa gỗ vậy. Viên Cao Hàn nuốt nước miếng để tư nhuận cổ họng khô khốc. Hắn biết loại trạng thái khí cơ nội liễm này, chứng minh Yêu Long bắt đầu dần dần nắm trong tay và dung hợp thân thể. Bên ngoài bình tĩnh, chính là ba đào cuộn trào mãnh liệt tranh đấu, Long khu dường như huyền khí vậy, kháng cự lực ngoại lai nắm trong tay, không ngừng có hơi thở phá thanh ở trong thân thể vang lên, nhưng trên mặt mũi cũng vùng xung quanh lông mày chưa từng nhíu một cái. Viên Cao Hàn nhìn không được hỏi nói. Cỗ thân thể này rốt cuộc là cấp bậc gì tồn tại? Còn có Sơn Hà Đỉnh. Vì sao ta chưa từng nghe qua? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói rằng, thế giới to lớn, ai dám nói mình hiểu được hết thảy. Người luôn luôn ở trong không ngừng học tập mà trưởng thành, trước đây không biết, hiện tại chẳng phải sẽ biết rồi sao? Sắc mặt của Viên Cao Hàn trầm xuống, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, đừng tìm ta múa mép khua môi, người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật gạt ta. Đừng quên chuyện vừa mới đạt thành kết minh. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, muốn đem vỏ ngoài của hắn trực tiếp xem thấu, hận không thể vọt vào trực tiếp siêu hồn phách của hắn,
để tất cả bí mật tiết lộ đi ra. Lý Vân Tiêu cười nói. Cao Hàn huynh, lẽ nào nội khố của ta màu gì cũng phải nói cho ngươi? Viên Cao Hàn cũng biết đạo lý này, nhưng trước mắt Cổ Long Khu và Sơn Hà Đỉnh này, đều là tồn tại vượt ra khỏi nhận thức của hắn, thân là một gã đứng đầu thuật luyện sư, loại tình huống này khó có thể chịu được. Nói đi, người này ta hết sức rõ ràng, báo ra điều kiện gì? Lý Vân Tiêu vẻ mặt hắc tuyến, nói. Thiên kim khó mua ta nguyện ý. Được rồi, được rồi. Viên Cao Hàn không nhịn được phất tay nói. Ta đem ta biết toàn bộ 37 chữ ma ha cổ văn tiết lộ với ngươi, làm sao? Lý Vân Tiêu sắc mặt đen xuống, nói. Ngươi không phải chỉ biết mấy chữ hữu hạn sao? Viên Cao Hàn lúng túng nói. Khụ khụ, trong khoảng thời gian này cùng với bản tôn tâm thần tương thông, sau đó phát hiện gần đây vừa học được chừng 31. Lý Vân Tiêu nói. Toàn bộ thánh vực về ma ha cổ tự hiểu được, cùng với tôn sư thiên chiếu tử mới nhất hạng nhất nghiên cứu tư liệu, chớ nói với ta ngươi không biết. Viên Cao Hàn sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Ngươi đều biết chút gì? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, ngậm miệng không nói. Kỳ thực hắn cái gì cũng không biết, ban đầu ở Hồng Nguyệt Thành, Văn Lâm thân phận dị thường thần bí chính là từ thánh vực mà đến. Mà trong đầu Văn Lâm có thiên chiếu tử bày hoàng quang ấn ký tỏa, bị trực tiếp phong ấn ký ức, để hắn không thể nào độc thủ, đưa tới hắn cực kỳ hiếu kỳ. Sau này Văn Lâm cuối cùng hóa vượn, cũng bị La Thanh Vân giết chết, nhưng bí mật ẩn chứa trong đó lại vẫn quanh quẩn ở trong lòng Lý Vân Tiêu, trăm mối suy nghĩ không thể giải được. Hắn biết cũng gần trong giới hạn thiên chiếu tử đang tiến hành việc cực kỳ bí ẩn, nhưng hắn càng là làm bộ thần bí khó lường, lại càng để trong lòng Viên Cao Hàn khả nghi. Viên Cao Hàn sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng nói. Ta cho ngươi biết, đừng nằm mơ chuyện này ta biết được cũng không nhiều, nhưng ngươi tốt nhất không nên đánh chủ ý, bằng không mặc dù là ta, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Vân Tiêu sớm biết rằng sẽ là kết quả như vậy, cười nói. Đã như vậy, vậy không có gì nói chuyện, đừng tưởng rằng bí mật nhỏ của các ngươi này ta sẽ hiếu kỳ. Đồng dạng, chuyện của ta cũng mời Cao Hàn huynh thu hồi tò mò lại. Viên Cao Hàn sắc mặt âm trầm bất định, lặng lẽ không nói. Đạo lý này ai đều hiểu, nhưng Sơn Hà Đỉnh và Long Khu lực hấp dẫn thực sự quá lớn, nếu đối phương không chịu nói, cũng chỉ có thể dựa vào hắn tự tìm tòi. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó liền thuấn di một cái đến bên cạnh Sơn Hà Đỉnh và Long Khu, tự mình chậm rãi quan sát. Lý Vân Tiêu mỉm cười không ngớt, nhưng nội tâm nghi hoặc lại nặng hơn. Nguyên bản hắn cho rằng Thánh Vực Tam Lão ẩn ở bên trong thần đô là vì chuyên tâm tu luyện, trùng kích vô thượng đại đạo. Hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy, ba lão đầu này cũng không giống như an phận a. Ngay khi hắn suy đoán không ngừng, đột nhiên một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng truyền đến, để hắn cả người chấn động. A! Viên Cao Hàn mạnh mẽ kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Lý Vân Tiêu cũng là hai tròng mắt mãnh tính, lộ ra vẻ hoảng sợ hướng phía Long Khu nhìn lại. Ầm ầm! Một đạo tiếng nổ vang hùng hồn ở bên trong Long Khu truyền ra, Long Khu hai tròng mắt trong nháy mắt mở ra, trực tiếp ngóng nhìn hướng Viên Cao Hàn ở trước người. Ở dưới con mắt ngóng nhìn, mờ quang thâm thúy như biển như là một thanh cự kiếm, trực tiếp xen vào hai mắt của Viên Cao Hàn, đâm vào linh đài não hải của hắn. Ở dưới tình huống không có bất kỳ phòng bị nào, cửu giai thuật luyện sư hồn lực đều trực tiếp hơi bị tổn thương. Lý Vân Tiêu cũng là trong lòng lấy làm kinh ngạc. Không chỉ có là Long Khu lúc này biểu hiện ra lực lượng, còn có bên trong con mắt thâm thúy như biển, càng mang theo một tia trêu tức, lóe ra tà khí. Một loại cảm giác thập phần xấu phủ xuống, hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Viên Cao Hàn nhiếp ra mấy ngàn thước, để hắn thối lui đến trong phạm vi an toàn. Long Khu chậm rãi quay đầu, hướng phía Lý Vân Tiêu ngóng nhìn mà đến. Lý Vân Tiêu thần sắc nghiêm nghị nặng nề, cũng là song đồng hơi co lại. Không chút kiêng kỵ nào cùng với ánh mắt của Long Khu nhìn lại. Một đôi mắt thâm thúy như biển, một đôi mắt phảng phất như tinh thần. Hai người cứ như vậy nhìn ngó lẫn nhau, khoảng cách mấy chục thước lại giống như là ngân hà xa xôi. Nhưng xa hơn không chỉ là cự ly, mà là lòng của hai người, nguyên bản cùng chung linh hồn vào giờ khắc này tựa hồ trở nên xa không thể thành, dần dần trở nên xa lạ. Lý Vân Tiêu rốt cục mở miệng trước, nói. Lão Long! Ngươi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chỗ đó có vấn đề? Vấn đề? Long Khu nhếch miệng cười, nói.
Hắc hắc, không có bất cứ vấn đề gì, ta thời khắc này trạng thái dị thường tốt, Lý Vân Tiêu. Ba chữ Lý Vân Tiêu cắn thập phần nặng, từng từ chấn nhập trong lòng Lý Vân Tiêu, trong ánh mắt của Long Khu tuôn ra tinh mang, đúng là chiến ý vô biên. Lý Vân Tiêu cả người đại chấn, thứ ánh mắt này, đạo chiến ý này, đúng là quen thuộc như vậy, hắn hoảng sợ thất thanh nói. Ngươi là Nhuận Tường. Một cổ vô biên kinh khủng xông lên đầu, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy cả người rét run. Nhuận Tường sống lại cũng không phải hắn sợ hãi là yêu Long đi đâu rồi. Long Khu chiến ý vô biên thoáng cái thu liếm, trong mắt trở nên một mảnh đục ngầu, thản nhiên nói. Nhuận Tường sao, ngươi nói là tên phết vật Bắc Hải thất bại kia à, hắn đã chết. Chỉ bất quá lưu lại ý chí ở trên chân Long Bí Bảo bị ta chiếm được. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là có chuyện như vậy, hắn lau mồ hôi lạnh, nói. Vậy ngươi vẫn là Lão Long. Lão Long. Long Khu rời rạc giơ lên mi mắt, một tia sát khí dần dần ngưng thật đứng lên, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi chính là như vậy đối với ta không tôn trọng sao? Chung sống lưỡng thế năm tháng, ngươi ngay cả tên của ta cũng không biết, thật đúng là coi ta làm nô tài rồi à. Trong mắt sát khí lăng liệt như là cương đao, dĩ nhiên thực chất hóa, ngóng nhìn chỗ không khí trực tiếp bị chia cắt ra. Trong lòng Lý Vân Tiêu thập phần ngưng trọng, người trước mắt này đích thật là yêu Long, nhưng tựa hồ tính tình bị các loại tài liệu ảnh hưởng, không chỉ có là ý chí còn sót lại của Nhuận Tường bên trong chân Long Bí Bảo, sợ là trên Long Xác và Hoàng Kim Long Cốt cũng có các loại Long ý chí, đều bị hắn giống món thập cẩm luyện hóa ở cùng một chỗ. Nga, ngươi còn có tên sao? Cái này, khụ khụ, đích thật là ta không đúng lắm, đại danh của ngươi là gì? Hừm, bây giờ mới biết sám hối sao? Đã chậm rồi. Trên thân Long Khu bắt đầu chảy xuôi long tức chi lực cực mạnh, tùy thời đều giống như muốn bộc phát ra, trên bầu trời dâng lên dị tượng. Bất quá ta vẫn phải là cho ngươi ghi nhớ tên của ta, bởi vì ngươi chết đối với ta mà nói, cũng là một chuyện vô cùng trọng yếu. Nghe cho kỹ, tên của ta là Sa Vưu. Sa Vưu, Lý Vân Tiêu nói. Quả thật là một tên rất hay nha, tuyệt không khí phách. Được rồi, ngươi vừa mới nói ta phải chết. Là có ý gì? Ngươi thông minh như vậy, sẽ không rõ sao? Bản lĩnh giả ngu của ngươi đệ nhất thiên hạ a. Sa Vưu song quyền nắm chặt, trái phải hai bên không khí trong nháy mắt nổ lên, một cổ vô cùng kình khí liền kích bắn ra, hướng ra bốn phương tám phía oanh đến. Sa Vưu tùy ý cuồng tiếu nói. Đã bao nhiêu năm, ta luôn bị sai xử như một tên nô tài vậy, rốt cuộc đã tới ngày hôm nay rồi a. Thân hình hắn lóe lên trên không trung. Trực tiếp xuất hiện ở trước người Lý Vân Tiêu, lập tức duỗi tay phải ra bóp lấy cổ Lý Vân Tiêu. Ngươi có từng nghĩ tới có ngày hôm nay không? Phanh! Sa Vưu đột nhiên nắm chặt, một đạo long khí đánh vào, trận tiếp chấn nổ đầu Lý Vân Tiêu. Hắn thu tay lại ra, sát khí cuồng nhiệt trong mắt dần dần tỉnh táo lại một chút, diễu diễu nói. À, ta đã quên, nơi này chính là bên trong giới thần bi, muốn giết ngươi thật sự không dễ dàng à. Cách xa mấy mét, thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần ngưng tụ trên mặt một mảnh hàn ý, nói. Lão Long, ngươi thật sự đã thay đổi. Sa Vưu khẽ nói. Hừ, không phải ta thay đổi, chỉ là ta có thể phản kháng thôi, ta cho ngươi làm nô tài hai đời thử xem thử ngươi có giết ta không. Lý Vân Tiêu nói. À, đây thật là cách nghĩ trong lòng ngươi sao, linh hồn thì không cách nào gạt người được, trước kia ta và ngươi song hồn hợp nhất. Ta cũng không cảm nhận được chút oán khí nào cả mà. Sa Vưu nói. Đây chẳng qua chỉ là cách nghĩ mà ngươi một bên tình nguyện thôi, còn nữa coi như đúng thế, vậy thì cũng chỉ có thể đại biểu cho quá khứ. Hiện giờ ta thập phần muốn bóp nát đầu ngươi đấy. Hai đấm Sa Vưu đột nhiên đảo trước người, một đạo vòng xoáy màu vàng xuất hiện trên hai đấm, trực tiếp bị lôi kéo ra. Trong vòng xoáy màu vàng hiện ra vô số quang điểm màu xanh, giống như ngọc thạch làm đẹp trên khay bạc vậy. Cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Ầm ầm, trong vòng xoáy bắt đầu khởi động lấy lực lượng rất mạnh, truyền đến trận trận nổ vang. Sa Vưu một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng thốt ra từng đạo long ngữ, không gian bốn phía bắt đầu ép tới vòng xoáy kia, trở nên vặn vẹo dị thường. Lý Vân Tiêu đột nhiên kinh hãi, lực lượng vòng xoáy kia lại muốn xé mở giới thần bi, phá không mà đi. Sắc mặt hắn thoáng cái chìm xuống, quát. Dừng tay. Sau đó hắn điểm ra một ngón tay, trên bầu trời lập tức ngưng ra một thanh cự kiếm,
mạnh mẽ chém vào trong vòng xoáy màu vàng kia. Hắn cũng không phải là sợ yêu long phá không mà đi, dù sao thiên hạ không có không bữa tiệc không tàn, nếu hai người thật sự trở mặt thành thù thì đó cũng là duyên phận khô kiệt, không cưỡng cầu được. Nhưng trạng thái của yêu long giờ phút này hiển nhiên cũng không phải bản tâm, linh hồn nhất định không cách nào gạt người được. Hắn hiện giờ hắn là bị ý niệm trên chân long bí bảo và khung xương màu vàng ảnh hưởng, bởi vậy mới khiến tâm tính đại biến. Còn nữa, nếu để hắn rời đi, rất có khả năng sẽ phá hư phá không toa ở bên ngoài, như vậy thì không cách nào ẩn trốn được nữa, sẽ lập tức lâm vào trong sát trận của long vệ, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Cho nên Lý Vân Tiêu quyết không thể cho phép Sa Vưu phá không rời đi. Ánh mắt Sa Vưu lộ ra vẻ ngưng trọng, thủ đoạn của Lý Vân Tiêu ngoài trừ chính hắn ra, trong thiên hạ hắn là người rõ ràng nhất, nhưng trên mặt vẫn lộ ra mỉa mai, cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi ta sao? Lực lượng thân hình này đã hợp hai làm một với ta, trình độ cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng nổi đâu. Hắn giơ tay lên, sau lưng hóa ra một đạo long ảnh, vỗ mạnh xuống cự kiếm kia. Khuông! Cự kiếm chém trên không trung, lại bị long chảo trực tiếp chụp lấy, không cách nào tiến thêm chút nào nữa. Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, giờ phút này trên người Sa Vưu truyền đến long lực rất mạnh, trực tiếp ngăn cách thiên địa quy tắc giới thần bi. Hắn tuy rằng đang ở trong bi, nhưng lại vượt qua quy tắc bên ngoài. Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, quyết ấn trong tay điểm xuống, trên bầu trời nháy mắt hiển hiện 18 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, nhao nhao bay vào trong cự kiếm. Kiếm hình trong nháy mắt trở nên như thực chất, toàn thân một mảnh màu trắng bạc. Trên thân kiếm không ngừng hiện ra các loại trận vân màu vàng, một đạo kiếm đồ tối nghĩa khó hiểu ngưng tụ trên bầu trời, uy lực cự kiếm tăng vọt gấp đôi. Bong bong long cong. Sau khi kiếm đồ xuất hiện, cự kiếm màu trắng bạc lần nữa cắt xuống, cùng long chảo phát ra tiếng ma sát khiến người khó chịu, không gian chung quanh cũng nứt ra vô số vết rách mảnh như sợi tóc. Đồng tử Sa Vưu đột nhiên co lại. Ở trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu không khác gì tồn tại thần cảnh cả, cự kiếm chi uy kia dù hắn có dốc toàn lực cũng không cách nào ngăn cản nổi. Hắn há to miệng ra, một đạo long ngâm xuyên thấu thiên địa, hóa thành vô số lợi kiếm chém tới bản thân Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, song âm hóa kiếm chi lực trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, căn bản không cách nào tổn thương hắn mảy may. Sắc mặt Sa Vưu liền trở nên âm trầm. Hắn rốt cục hiểu rõ được ở trong giới thần bi này căn bản không cách nào chiến thắng được Lý Vân Tiêu, trừ phi ngươi có năng lực trực tiếp đánh nát không gian vô tận này, phá hủy đi kiện huyền khí siêu phẩm này, nếu không căn bản không cách nào làm gì được đối phương cả. Hừ! Hắn cực kỳ bất mãn hừ một tiếng, tuy rằng nơi đây không cách nào chém giết Lý Vân Tiêu, nhưng đối phương cũng không làm gì được hắn. Chỉ cần phá vỡ giới này rời đi, ở bên ngoài liền có thể dễ dàng chém giết bản thể Lý Vân Tiêu. Cự kiếm kia tuy rằng đã bị Sa Vưu cản trở rất nhiều, nhưng vẫn đang không ngừng cắt xuống. Mà cánh tay còn lại của hắn lại đang khống chế vòng xoáy màu vàng, muốn phá vỡ giới này, căn bản không rảnh phân thân, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn cự kiếm rơi xuống từng chút một. Gần trong gang tấc, hàn ý kia vọt tới. Trong mắt Sa Vưu tuôn ra hàn mang, một cổ lực lượng bành trướng tuôn ra khỏi cơ thể, sau lưng hiển hiện hư ảnh chân long, phảng phất như hợp hai làm một với hắn. Một tiếng ngâm dài thốt ra khỏi miệng hắn, thanh âm long ngâm vọt lên trời cao, chấn cho kiếm đồ kia trở nên run run. Sau đó hắn buông thân kiếm ra, hóa thành long quyền, đột nhiên đánh ra. Ầm ầm, long quyền đánh lên thân kiếm, kiếm đồ biến mất, kiếm hình trực tiếp phá vỡ ra, hóa thành ngân quang bắn khắp bốn phương tám hướng. Trên long khu của Sa Vưu bị bắn ra đạo đạo miệng vết thương, nhưng chỉ đảo mắt đã lập tức khép lại. Hắn một tay nắm tinh vân màu vàng, vào thời khắc đó nó cũng nổ bung ra, một cổ sức mạnh to lớn mênh mông phóng tới thời không vô tận, trực tiếp phá vỡ giới này. Một con đường to lớn do vô số quang mang thanh sắc ngưng tụ thành hiển hiện ngay dưới chân, thông hướng giới ngoại. Lý Vân Tiêu, tái kiến. Trên mặt Sa Vưu một mảnh lạnh lùng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia phức tạp và dãy dụa khó dứt, lạnh giọng nói. Tái kiến tức vĩnh quyết. Hắn bước ra một bước. Đi lên trên con đường lớn kia. Đột nhiên bầu trời ngưng tụ, một cổ sức mạnh to lớn đánh xuống, ngàn vạn kiếm chi quy tắc ngưng tụ đến, thời không chi lực đều bất động. Sa Vưu sau khi bước ra một bước, bước thứ hai vừa mới nhấc lên, lại đình trệ giữa không trung, không dám đạp xuống nữa. Hắn ngẩng đầu lên,
chỉ thấy toàn bộ thiên địa đều biến mất không thấy gì nữa, trên đời không còn một vật, chỉ có một kiếm trong lòng. Đó là một thanh kiếm tâm ngưng tụ kiếm ý mạnh nhất đương thời, mà mình lại đang ở ngay dưới kiếm tâm này. Hắn biết rõ chỉ cần mình bước ra một bước nữa là có thể rời khỏi giới thần bi, chém giết bản thể Lý Vân Tiêu, từ nay về sau đi trừ tâm ma, ngao du thiên địa. Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần mình lại bước ra một bước, chuôi kiếm mạnh nhất đương thời này cũng sẽ lăng không chém xuống. Hắn có thể tiếp được một kiếm này không? Một bước ngắn này, gần trong gang tấc, lại xa tận chân trời. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, bước cuối cùng này chính là đánh cuộc sinh tử, hắn lần nữa hỏi nội tâm của mình, có thể tiếp được một kiếm này không? Nội tâm lại không thể cho hắn đáp án. Nếu cửu bí hợp nhất, hóa thân thành long, tự nhiên thiên hạ không có vật gì tổn thương được mình, nhưng long khu của mình là chân long sao? Không phải. Vừa nghĩ đến đây, tin tưởng của Sa Vưu đã bắt đầu xuất hiện khe hở, một bước ngắn kia tựa hồ càng ngày càng xa. Mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, khuôn mặt không ngừng biến hóa, phảng phất có mấy linh hồn đang cắn xé lẫn nhau vậy. Long khu mạnh nhất phiến thiên không này, lại bắt đầu trở nên run rẩy. Trong kiếm ý vô tận, chậm rãi ngưng ra thân ảnh Lý Vân Tiêu, đi xuống từng bước một. Mỗi một bước đều dẫm trên quy tắc kiếm đạo, giờ khắc này hắn chính là bóng dáng của kiếm đạo, hóa thân của kiếm thần, toàn bộ kiếm ý vô biên trong thiên địa cũng chỉ là một loại kéo dài của hắn. Lý Vân Tiêu, mặc dù phải chết, ta cũng sẽ không sợ kiếm uy của ngươi đâu. Rốt cục, Sa Vưu xua tan toàn bộ lo lắng dẫy dụa, trên mặt lộ ra một mảnh dữ tợn, long khí vô biên tuôn ra. Một cước do dự bất định kia lần nữa trở nên kiên định, sắp bước ra. Trong mắt Lý Vân Tiêu một mảnh hàn ý. Sa Vưu, ngươi thật sự muốn đánh bạc một kiếm này với ta sao? Thân hình Lý Vân Tiêu trở nên hoảng hốt bất định, tựa hồ trong thiên địa căn bản không có thân ảnh của hắn, bất quá chỉ là một đạo hình chiếu hóa thân của kiếm mà thôi. Sa Vưu cắn răng một cái, nói. Long uy thiên hạ, đáng giả phi mỹ. Thân thể của hắn dần dần hóa thành long hình, thiên địa đều rung động lắc lư. Phảng phất thượng cổ chân long biến mất vô số năm sắp sửa lần nữa đến cõi trần. Trong vũ địa, nghênh xương hóa tuyết, bay xuống đầy trời. Đây là, tại sao có thể có tuyết? Bên ngoài huyền tương tuyệt sát chi trận, vài tên long vệ đều kinh hãi, mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một gã cả kinh nói. Vũ địa vạn năm không thấy xương lạnh, sao có thể hóa tuyết? Tên còn lại nói. Thiên địa dị tượng. Tất có dị số, tranh thủ thời gian thông chi long thủ đại nhân đi. Lại một có người nói. Ta thấy không cần, toàn bộ vũ địa tuyết rơi, long thủ đại nhân há có thể không biết. Ngày gần đây luân phiên gặp chuyện không may, chúng ta vẫn nên cẩn thận canh chừng trận này, để ngừa có biến. Mấy người khác cũng gật đầu tán thành, nhao nhao nín thở ngưng thần, bỏ qua dị tượng tuyết rơi, dốc lòng thủ hộ đại trận. Ngay cùng một thời gian, Lam Tuyết Thánh Thành. Một đạo quang mang từ trong linh ti tháp lao ra, dùng tốc độ cực nhanh bay đi một hướng, rơi vào trước một tòa kiến trúc hình thù kỳ lạ, lách mình mấy cái đã tiến vào trong đó. Kiến trúc kia hiện lên hình lăng, hình thái cực kỳ giống một quyển sách, chỉ cao chừng mấy tầng. Trong toàn bộ thánh thành cũng không có gì bắt mắt, lại lộ ra một cổ thanh lệ xa xưa chi ý, giống như rời xa huyên náo vậy. Người phương nào, dừng lại. Trước đại điện có hai gã thủ vệ diện mạo bất phàm. Toàn thân kim giáp óng ánh, một người trong đó trầm giọng phẫn nộ quát. Trong toàn bộ thánh vực, chưa bao giờ người dám xông vào nơi đây cả. Nhưng hắn cũng biết người đến tất nhiên là người trong thánh vực, chỉ là không rõ vì sao lại vội vàng như vậy, cho nên chiến thương trong tay cũng chỉ ngăn cản một chút, cũng không có ý đồ công kích. Nhưng người đến không hề dừng lại nửa phần, chỉ thuấn di một cái đã đi vào trong đại điện. Thuấn gian di động. Tên kim giáp thủ hộ kia co rụt đồng tử. Trong cơn tức giận muốn đuổi vào, lại bị tên còn lại dùng chiến thương ngăn lại. Không cần đuổi, ta đã thấy rõ người nọ là ai rồi. Tên thủ vệ kia lạnh nhạt nói. Ti trưởng Linh Ti, viên cao hàn đại nhân. Tên kim giáp thủ hộ trước kia cau mày nói. Là hắn, hừ, mặc dù thân là ti trưởng, cũng không thể không quy không củ như vậy được. Tên thủ vệ kia cười nói. À, nếu ngươi đã cho rằng như vậy. Vậy thì xin mời, đuổi vào đi thôi. Hắn làm ra thủ thể mời, vẻ mặt vui vẻ nhìn qua đối phương. Hừ, tên thủ vệ kia hừ lạnh một tiếng, liền thu hồi chiến thương, tiếp tục đứng trước cửa nhắm mắt lại,
không để ý tới sự mỉa mai của đồng bạn. Viên Cao Hàn nhảy vào trong đại điện, vẫn là thuấn di một cái liền biến mất tại chỗ. Trong đại điện vắng vẻ sừng sững lấy một cột đá, trên đó khắc đầy các loại phù điêu và hoa văn, còn có đại lượng văn tự ở trên cột, có không ít người cẩn thận quan sát lấy. Viên Cao Hàn như gió mét, xuất hiện trong nháy mắt đã biến mất mà đi, lưu lại một vòng tinh thần ba động nhộn nhạo trong đại điện, khiến cho mọi người đều nhao nhao nhíu mày và bất mãn. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở tầng cao nhất kiến trúc, đó là một không gian như mộng như huyễn, trên đó hiện ra thông đạo bất đồng, lập lòe bất định. Viên Cao Hàn đánh ra một đạo ấn quyết, bay vào trên vòm trời không gian kia. Một lối đi hiện ra, hắn hóa thành một đạo quang mang lập tức nhảy vào trong đó. Bên trong là một tòa đại điện đen kịt, theo hắn rơi xuống, toàn bộ đại điện đột nhiên dâng lên hỏa diễm, chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Trong đại điện không có vật gì, chỉ là chính giữa có một cái bệ đá, trên đó nghiêng dựng thẳng một bản sách kim loại cực lớn, không biết do chất liệu gì tạo thành. Viên Cao Hàn đi vài bước đã tới trước thạch thai, vươn tay ra vuốt ve lấy mặt sách, trên trang sách vốn bình tĩnh không có gì lạ lại bắt đầu hiện ra từng đạo kim quang. Hắn trực tiếp mở sách ra, một chùm tia sáng vọt lên, khuếch tán ở trên không đại điện, dần hiện ra một mảnh văn tự. Y, Mông, A, Gia, Thất, La, Lăng, Đà, Bà. Ánh mắt Viên Cao Hàn chuyển động, bắt đầu niệm theo từng phiến văn tự kia. Từng lời phát ra âm tiết cổ quái nổ bung trên đại điện rất nhỏ, hóa ra một cổ lực lượng theo gió mà tán. Cùng một thời gian, trong giới thần bi, dưới kiếm tâm, Sa Vưu dần dần hóa long, khí tư xê hung mãnh vô biên liên tiếp kéo lên, muốn căng ra toàn bộ kiếm chi thế giới. Hai cổ lực lượng dần dần giằng co với nhau, trong mắt Sa Vưu một mảnh hung quang, càng ngày càng táo bạo, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, định làm ra một kích liều chết. Lý Vân Tiêu thần thái đạm mạc, nhưng sâu trong mắt lại vô cùng phức tạp. Một kiếm này nếu chém xuống, rất có khả năng sẽ diệt sát yêu long, nhưng nếu không chém, để hắn rời khỏi giới này thì bản thể của mình tất nhiên sẽ bị hắn miểu sát ngay. Loại xoắn suýt này khiến kiếm tâm của hắn sinh ra do dự, kiếm chi thế giới chợt lộ ra chút sơ hở. Đồng tử Sa Vưu đột nhiên mở ra, biến hóa của kiếm tâm đã bị hắn nhạy cảm nhận ra, trong lòng cuồng hỉ. Đang lúc muốn ra chiêu thì đột nhiên một đạo âm phù cổ quái trực tiếp vang lên trong đầu. Y, Mông, A, Gia, Thất, La. Những câu chữ tối nghĩa khó hiểu kia vang lên, cũng không có bất kỳ hiệu quả công kích âm ba nào cả, nhưng chữ chữ lại như châu ngọc, xuyên thẳng vào linh hồn. Sắc mặt Sa Vưu đại biến, đột nhiên quay đầu đi, nhìn Viên Cao Hàn cách đó không xa, đang xếp bằng ở trên không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng phun ra chân ngôn. Một đạo kim sắc quang mang hiển hiện trên người Viên Cao Hàn, khiến cả người hắn đều được bao dưới một tầng ánh sáng. Toàn thân Sa Vưu run lên, một cổ áp lực khó nói nên lời dâng lên trong lòng, chỉ cảm thấy trong đầu vô số đoạn ngắn trí nhớ và các loại cách nghĩ đang không ngừng bị cọ rửa, khiến hắn khó chịu vạn phần. Im miệng, đừng niệm nữa. Sa Vưu hét lớn một tiếng, trong hai tròng mắt tuôn ra hung quang. Đạo đạo châu ngọc chi từ kia vang lên trong đầu. Hắn căn bản không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy một hồi tâm phiền ý loạn, trong ý thức rất nhiều ý niệm quay cuồng thoáng hiện, ý chí của mình bắt đầu biến mất. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, đột nhiên đại hỉ nói. Vô danh thanh tâm chú trong truyền thuyết, phiến chú pháp này quả nhiên ở bên trong thánh vực. Hắn mừng rỡ như điên, trạng thái của Sa Vưu giờ phút này chỉ có phiến chú quyết này chính là pháp môn giải quyết tốt nhất thôi. Câm miệng lại cho ta, đừng niệm nữa. Gương mặt Sa Vưu trở nên vặn vẹo, chỉ cảm thấy như ngàn vạn con kiến đang cắn xé linh hồn vậy, khiến hắn khó chịu và nổi giận cực độ, cả người không còn chú ý đến phá giới thông đạo, cũng không để ý đến kiếm tâm của Lý Vân Tiêu đang treo cao nữa, hét lớn một tiếng liền phóng tới Viên Cao Hàn. Long uy chấn thiên, người còn chưa đến, liền có long khí vô thượng đánh úp lại, trực tiếp chấn khiến sắc mặt Viên Cao Hàn trắng bệch, vẫn đau khổ trèo chống niệm lấy chú ngữ dưới long khí. Tâm niệm Lý Vân Tiêu vừa động, Viên Cao Hàn ở xa xa đã được thuấn di đến phía sau hắn, khiến Sa Vưu bị vồ ếch hụt. Thần sắc trong mắt Viên Cao Hàn buông lỏng, nhắm hai mắt lại, bắt đầu càng thêm tĩnh tâm tụng niệm lấy. Đáng chết a! Sa Vưu nổi giận lao đến, cả người trực tiếp hóa thành long hình trên không trung, phá tan trở ngại của kiếm chi thế giới, muốn hủy thiên diệt địa. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ ra một tia lạnh lùng, tâm niệm vừa động.
kiếm chi thế giới đầy trời kia đã hóa thành một phương lồng giam, không ngừng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, như vạn kiếm tụ tập xuống bao lấy Sa Vưu vậy. Ầm ầm, long hình vẫn mạnh mẽ đâm tới trong kiếm trận, lập tức nghiền nát kiếm ảnh đầy trời, xuyên thẳng qua trong trời đất, hướng Lý Vân Tiêu mà đến. Sa Vưu hiện giờ đã bị vô danh thanh tâm chú kia kích thích nổi giận rồi, một lòng chỉ muốn diệt sát Viên Cao Hàn. Khóe miệng Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ tươi cười, phá giới thông đạo kia đang chậm rãi biến mất trên bầu trời, chỉ cần yêu long không đi thì hắn có đầy đủ thời gian và tinh lực để chơi với đối phương. Hắn phất tay một cái, kiếm khí khắp trời trực tiếp tiêu tán, hai đồng tử lập tức hóa thành huyết nguyệt. Nguyệt Dương. Toàn bộ thiên địa biến đổi, Sa Vưu trực tiếp bị nhốt nhập vào không gian đồng thuật đen kịt vô tận. Thân thể Sa Vưu chợt ngừng lại, trực tiếp hóa ra hình người, trong hai tròng mắt bạo xuất ra đạo đạo hung quang. Không có người nào hiểu rõ chiêu thức của Lý Vân Tiêu hơn hắn, một khi bị Nguyệt Đồng nhiếp lấy, chỉ có đánh vỡ không gian, nếu không mọi thứ đều chỉ là phí công mà thôi. Trên người của hắn nổi lên từng đạo kim quang, toàn bộ long thân bành trướng, hai đấm lập tức tăng lớn gấp đôi, như cầm lấy một cặp thiết chùy màu vàng vậy. Chân võ long quyền. Hai thiết chùy màu vàng đánh thẳng vào không gian. Ầm ầm. Bầu trời trực tiếp bị đánh ra một đường vết rách, hắn liền nhảy mạnh ra, trực tiếp vọt ra ngoài không gian đồng thuật. Tâm Sa Vưu vừa thả lỏng xuống, cả người liền trầm xuống, trở nên vô cùng ngưng trọng. Cái gọi là không gian bên ngoài, đúng là một mảnh sa mạc trắng xóa, không ngờ vẫn đang trong ảo thuật. Mà giờ khắc vô danh thanh tâm chú kia lại xuyên việt thời không, không chút trở ngại rót vào linh đài thức hải hắn, cả người hắn càng thêm táo bạo, liên tục nổi giận giống to lên. Sa Vưu mở ra hai tay trước người, lần nữa ngưng ra một đạo tinh vân kim sắc, muốn phá giới rời đi. Ở trên không sa mạc trắng xóa dần dần hiện ra ánh trăng huyết sắc, chậm rãi mở mắt ra. Nơi đôi mắt kia nhìn tới, gạt bỏ vạn vật, tất cả quy khư. Tinh vân màu vàng trong tay Sa Vưu bị đồng thuật kia nhìn tới cũng dần dần tiêu tán mất. A a a a. Sa Vưu nổi giận sợ hãi giống không thôi, hắn biết rõ đây là thập phương thần kỹ của Nguyệt Đồng, chứng kiến tức là không, vạn vật hóa quy khư. Dưới Nguyệt Đồng ngóng nhìn, không chỉ có tinh vân màu vàng, mà ngay cả lực lượng trong cơ thể hắn cũng đang dần dần tan rã tiêu tán mất. Rốt cục, trong linh đài thức hải đột nhiên chấn động, một đạo đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân, hai con người hung bạo kia của Sa Vưu thoáng cái khép lại, cả người trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã xuống. 3. Sa Vưu ngã vào trên sa mạc, chấn lên một hồi cát bụi. Huyết sắc Nguyệt Đồng trên bầu trời chậm rãi nhắm lại, toàn bộ thế giới dần dần biến mất, lộ ra thế giới chân thật của giới thần bi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu hơi có chút trắng bệch, mặc dù là trong giới thần bi nhưng hắn thi triển ra thập phương thần kỹ kia cũng có chút mỏi mệt. Viên Cao Hàn có phần có thâm ý liếc nhìn hắn, chú ngôn trong miệng cũng dần dần nhỏ đi, cuối cùng ngừng lại. Hắn thở hắt ra, lúc này sắc mặt đã trắng bệch, tinh bì lực tấn. Bản tôn Viên Cao Hàn trong Lam Tuyết Thánh Thành cũng lộ ra thần sắc mệt nhọc, chậm rãi khép quyển sách kim loại trên bệ đá lại, quay người rời đi. Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói. Vô danh thanh tâm chú này có thể tiêu trừ những ý thức hỗn loạn trong linh hồn hắn không? Viên Cao Hàn nói. Chú này chính là chú pháp mạnh nhất giúp tính tâm trừ ma, trở về bản tâm, nếu không thể, vậy trong thiên hạ cũng không còn thứ gì có thể cứu hắn được nữa. Hắn mỉa mai liếc qua Vân Tiêu, khẽ nói. Không tìm đường chết liền sẽ không chết, đây đều là kết quả do chính ngươi tìm đường chết, hại người hại mình. Khóe miệng Lý Vân Tiêu co giật vài cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói. Sa Vưu hiện giờ im im lặng lặng nằm trên không trung, cũng không biết tình huống. Viên Cao Hàn kiểm tra thân thể hắn một chút, cuối cùng nhíu mày lại, long khu chi lực quá mạnh mẽ, tự động ngăn cản thần trí của hắn lại, không cách nào dò xét chút nào cả. Lý Vân Tiêu nói, hắn hiện giờ chỉ là ý thức hỗn loạn, nhưng một thân lực lượng vẫn còn. Đây là thân thể tiếp cận chân long nhất thiên hạ này, thần niệm bình thường căn bản không cách nào xâm nhập được. Hừ, Viên Cao Hàn hừ lạnh thoáng một phát, liền phẩy tay áo bỏ đi, chỉ lưu lại một câu nói. Đừng có tự chơi chết mình. Lý Vân Tiêu cũng cười khổ không thôi, hắn hiện giờ lo lắng nhất đúng là thần trí Sa Vưu, nó đã bị ý chí còn sót lại trên những long chi bí bảo kia xâm nhập, mất đi bản tâm, rất có khả năng nhập tà nhập ma. Hắn trầm tư một hồi, thở dài một tiếng, cũng quay mặt, liền vào trong Phương Thốn Sơn.
Viên Cao Hàn dương mắt, lạnh lùng nói. Tới đây làm gì? Lý Vân Tiêu nhìn 18 chuôi kiếm phôi treo trên động, hai mắt sáng lên nói. Người cảm thấy 36 kiện Bắc Thiên Hàn kiếm này, ta có thể sử dụng được không? Viên Cao Hàn nhướng mày, không biết hắn vì sao lại có câu hỏi thế, nói. Đương nhiên không thể. Hắn nhìn qua những kiếm phôi kia, nói. Đừng nói tình huống người bây giờ, mặc dù là đỉnh phong kiếp trước, cũng chưa chắc có thể sử dụng được, đây chính là 36 kiện huyền khí cửu giai, hơn nữa do Bắc Thiên Hàn tinh thiết quý trọng đến cực điểm chế tạo thành, cũng không phải là huyền khí cửu giai bình thường. Chính ngươi cũng là thuật luyện sư, nên hiểu rõ hàm nghĩa trong đó chứ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng vậy, đại thành bộ vạn kiếm đồ này tổng cộng cần 9981 chuôi lợi kiếm, nếu có thể hoàn thiện, vậy trong phiến thiên hạ này có ai có thể địch lại ta chứ? Viên Cao Hàn cười lạnh nói. Nếu là ngươi bước vào thuật đạo đỉnh phong, khu động 9981 chuôi huyền kiếm bát giai vẫn có khả năng đấy. Lý Vân Tiêu nói. Đây chính là chỗ vấn đề. Ta và ngươi đều là người đứng ở thuật đạo đỉnh phong, tự nhiên hiểu rõ độ khó khi đồng thời luyện hóa 81 chuôi huyền khí cửu giai, mặc dù là thập phương thuật thần sợ rằng cũng không làm được. Viên Cao Hàn nói. Ngươi đến cùng muốn nói gì? Nói thẳng đi, nói vòng vo như thế thật sự rất mệt à. Lý Vân Tiêu cười cười, tiện tay lấy ra một vật, là một đoạn gỗ dài hơn 2 trượng, trên đó tràn ra linh lực rất mạnh. Viên Cao Hàn quan sát đoạn gỗ kia một hồi, nói. Thiên điểu thần mộc, cực kỳ chân quý, càng thêm khó được chính là dài đến 2 trượng, có thể đứng hàng cực phẩm. Trong mắt của hắn bắn ra ánh sáng, bộ dạng yêu thích không muốn buông tay. Lý Vân Tiêu cười nói. Cao Hàn huynh hảo nhãn lực, ta nhớ rõ năm đó Tôn Sư Thiên Chiếu Tử Đại Nhân đã từng luyện chế qua một loại ngự kiếm chi vật, gọi là Thiên Quang Kiếm Hạp. Viên Cao Hàn cả kinh, nói. Thiên Quang Kiếm Hạp. Hắn lập tức đã hiểu ý Lý Vân Tiêu, trên mặt lộ ra nụ cười. Nếu là Thiên Quang Kiếm Hạp, thật sự có khả năng tăng cường ngự kiếm chi lực của ngươi, chỉ là vạn kiếm đồ này cực kỳ đặc thù, chưa hẳn có thể như ngươi mong muốn. Lý Vân Tiêu nói. Cố gắng hết sức thôi. Viên Cao Hàn gật đầu nói. Ý của ngươi ta hiểu được, để thần mộc này lại đi, ta sẽ tận hết khả năng, thay ngươi luyện chế kiếm hạp cực đỉnh. Hơn nữa kiếm hạp và cách dưỡng kiếm, ta cũng sẽ tặng ngươi. Lý Vân Tiêu đại hỉ, vội hỏi. Làm phiền Cao Hàn huynh rồi. Bất kể là nguyên nhân nào, hắn cũng nhìn ra được Viên Cao Hàn là thật tâm giúp hắn. Viên Cao Hàn nghiêm mặt nói. Thế cục đại lục ngày càng quỷ dị khó lường, ta cũng chỉ tận hết khả năng của mình, hy vọng trong cục diện tương lai, ngươi có thể phát huy ra được công dụng trọng yếu, vậy cũng không uổng phí ta giúp ngươi lâu như vậy. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười ha hả, đột nhiên dáng tươi cười cứng lại, thất thanh nói. Không tốt! Hắn thuấn di một cái, trực tiếp xuất hiện ở chỗ xa vư hôn mê lúc trước. Nơi đó sớm đã không có thân ảnh. Một cái thông đạo màu xanh cự đại đang chậm rãi biến mất. Lý Vân Tiêu đổ một thân mồ hôi lạnh, vội vàng biến mất khỏi giới thần bi, trở về trong bản thể, mở hai mắt ra. Chỉ thấy trong phá không toa không chút dị dạng, Sa Vưu cũng không ra tay với hắn. Lão Long, là ta chủ quan rồi. Trong lòng Lý Vân Tiêu chìm xuống, Sa Vưu không giết bản thể hắn, chứng minh hắn đã thoát khỏi tàn niệm trước kia, nhưng rời khỏi giới thần bi biến mất không thấy gì nữa. Từ đó có thể thấy được những ý niệm còn sót lại trên Long Chi Bí Bảo vẫn có ảnh hưởng rất lớn với hắn. Ầm ầm, đột nhiên trong vũ địa truyền đến một tiếng rung mạnh, huyền tương tuyệt sát trận tựa hồ như được khởi động, một cổ sát khí tuyệt cường xuyên thấu qua hư không, truyền vào trong phá không toa. Lý Vân Tiêu cả kinh, Nguyệt Đồng hiển hiện trong mắt, nhìn về phía ngoại giới. Trong đại trận có một đạo thân ảnh điều hưu, ngàn vạn sát khí từ trong trận bay lên. Rảo sát tới chỗ hắn, đúng là Sa Vưu. Trong mắt năm tên long vệ đều là lộ ra vẻ kinh hãi, trong nháy mắt xuất hiện ở bốn phía sát trận, ngăn tất cả thông lộ lại. Một người trong đó cả kinh nói. Ngươi cũng là người long tộc sao? Năm người đều hoảng sợ phát hiện, long tức chi lực trên người Sa Vưu còn cường đại hơn cả bọn hắn. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Long vệ nhất tộc bọn hắn quanh năm thủ hộ ở vũ địa. Không chỉ cam đoan huyết mạch tuyệt đối tinh khiết, hơn nữa còn hấp thu long khí vô cùng trong vũ địa, trong ngàn vạn long chi hậu duệ tại thiên võ giới, long vệ nhất tộc cũng là tồn tại ở đỉnh kim tự tháp. Nhưng hiện giờ người trước mắt bọn hắn,
ở mặt kế thừa huyết thống lại hơn xa 5 người bọn hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Đều là Long Chi hậu duệ, vì sao phải trộm hài cốt của tiền bối? Đồng bạn của ngươi đâu rồi? Cùng xuất hiện đi. 5 người đều cảnh giác dị thường, cẩn thận nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Sa Vưu. Trong huyền tương tuyệt sát trận, từng đạo sát khí ngưng tụ thành màu tím, giải khắp toàn bộ 4 phía không gian, càng ngày càng đậm. Khuôn mặt Sa Vưu lập lòe ẩn hiện trong tử khí, mặt không biểu tình. Làm càn, đang hỏi ngươi đấy. Một gã long vệ phẫn nộ quát, trước giờ còn chưa từng có người nào dám vô lễ trước mặt bọn họ cả. Mặc dù là tứ hải chi vương, đối với bọn họ cũng phải tất cung tất kính. Sa Vưu rốt cục dương mắt, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Thiên chi tẫn đầu, vô thủy chi địa ở đâu? Cái gì? 5 người đều chấn động toàn thân, kinh sợ nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi biết được những gì? Khóe miệng Sa Vưu hiển hiện một tia trào phúng, nói. Tên cặn bã nghiễm quyền kia không cách nào tiếp xúc với hạch tâm của vũ địa, mấy người các ngươi có biết không? Thì ra là nghiễm quyền. Một người kinh sợ nói. Tên phản đồ kia vậy mà tiết lộ ra chuyện cơ mật như thế, nhất định phải phanh thây xé xác hắn, đâm xương luyện hồn mới được. Sa Vưu cười lạnh nói. Không không không, các ngươi hiểu lầm hắn rồi. Hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, đã bị ta trực tiếp siêu hồn rồi. Tuy rằng rất ngu, nhưng coi như có khí tiết, cũng không khiến long tộc chúng ta mất mặt. Trong lòng 5 người đều dâng lên một cổ bi thương chi ý, một người trong đó hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét. Dám giết long vệ, đi chết đi. Hắn trực tiếp đánh ra một trường, toàn bộ tử khí trong huyền tương tuyệt sát trận bỗng nhiên xoay tròn, hóa thành vô số đao thép rảo sát tới chính giữa. Hừ, một tiếng cười lạnh khinh miệt hiển hiện trên mặt Sa Vưu, hắn chụp một cái vào không gian, một đạo ấn ký thanh sắc hiện ra, bên trong một đầu long ảnh du đãng. Ấn ký kia bị nhiếp trên không trung, cao thấp chìm nổi, giống như rất nặng vậy. Hóa long ấn. Trong mắt Sa Vưu lóe lên hàn quang, càng mang theo vẻ khinh miệt. Ấn ký màu xanh kia giải thể trên không trung, hóa xuất ra đạo đạo thanh long, như từ 4 phương 8 hướng đánh tới, xuyên thẳng qua thiên địa. Khí thể màu tím tuyệt sát kia thoáng cái bị vô số thanh long chấn khai, hóa thành ngàn vạn mảnh vụn, giống như vô số hồ điệp bay múa, dần dần bay vào bụi hoa không thấy đâu nữa. Sa Vưu thả tay xuống ra, ngẩng đầu mà bước, muốn đi ra khỏi trận pháp. Đừng vội xem nhẹ chúng ta. 4 gã long vệ khác đồng thời kinh sợ không thôi, nhao nhao ra tay, đánh từng đạo quyết ấn vào trong trận. Bạo phong tử vũ. Tụ lực 5 người, liên thủ hóa ra tử khí vô biên, một cổ lực lượng kinh thiên hội tụ thành trong trận, muốn gạt bỏ tất cả sinh cơ. Bước chân Sa Vưu ngừng lại, trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, nhưng thoáng cái đã khôi phục bình thường. Tay phải hắn chụp tới trước người. Một đạo long tức chi lực ngưng thực thành một thanh chiến thương, lượn vòng lên trong tay. Tam thiên nghiệp chướng, La Hậu nhất kích. Trên long tức chiến thương kia tuôn ra thương mang lăng liệt, trực tiếp đâm rách tử vũ, toàn bộ thương thế giống một thanh lợi kiếm, đột nhiên đâm vào trong gió lốc kia. Lý Vân Tiêu trong phá không toa chợt kinh hãi không thôi, một thức này, rõ ràng chính là thần thông võ kỹ của Nhuận Tường. Ầm ầm, tử vũ bị chiến thương do long tức biến thành chặt đứt. Sát khí màu tím vô biên nổ bung khắp 4 phương 8 hướng, toàn bộ huyền tương tuyệt sát trận lập tức bị xông hủy. Sa Vưu và 5 tên long vệ đều cuốn vào trong đó, trong thiên địa hóa thành một mảnh màu tím mịt mờ, không thấy bất luận hào quang nào cả, thật giống như hỗn độn không mở vậy. Nguyệt đồng của Lý Vân Tiêu không chút kiêng nể ngưng mắt nhìn tới. Chỉ thấy 5 tên long vệ kia tựa hồ hết sức kiêng kỵ đối với màu tím, nhao nhao vận chuyển long tức ngăn cản. Duy chỉ có Sa Vưu thần sắc lạnh nhạt, đi tới xa xa, quanh thân bị long lân bao trùm, tử khí kia không cách nào tới gần hắn chút nào cả. Hắn tựa hồ cảm ứng được có người nhìn xem, bước chân có chút dừng an nị, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh trùng trùng điệp điệp, liền đi nhanh về phía trước. Đột nhiên thân thể Sa Vưu trì trệ, đột nhiên nhìn vào trong bầu trời. Chỉ thấy bầu trời đen tối trở nên hoảng hốt bất định, một cổ lực lượng vô danh đột nhiên hiện. Dung nhập vào trong không gian, trực tiếp trói buộc chặt thân thể của hắn, mà ngay cả vận chuyển nguyên lực cũng trở nên thập phần khó khăn. Hừ, Sa Vưu trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, Lý Vân Tiêu siêu hồn nghiễm quyền, khiết hắn cũng biết được mọi chuyện tại vũ địa, đây chính là uy lực của tỏa long đại trận. Trước kia ở trong huyền tương tuyệt sát trận,
trực tiếp ngăn cách tỏa long chi lực, giờ phút này trận pháp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, trực tiếp bạo tán khắp phủ địa, tỏa long trận chi uy liền lăng không mà xuống chấn trụ lấy hắn. Tay trái Xa Vư bấm niệm pháp quyết, một đạo quyết ấn ngưng tụ trước người, trong chốc lát bay vào trong mấy đại huyệt khiếu quanh thân, một cổ long lực vận chuyển lại, trực tiếp ngăn cách tỏa long chi lực kia. Đây chính là bí pháp để long vệ có thể tự do hành động tại vũ địa mà không bị cấm chế bó buộc. Xa Vư thả tay xuống, lần nữa nhìn vào trong hư vô, liền cất bước về phía trước, rất nhanh biến mất trong tử khí. Lý Vân Tiêu cảm thấy khiếp sợ không thôi, lo lắng và mừng rỡ cùng tồn tại. Ảnh hưởng của ý thức lộn xộn kia đối với Xa Vư tựa hồ đang dần dần suy yếu, nhưng từ một chiêu vừa rồi mà xem, ý chí và thần thông lưu lại trên long bí đích thật đã bị hắn kế thừa rồi. Cũng không biết sau này có xảy ra vấn đề gì không nữa. Chỉ tự trách mình nhất thời chủ quan, khiến hắn thoát khỏi giới thần bi. Nếu cứ tiếp tục vây khốn hắn, không ngừng dùng vô danh thanh tâm chú cọ rửa linh đài thức hải của hắn thì có lẽ tựu không có vấn đề gì rồi. Nhưng hiện giờ hối hận cũng đã muộn, mặc dù ở trong giới thần bi Lý Vân Tiêu cũng khó khăn lắm mới hơi thắng hắn một bậc, trừ phi khôi phục lại lực lượng đỉnh phong kiếp trước, nếu không không có khả năng bắt được hắn. Tử khí dưới long tức chi lực của năm tên long vệ dần chậm rãi tản ra, rất nhanh triển lộ ra một mảnh thiên địa thanh minh. Sắc mặt năm người đều trắng bệch, bằng vào lực liên thủ của bọn hắn, lại thêm huyền tương tuyệt sát trận, vậy mà vẫn để đối phương chạy thoát. Loại tình huống này chưa bao giờ gặp qua, thoáng cái đều có chút không biết phải làm sao. Người nọ trốn đi đâu rồi? Nếu không thể nhanh chóng tìm ra và đánh chết hắn thì năm người chúng ta sợ rằng khó thoát khỏi tội thất trách a. Đánh chết, năm người chúng ta liên thủ cũng không thể lưu lại đối phương, làm sao đánh chết? Chưa hẳn, ta thấy người nọ nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn chúng ta một chút, lần này chỉ là mượn nhờ tử khí bỏ chạy mà thôi. Nếu năm người chúng ta liên thủ, chưa hẳn đã không thể giết hắn. Được rồi, cho dù có thể giết, nhưng vũ địa này lớn như thế, người ta ẩn trốn trước mặt chúng ta lâu như vậy cũng không thể phát hiện được, hiện giờ còn như tìm thế nào đây? Chỉ có thể dùng quan thiên kính thôi, đối phương đã chịu hiện thân đi ra, nhất định là không định tránh né nữa đâu. Chỉ mong như các ngươi suy nghĩ, nhưng những điều các ngươi nói cũng không phải việc ta quan tâm, mọi người chẳng lẽ đã quên vấn đề lúc trước hắn đưa ra sao? Vô thủy chi địa, đáng chết, mục tiêu của hắn dĩ nhiên là vô thủy chi địa. Tâm thần bốn người khác đều đại chấn. Chúng ta đừng đoán loạn nữa, tranh thủ thời gian đi báo cáo cho Long Thủ đại nhân. Chuyện lần này sợ rằng muốn tạc trời, đã không phải cục diện chúng ta có thể ứng phó nữa rồi. Năm người sau khi thương định liền hóa thành năm đạo quang mang bay về phía chân trời. Sau một lúc, không gian có chút nhộn nhạo, phá không toa trực tiếp từ trong hư vô độn ra. Thân ảnh Lý Vân Tiêu hiển hiện, thu phá không toa vào trong cơ thể, thì thào lẩm bẩm. Thiên chi tẫn đầu, vô thủy chi địa, Xa Vư hắn muốn làm cái gì? Sau khi trầm tư một lúc, Lý Vân Tiêu thu hồi tâm tư. Thực lực Xa Vư giờ phút này đã không phải hắn có thể lay chuyển nữa, huống hồ hiện giờ là địch là bạn vẫn còn chưa rõ ràng. Trong hai tròng mắt hắn hiện ra nguyệt đồng ra, bắt đầu ngóng nhìn lấy bốn phía, các sự vật bắt đầu được nhanh chóng phân tích trong nguyệt đồng. Hắn hiện giờ vạn phần hiếu kỳ, Dương Nguyên Thư kia đến cùng trốn ở nơi nào. Khiến hắn vạn phần kinh ngạc chính là, nguyệt đồng quét một lần, cũng không thể phát hiện ra bất luận vết tích gì khả nghi cả. Chẳng lẽ hắn đã sớm đi rồi? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cổ quái, cảm thấy rất không có khả năng. Lúc trước ba bộ thi hài liên thủ oanh kích hắn một chiêu, chấn hắn tổn thương, cho nên chưa kịp chú ý đến hướng đi của Dương Nguyên Thư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng khi đó khí tức long vệ cũng đã hàng lâm, hẳn là bị phong tỏa ở không gian nào đó chung quanh thôi. Tuyệt đối không lý nào lại thoát đi. Hừ, ta cũng không tin ngươi thật sự biến mất. Lòng tranh cường háo thắng của Lý Vân Tiêu thoáng cái cũng tăng lên, duỗi tay phải ra, hoàng chiêu chung chậm rãi rơi vào trên lòng bàn tay. Tiếng chuông này có thể xuyên thẳng qua không gian, đến bất luận nơi nào, trừ phi ngươi trốn trong huyền khí siêu phẩm, nếu không xem ta làm sao trấn ngươi ra. Lý Vân Tiêu nói với không khí một hồi, liền vỗ vào cái chuông kia. Đương! Một tiếng chuông thanh dương xa xưa vang lên, tản khắp lục hợp bát hoang, thậm chí hư không vô tận, cũng có đạo đạo sóng âm chi lực hiển hiện, như hồ nước đẩy ra vậy. Đương! Lần nữa có thanh âm vang lên, hai mắt Lý Vân Tiêu khép hờ,
im im lặng lặng cảm giác lấy. Tiếng chuông trôi dạt từ từ, không có chút sát khí và lực công kích nào cả, so với tiếng chuông bình thường cũng chỉ nhiều hơn chút nghiêm túc và trang trọng thôi. Đột nhiên lông mày hắn khẽ nhíu lại, đột nhiên hai con ngươi đột nhiên trợn lên, nhìn về phía mặt đất. Toàn bộ vũ địa ngoại trừ từng tòa đồi núi ra, chính là vô số đá sỏi thật nhỏ, toàn bộ độc nhất vô nhị. Mà giờ khắc này ánh mắt Lý Vân Tiêu tập trung vào một chỗ trên mặt đất, trong hai tròng mắt kết xuất đồ án phức tạp, đang lần lượt tìm qua từng hòn sỏi một. Con người cổ quái kia đột nhiên co rụt lại, lập tức mở ra, khôi phục lại đồ án huyết nguyệt bình thường. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên chút hàn ý và cười lạnh, nói. Thì ra là hóa thành không gian huyền khí, không ngờ có thể che giấu hoàn mỹ khí uẩn chi lực, huyền khí này chẳng lẽ chính là vi trần giới tử trong truyền thuyết sao? Oanh! Theo lời Lý Vân Tiêu vừa dứt, cả vùng đất đột nhiên truyền đến tiếng chấn vang, một hạt cát rất nhỏ đột nhiên biến thành cự nham cao hơn một người. Trên mặt đá dần dần hiện ra bóng người, cuối cùng trở nên rõ ràng hơn, đúng là Dương Nguyên Thư. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nói. Ngay cả Long Vệ và Quan Thiên Kính cũng không thể phát giác ta, ngươi lại có thể làm được, bất quá vạch trần ta ra, ngươi đây không phải là muốn chết sao? Dương Nguyên Thư vỗ nhẹ một chưởng lên cự nham kia, thu vào trong cơ thể, sau đó điểm nhẹ một ngón tay lên. Ba bộ thi hài cường giả lập tức đứng ở trước người, tản mát ra khí tức cường đại. Ánh mắt hắn lộ ra cười lạnh, hai tay lần nữa kết xuất một đạo quyết ấn, cũng điểm năm ngón tay xuống. Rầm rầm rầm, không gian như nổ bung lên, thoáng cái lần nữa xuất hiện năm cỗ quan tài, từ ngoại hình mà xem thì hình thái không đồng nhất, hẳn là từ các chỗ khác nhau trộm đến. Hắc hắc, trò chơi nên tiếp tục, ngươi ngay cả ba chủ tướng của ta cũng đánh không lại, hiện giờ lại thêm năm tên phó tướng, ngươi không phải ngay cả một tia sức hoàn thủ cũng không có sao. A à, ha ha ha, Dương Nguyên Thư cười như điên, trong mắt hiện lên ánh mắt tàn nhẫn, đánh ra một đạo quyết ấn, bay vụt tới năm cỗ quan tài. Lạp lạp, năm đạo quan tài đều vỡ ra, cũng lộ ra năm cổ thi thể mặt không biểu tình, trong tiếng cười lớn của Dương Nguyên Thư đồng loạt đi tới phía trước. Đứng sau lưng ba cỗ thi thể lúc trước. Lên! Dương Nguyên Thư ra lệnh một tiếng, tám cổ thi thể vèo một tiếng bay lên trời, trên thân mỗi người đều tản mát ra khí tức mục nát cực độ, nhưng dưới quyền vẫn có đế khí tung hoành, quy tắc hàng lâm. Sát khí trên mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng đậm, nhìn tám cỗ thi thể kia, trên mặt hiển hiện một tầng băng xương. Người chỉ có một lần chết, nhưng vô luận là ai cũng khó có thể chịu được loại vũ nhục này. Huống chi các lộ cường giả đã từng phong vân một cõi. Giết ngươi một vạn lần cũng không đủ. Nơi mi tâm Lý Vân Tiêu lóe lên hào quang, giới thần bi trực tiếp bay vụt ra, trên bi lưu quang chấp động, thế giới chi lực hàng lâm mà xuống, nghiền áp tới tám cỗ thi thể kia. Ầm ầm, kinh lực mênh mông lăng không rơi xuống, như cửu thiên hồng lưu chút xuống mà xuống, như muốn diệt thế vậy. Tám cỗ thi thể lập tức bị sức mạnh to lớn chấn động, tuy rằng không đến mức trọng thương. Nhưng hành động trở nên chậm chạp, lực lượng và da thịt trên thi thể cũng bắt đầu bị ăn mòn từng chút một, hóa thành hư vô biến mất. Lý Vân Tiêu thử mấy lần muốn kéo những thi khôi này vào trong giới thần bi, lại phát hiện ý chí của bọn hắn đã sớm bị quái lực khống chế, căn bản không bị tinh thần lực của mình ảnh hưởng. Hoặc là nói những thi khôi này đã không có ý thức tự chủ của bản thân nữa, trừ phi đánh chết người điều khiển là Dương Nguyên Thư. Quyền trấn thiên hạ. Một cỗ thi khôi chủ tướng đánh ra quyền ý vô biên, phá vỡ lấy thế giới chi lực, vọt ra ngoài. Lý Vân Tiêu hóa ra ba đầu sáu tay, trong đó một cánh tay giơ mộ vân kính lên cao, kính quang chiếu xuống dưới chấn nhiếp tên chủ tướng kia. Sau đó một cánh tay cầm lấy cái búa, nện mạnh xuống dưới. Ầm ầm, một tia sét chợt phá không mà đi. Tên chủ tướng kia dưới kính quang hành động trở nên chậm chạp, một quyền đánh tới tia chớp, vừa mới đánh ra một nửa. Đạo lôi đỉnh kia trong chốc lát đã hóa thành lôi hải, gào thét mà rơi xuống. Oanh! Thi khôi bị đẩy lui lại dưới chân áp của thế giới chi lực, hơn nữa làn da trên người cũng bị đốt thành một mảnh cháy đen. Thi khôi còn lại cũng nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ, liên thủ tản ra một cổ khí tức kinh khủng, thay đổi liên tục như đám mây. Sức mạnh to lớn mênh mông của giới thần bi bị cổ lực lượng này chấn khai, hào quang trên đó lập lòe, hai đạo thân ảnh bay ra. Đúng là tân thần và ác linh, hai cỗ khí tức cường đại lan tràn ra, áp tới những thi khôi kia. À, đây là... Dương Nguyên Thư thoáng cái choáng váng, không rõ sao lại đột nhiên nhiều ra hai người,
hơn nữa thực lực còn vọt thẳng đến võ đế cửu tinh, chỉ riêng khí tức đã ép Thi Khôi đang sao động về. A, à, cổ lực lượng này, ha ha, ác linh trong giây lát trở nên đại hỉ, dưới tỏa long đại trận, bộ thân thể này của Nghiễm Quyền không chỉ không còn bị gông cùm xiềng xích nữa, mà ngược lại còn dùng tốc độ cực nhanh chữa trị lấy. Hừ, Thi Khôi. Trên mặt Tân Thần hiện lên một vòng sát khí, vô luận là ai thấy loại tràng cảnh này, sắc mặt đều sẽ không tốt được. A à là, Tân Thần. Dương Nguyên Thư kinh hô lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, phảng phất không thể tin được. Đồng tử Tân Thần đột nhiên co lại, hai mắt như điện, quát. Ngươi là ai? Dương Nguyên Thư bị tiếng hét lớn của hắn trấn trụ, lập tức phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nhìn qua Lý Vân Tiêu, cả kinh nói. Ngươi chính là người ngày đó thông qua lạc ấn liên hệ, trực tiếp nhìn xem ta và sư tôn sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Có phải cảm thấy thiên hạ này rất nhỏ không? Tân Thần cũng là người cực kỳ thông minh, trong đầu liền lóe lên linh quang, lập tức tức giận nói. Ngươi chính là người gieo xuống lạc ấn trong cơ thể ta sao? Sắc mặt Dương Nguyên Thư trầm xuống, sau giật mình ngắn ngủi chợt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói. Phải thì đã sao, ta còn tưởng rằng hàng mẫu đã trốn mất rồi, nếu tự ngươi đã đưa trở về, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Trong tay hắn dương lên sáo ngọc, đặt ở bên miệng thổi lên. Một đạo thanh âm ô ô lập tức vòng qua vòng lại, hai mắt trống rỗng vô thần của tám cỗ Thi Khôi thoáng cái co lại, phát ra ánh sáng yêu dị, thi khí mục nát rất mạnh tản ra, khiến cho người một hồi buồn nôn. Đùng! Sắc mặt Tân Thần cực kỳ tái nhợt, hai tay nắm chặt năm ngón. Đạo đạo kim quang từ bay lên trên người, bốn phía hiển hiện dị tượng, liền lăng không đi tới chỗ Thi Khôi kia. Địch nhân âm thầm cho tới nay cũng không rõ ràng cho lắm lại xuất hiện trước mắt hắn kiêu ngạo như vậy. Khóe miệng Tân Thần nhếch lên một tia cười lạnh tàn nhẫn, giơ nắm đấm lên trực tiếp lăng không đánh tới. Một gã Thi Khôi chủ tướng cũng nổi lên quyền phong, một chiêu quyền chấn thiên hạ đối oanh lấy. Hai cổ quyền ý ở trên không trung hóa thành tinh vân, đè ép lấy nhau. Như là hai quả hằng tinh va chạm, linh áp bắn ra, tản khắp đầy trời. Trong đôi mắt Tân Thần hiện lên lãnh sắc, trên quyền phong càng thêm vài phần khí lực, lập tức ép quyền uy đối phương xuống. Lực đè ép kinh khủng kia chậm rãi rời xuống dưới, như một vòng lạc nhật, ánh chiều tà chiếu rọi khiến đại địa một mảnh điều hưu. Thi Khôi dù sao không có thực lực như khi còn sống, mặc dù dưới tiếng sáo của Dương Nguyên Thư được phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn không ngăn được một quyền phẫn nộ của Tân Thần. Chỉ là nhãn quang tà ác dừng ở tinh vân chi lực tranh nhau kia, không có chút tình cảm nào cả. Sắc mặt Dương Nguyên Thư đại biến, vội vàng đổi tiếng sáo, từ đơn âm tiết thổi thành uốn lượn gập ghềnh, khiến người nghe mà trong lòng cảm thấy một hồi bực bội. Mà những Thi Khôi còn lại cũng trở nên sinh động hơn, nhao nhao xuất thủ với Tân Thần. Một gã Thi Khôi chủ tướng trong tay ngưng kiếm, xông đến, một chiêu kiếm quyết phá vân mà đi. Đột nhiên thân ảnh ác linh khẽ động. Hiện hiện ở trước người Tân Thần, trong tay lấy ra cái búa của Nghiễm Quyền, giơ lên cao đánh xuống dưới. Phanh! Búa quang trực tiếp chém tan kiếm mang, hai cổ lực lượng chạm vào nhau trên không trung, dư âm còn lại đánh tới bốn phía, càng chấn nhiếp lấy hai người. Nhưng thân thể Nghiễm Quyền rất mạnh, ngạnh kháng lông tóc ít bị tổn thương. Thi Khôi kia tuy rằng bị lợi mang cắt ra vô số miệng vết thương, nhưng căn bản không biết đau nhức, trốn, hai mắt nó vẫn tản ra tà quang. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ác linh. Ác linh cười to nói. Ha ha, thoải mái, cổ lực lượng này quá thoải mái, nhưng ta hiện giờ chưa thể khống chế tốt, vừa vặn lấy đầu khôi lỗi này để luyện tập vậy. Thân thể võ đế cửu tinh, còn có thân thể cường đại của long tộc khiến hắn cảm thấy hưng phấn dị thường, giống to mấy tiếng liền vọt tới cỗ Thi Khôi kia. Hơn nữa trong toàn bộ vũ địa tràn ngập lực lượng, tựa hồ một cái lực lượng chi tuyền vô cùng cuồn cuộn. Sau khi bổ ra một búa đã lập tức được bổ sung lại, đủ để khiến hắn dựng ở thế bất bại. Thi Khôi còn lại cũng đều ra tay với Tân Thần, đặc biệt là chủ tướng Quan Viêm chém ra một kiếm ngang trời, kiếm quang bắn vào trong quyền chi tinh vân, rốt cục đã đánh vỡ thế cân đối yếu ớt. Ầm ầm, quyền uy khủng bố nổ bung, lực lượng khổng lồ phóng lên trời, nuốt hết tất cả mọi người vào trong đó. Tân Thần đón lấy lực lượng trùng kích đến kia, ngược lại dẫm trận tại chỗ tiến lên. Kim quang bay lên, ngăn lại tất cả lực lượng, lạnh lùng chộp tới tên chủ tướng kia. Nội tâm càng phẫn nộ, trên mặt lại càng bình tĩnh. Bảy cỗ Thi Khôi nhao nhao vọt lên,
từng người thi triển ra tuyệt chiêu, đánh tới trên người tân thần. Hai má Dương Nguyên Thư bắt đầu chảy xuống mồ hôi lạnh, tình thế tựa hồ có chút không đúng, đặc biệt là sau khi tân thần bước vào võ đế cửu tinh, lực lượng còn hơn xa võ đế cửu tinh bình thường. Mà ba bộ chủ tướng của hắn liên thủ cũng chỉ khó khăn lắm có lực võ đế cửu tinh, giờ phút này bảy cỗ thi khôi cũng chỉ đánh ngang tay với tân thần thôi. Thần thể chi uy, đã gắt gao áp chế lấy đối phương. Huống chi còn có Lý Vân Tiêu ở một bên lạnh lẽo nhìn lấy, hắn im im lặng lặng đứng trên giới thần bi, ngọc thụ lâm phong, bộ dạng không chút sợ hãi cho hắn một loại cảm giác thập phần bất an. Hừ, hôm nay thả các ngươi một con ngựa, ngày sau tất lấy mạng các ngươi. Dương Nguyên Thư thấy tình thế có chút không đúng, liền bắt đầu sinh thoái ý, định bỏ chạy. A, ngươi quá khách khí, cải lương không bằng bạo lực, vẫn nên lấy mạng ta đi a. Lý Vân Tiêu cả người cùng thuấn di với giới thần bi, sau một khắc đã xuất hiện trên không Dương Nguyên Thư, thế giới chi lực tản ra, phong tỏa lấy toàn bộ một phương không gian. Dương Nguyên Thư kinh hãi, cổ lực lượng màu trắng kinh khủng kia khiến hắn cảm thấy một hồi run sợ, hắn cũng là đại thuật luyện sư, nhưng chưa từng thấy qua huyền khí như vậy, sợ nói. Chuyện gì cũng từ từ, tất cả mọi người đều là thuật luyện sư, nên từ từ nói chuyện, cần gì chém chém giết giết chứ. Lý Vân Tiêu dương mắt, nói. Từ từ nói chuyện không phải không thể, ngươi trước buông ra thần niệm của mình, để cho ta khống chế thân thể ngươi liền có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Sắc mặt Dương Nguyên Thư đại biến, nói. Cái này sao có thể? Đều là thuật luyện sư, đổi lại là ngươi, ngươi chịu không? Vậy thì không thể nói chuyện rồi. Lý Vân Tiêu dương một tay lên, giới thần bi đã bay ra ngoài, hóa thành một tòa núi nhỏ, lăng không rơi xuống dưới. Dương Nguyên Thư vội vàng thổi sáo, triệu tám cỗ thi khôi kia, nhưng toàn bộ đều bị tân thần và ác linh ngăn chặn, hơn nữa liên tiếp bại lui, căn bản không rảnh phân thân. Hắn lập tức hiểu rõ hiện giờ phải dựa vào mình rồi, sáo ngọc vội vàng vẽ ra một đạo ấn phù trên không trung, sau đó bắn đi, muốn phá vỡ thế giới chi lực. Phanh! Sáo ngọc chi quang không khác gì bọ ngựa đấu xe, lập tức đã bị thế giới chi lực bao phủ, toàn bộ giới thần bi ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm, trên người Dương Nguyên Thư lóe lên hào quang, một bộ chiến y hiện ra lại tự động bảo vệ, bất quá chỉ ngăn cản được một lượt hô hấp đã đột nhiên nghiền nát. Rầm rầm, giới thần bi chấn xuống, toàn bộ đại địa lắc lư một hồi. Dương Nguyên Thư phun ra một búng máu, bị đánh bay ra ngoài như diều đứt dây. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, thuấn di một cái vọt tới, trên không trung hóa ra bàn tay lớn, lăng không chụp xuống. Mặt mũi Dương Nguyên Thư tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng hiện giờ đã thân bất do kỷ, chỉ có thể mặc cho cự trảo kia bắt lấy, dưới dãy dụa cực lực bị ném vào trong giới thần bi. Quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu hợp lại, giới thần bi lần nữa thả ra hào quang vạn trượng, áp tới chiến trường ở xa xa. Thế giới chi lực như thủy quang phổ chiếu đại địa, huy sái mà xuống. Thi khôi và hai người tân thần đang đánh nhau túi bụi, đều bị hút vào trong đó. Sau đó Lý Vân Tiêu biến đổi quyết ấn, giới thần bi lần nữa bay trở về trong cơ thể hắn. Toàn bộ cả vùng đất trải qua trận đại chiến vừa rồi đã trở nên gồ ghề đủ chỗ rồi. Trong lòng Lý Vân Tiêu không khỏi sinh nghi, trước khi kia đánh một trận với Dương Nguyên Thư trong địa huyệt, trình độ kịch liệt thua xa hiện giờ cũng đưa tới long vệ. Nhưng hiện giờ lại không thấy bóng dáng một long vệ nào cả, toàn bộ vũ địa đều hình như một mảnh bầu trời tĩnh mịch, không có bất kỳ tánh mạng. Hắn trầm tư thoáng một phát, liền hóa thành một đạo lôi quang lao đi xa xa. Trong trí nhớ của Nghiễm Quyền, có phương vị của tỏa long đại trận trong vũ địa. Chỗ kia ở vào một khối không gian độc lập, chính là đầu mối then chốt khiến lực lượng toàn vũ địa vận chuyển. Tỏa long đại trận tựa hồ không chỉ trấn áp long tộc đến từ bên ngoài, cùng với cung cấp lực lượng cho long vệ, tựa hồ còn có huyền bí khác nữa. Chỉ là Nghiễm Quyền cấp bậc quá thấp, việc biết được cũng rất có hạn. Về phần thiên chi tẫn đầu, vô thủy chi địa, chính là nơi chân long chi tử, chỗ đặt thủy long chân thân, Nghiễm Quyền đối với cái này càng không rõ. Nếu Sa Vưu thật sự muốn đi vô thủy chi địa, vậy thì chỉ có một cách. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đó chính là đi tìm long thủ. Điện mang phi tốc xuyên thẳng qua trên không vũ địa, hắn tựa hồ đã hiểu rõ vì sao không thấy bóng dáng long vệ, rất có khả năng là vì bọn họ đã đi vây giết Sa Vưu rồi. Như vậy vào lúc này phụ cận tỏa long đại trận có lẽ phòng ngự cũng không chặt chẽ lắm,
cũng là thời cơ tốt nhất để đoạt lấy hám long chùy. Lý Vân Tiêu suy đoán không sai chút nào, trong toàn bộ long vệ, chỉ có một mình long thủ là biết rõ cái gọi là thiên chi tẫn đầu ở đâu. Cho nên Sa Vưu liền trực tiếp tìm tới chỗ mà long vệ chỗ tu luyện, đảo tụ long. Sa Vưu nhìn vào vô số thủy lưu trên bầu trời, vạn lưu không biết từ nơi nào hội tụ đến, tạo thành cảnh quan tráng lệ thác nước hình tròn trên bầu trời, tiếng nước róc rách không dứt bên tai. Vạn thiên thủy khí từ trong đó bốc hơi y ra, ngoại trừ ẩn chứa thiên địa thủy nguyên ra, cơ hồ chính là linh khí trạng thái dịch, khiến người cảm thấy cực kỳ thoải mái. Mà thác nước thiên địa thủy nguyên mà trước kia Lý Vân Tiêu thu chỉ là một góc nhỏ của vạn thủy hội tụ này thôi. Mà đảo tụ long chính là một tòa phù đảo treo trên bầu trời, im im lặng lặng lơ lửng trên không thác nước, trở thành điểm chí cao của toàn bộ vũ địa, quan sát lấy kỳ quan dị cảnh vạn thủy tụ lưu. Hừ, thật to gan, vậy mà tự mình tìm tới cửa. Trên đảo tụ long truyền đến một thanh âm lạnh như băng, nói. Nếu đã đến, vậy chứng minh ngươi cực kỳ tự tin với thực lực của mình, sao không hào phóng đi lên, để bổn tọa đánh giá xem là thần thánh phương nào. Trong mắt Sa Vưu một mảnh lạnh như băng, mặt không biểu tình hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp đáp xuống trên đảo tụ long. Toàn bộ hòn đảo một mảnh thanh sơn lục thủy, linh khí phiêu đáng, rất tương tự với chỗ vương cung Đông Hải. Nhưng ở trung ương đảo lại sừng sững lấy một tòa điêu khắc cự long to lớn nối tiếp nhau. Long chi hình thái kia trông rất sống động, không giận tự uy, Sa Vưu liếc nhìn lại, lập tức tâm thần đại chấn, chỉ riêng cặp long nhãn giả kia đã phảng phất như có lực lượng dị thường, trực tiếp xuyên thấu linh hồn của hắn, khiến hắn sợ tới mức vội vàng thu liễm tâm thần, không dám nhìn nữa. Điêu khắc kia ở đó sừng sững vô số thời đại, rốt cuộc được dựng lên từ khi nào TSF mặc dù là nghiếm quyền cũng không biết được. Ân, ngươi cũng là long duệ. Âm thanh lạnh như băng kia truyền đến, trong chốc lát mấy đạo nhân ảnh đã trực tiếp xuất hiện ở bốn phía Sa Vưu, người đi đầu đúng là long thủ, ánh mắt lộ ra khiếp sợ và hàn ý. Sa Vưu bình tĩnh tâm thần, nhìn tới long thủ nhìn lại, trực tiếp mở miệng nói. Đều là long duệ, ta không muốn làm khó dễ các ngươi, nói cho ta biết thiên chi tẫn đầu, vô thủy chi địa ở nơi nào. Cái gì? Tất cả long vệ đều kinh hãi. Sau đó tức giận dị thường, trong mắt từng người đều tuôn ra lửa giận, tựa hồ như bị sờ vào nghịch lân vậy. Sắc mặt long thủ cũng phát lạnh, trong mắt bắn ra sát khí vô biên, lạnh giọng nói. Mục đích của ngươi là thủy long tổ tiên. Sa Vưu lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Trong mắt long thủ tuôn ra tinh mang, lạnh giọng nói. Vậy không cần nói chuyện nữa. Hắn vung tay lên, lạnh lùng nói. Giết! Vài tên long vệ ở một bên đã sớm giận dữ, nghe xong mệnh lệnh lập tức vọt lên, tổng cộng 5 đạo khí tức tuyệt cường tản ra, phong thiên tỏa địa. Từng đạo long lực bay lên không, giống như sóng biển một lớp tiếp lấy một lớp, thế muốn hoàn toàn cắn nuốt sạch Sa Vưu. Sa Vưu sắc mặt bình tĩnh, cục diện này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, hắn không chút hoang mang giơ tay lên, trong mắt lóng lánh lấy ánh sáng màu xanh. Chân long chi lệ xuyên thấu qua trong hai tròng mắt. Tuyệt kỹ năm người trong mắt hắn vừa nhìn đã thấy rõ, hoàn toàn giống như đang diễn võ vói động tác chậm vậy. Long thủ nhìn thanh lệ trong mắt hắn, tựa hồ ý thức được gì đó, đột nhiên thân hình run lên, lộ ra vẻ kinh hãi. Trong tay Sa Vưu nổi lên một mảnh màu vàng, dẫn đầu đánh tới mọi người. Dưới quyền phong có vòng xoáy chuyển động, phát ra vô số tiếng xé gió hít kha zz hí zz, vô cùng tinh chuẩn đánh lên trên quyền phong của long vệ kia. Đùng đùng. Một hồi thanh âm nứt xương vang lên, xương cốt cánh tay đều đã triệt để nứt mất. Nhưng trên mặt tên long vệ kia vẫn vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn từ nắm tay truyền đến. Sa Vưu liền giẫm mạnh dưới chân, lướt qua bên cạnh hắn. Toàn bộ trên cánh tay phải đều nổi lên một mảnh kim mang, chém xuống như đại đao, đánh vào ngực một gã long vệ, đánh tan hộ thể long khí của hắn, chấn nhập vào trong cơ thể hắn. Bang bang! Hai người đều lập tức bị đánh bay ra ngoài. Công kích của ba người còn lại cũng vào tới, gần trong gang tấc. Sa Vưu thu hồi hai tay, nắm tay đối oanh qua. Ầm ầm, quyền kình chi lực đánh lên công kích của hai gã long vệ, kình khí xoáy lên, phản chấn tới trên thân ba người. Bang bang, hai gã long vệ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trên thân thể Sa Vưu bỗng nhiên nổi lên kim mang, da thịt như ngọc chẳng biết lúc nào đã kim quang sáng lạn, giống như người mặc kim giáp, uy phong lẫm lẫm. Phanh,
lực phản chấn chấn khiến kim quang trên tay hắn không ngừng bắn ra, lại không thể phá thể mà vào được. Sa Vưu tuy rằng ngăn bốn người lại, nhưng một gã long vệ cuối cùng lại ra quyền như lưu tinh, rốt cục đánh vào lồng ngực hắn, phát ra thanh âm bạo phá. Phanh! Lồng ngực Sa Vưu bị đánh cho lõm xuống, tên long vệ kia trợn mắt tròn xoe, long kình vô tận rót vào trong quyền, dốc sức liều mạng đè xuống, muốn phá vỡ nhục thể hắn. Yaa, a, a, nha! Gương mặt Sa Vưu bởi vì đau nhức kịch liệt nên bắt đầu vặn vẹo, phát ra tiếng gầm lên nổi giận, hai đấm nắm chặt lại. Một đạo kim quang lóe lên trên quyền, dọc theo cánh tay lan tràn đến toàn thân, cả thân thể trở nên trong suốt, hiện ra một mảnh kim cốt. Trong lồng ngực lõm xuống dưới kia mơ hồ có thể thấy được, nắm đấm long vệ trực tiếp đánh lên kim cốt, nhưng không cách nào tiến thêm được chút nào nữa. Một mảnh kim quang kia lưu chuyển giữa cốt cách, đều hội tụ đến trước ngực, một đạo kim quang phá thể mà ra, chấn khai quyền kình kia. Phanh! Tên long vệ kia cảm thấy trên quyền cốt truyền đến đau nhức kịch liệt, giống như bị dao găm cắt đứt ra vậy, hắn liền thống khổ quát to một tiếng lập tức thu hồi cánh tay. Trong mắt Sa Vưu hiện lên một đạo lãnh sắc, lập tức lấn người tới, cũng đánh ra một quyền. Chân võ long quyền. Phanh! Tên long vệ kia vội vàng dùng tay trái ngăn trở, quyền trái cũng lập tức nổ bung, long lực đối phương nổ nát phòng ngự của hắn, hắn phun ra một ngụm máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Toàn tụ long đảo trở nên một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước róc rách lưu chuyển bốn phía. Năm tên long vệ liên thủ, vậy mà đều bại lui. Còn đối phương chỉ đánh ra vài chiêu võ kỹ bình thường. Vẻ phẫn nộ của tất cả mọi người hoàn toàn biến mất, hóa thành kinh hãi vô biên, còn có chút xấu hổ và giận dữ trong mắt, nguyên một đám đều muốn sống lên, rất có bộ dạng như muốn liều mạng. Sa Vưu lạnh nhạt nói. Tiếp tục còn ý nghĩa sao? Sắc mặt long thủ vô cùng ngưng trọng, quát lui năm người. Ánh mắt của hắn cẩn thận dò xét Sa Vưu. Thật lâu, mới mở miệng nói. Ngươi đã luyện hóa được bao nhiêu món long chi bí bảo? Kim cốt tổ tiên là do ngươi trộm sao? Sa Vưu nói. Vấn đề thứ nhất ta không cần phải trả lời. Vấn đề thứ hai, không phải. Hừ, nói dối. Long thủ lạnh lùng tay giơ lên chỉ vào hắn, quát. Vừa rồi trong cơ thể ngươi rõ ràng chính là vô thượng kim cốt. Sa Vưu dần phun ra nuốt vào linh khí bốn phía, bổ sung tiêu hao và vết thương nhỏ trước ngực lúc trước, không nhanh không chậm nói. Kim cốt này đích thật là từ vũ địa, nhưng cũng không phải là ta trộm. Hắn phát hiện sau khi sử dụng bộ pháp quyết đặc thù kia, tỏa long đại trận vốn có thuộc tính áp chế trong khoảnh khắc chợt biến thành suối nguồn lực lượng. Không chỉ thân thể hắn nhanh chóng khôi phục, mà ngay cả năm tên long vệ bị thương lúc trước cũng khôi phục cực nhanh, không bao lâu nữa là có thể phục hồi như cũ rồi. Trận pháp này quá mức quái dị khiến hắn cực kỳ tò mò, nhưng hắn đối với trận đạo chỉ nghiên cứu có hạn, cũng không nghĩ ra nguyên cớ gì, trừ phi là Lý Vân Tiêu ở đây. Vừa nghĩ tới Lý Vân Tiêu, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc cổ quái mà phức tạp, nhưng rất nhanh liền hóa đi. Long thủ nhìn chằm chằm biến hóa trên mặt hắn, phát hiện hắn xuất hiện chấn động cảm xúc. Còn tưởng rằng đã bóc trần đối phương, khiến hắn cảm thấy thẹn với lương tâm, lập tức cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Sa Vưu lạnh nhạt nói. Ta cần lừa ngươi sao? Long thủ sững sờ, nhíu mày lại, dùng thực lực của đối phương, quả thật không cần thiết phải gạt hắn. Hắn lập tức nghĩ tới mấu chốt trong đó, sắc mặt trầm xuống, nói. Ý ngươi là còn có những người khác, ta hiểu rồi, đánh nhau lúc trước là ngươi tạo thành sao? Mà trong khoảng thời gian người biến mất, chính là đi tìm chỗ dung hợp kim cốt đi. Sắc mặt long thủ trở nên cực kỳ khó coi, người trước mắt này thực lực khó lường, khiến hắn đau đầu vạn phần, nếu còn một người thực lực tương đương nữa, vậy thì phiền toái lớn rồi. Sa Vưu nói, tuy không phải đoán đúng toàn bộ, nhưng chung quy cũng có điều đúng. Không cần nhiều lời, ta biết rõ toàn bộ vũ địa chỉ có người biết chỗ vô thủy chi địa, là thống khoái nói cho ta biết. Hay là thống khoái đánh một trận đây? Trong mắt của hắn lóe ra hàn mang, thần thái tự nhiên, bộ dạng như mặc ngươi lựa chọn. Ha ha, cuồng vọng. Long thủ cười dài không thôi, lạnh lùng nói. Chẳng qua chỉ dung hợp một ít long chi bí bảo mà thôi, thực cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi sao? Hôm nay ta muốn lĩnh giáo một chút, xem long chi bí bảo có thể tăng một đầu tạp ngư lên đến trình độ nào. Một tiếng quát chói tai vang lên. Khiến cho màng tai người đau đớn. Long thủ ôm hai tay trước ngực,
cả người lập tức lấn tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp ép nổ cả không khí. Dưới uy áp như sóng lớn kia vậy mà bốc lên khói xanh lượn lờ, xinh xinh đốt cháy cả không khí. Đồng tử Sa Vưu đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, dưới sự quan sát của chân long chi lệ cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới bắt được tốc độ đối phương. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, đánh ra một chiêu chân võ long quyền nghênh đón. Hừ, long thủ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hóa quyền đánh tới. Phanh, cũng không có hám thiên liệt địa như trong tưởng tượng, chỉ có một tiếng trầm đục rất nhỏ, lại chấn vang trong lòng mỗi người, giống như muốn chấn nát nội tạng hắn vây. Hai đấm giao kích, nắm đấm của Sa Vưu hơi rụt về sau một chút, cơ bắp toàn bộ cánh tay co rút lại kịch liệt, kim cốt trong cánh tay truyền đến tiếng kim loại ma sát, giống như dùng đá sỏi trà sát lên vậy. Sắc mặt Sa Vưu rốt cục đại biến. Lực lượng thân thể đối phương lại trên cả hắn. Điều này sao có thể? Trong mắt Sa Vưu tuôn ra vẻ kinh ngạc, còn đối phương lại lộ nụ cười lạnh. Khóe miệng long thủ chứa đựng mỉa mai, đùa cợt nói. Ha ha, thân thể dung hợp long chi bí bảo cũng chỉ có trình độ này sao? Quá khiến ta thất vọng rồi. Sa Vưu trong cơn tức giận, nửa người liền bắt đầu long hóa, sau lưng hiện ra một cái long vĩ, quét ngang tới. Không gian trực tiếp phù vù thiêu đốt, không khí nổ vang, đánh úp về phía đầu đối phương. Hừ, long thủ lần nữa hừ lạnh một tiếng, nâng tay trái lên, dùng cánh tay trực tiếp ngăn cản trước người. Ba, long vĩ quét lên tay trái đối phương, chấn lên thanh sắc quang mang, không gian chung quanh đều hiện ra vô số khe hở đen. Long thủ biến sắc, lực lượng một đuôi kia chấn khiến tay hắn run lên, kinh lực như một cây kích đâm qua, cứ thế đẩy hắn lui lại mấy trượng. Trên toàn bộ tay trái đều cháy đen và run lên, tuy chỉ là ngoại thương ngoài da nhưng lại khiến hắn tức giận dị thường. Vài tên long vệ chung quanh cũng hoảng hốt không thôi, ngay cả bọn hắn cũng không biết thực lực long thủ mạnh như thế nào, giống như một vùng biển, khó có thể đánh giá nổi. Trong khi tu luyện bình thường, cũng sẽ có huấn luyện mọi người cùng nhau liên thủ đối địch, nhưng chưa từng thấy qua long thủ bị chút thương thế nhỏ nào cả, đây là lần đầu bọn hắn thấy được. Trong lòng Sa Vưu càng thấy kinh ngạc. Lực lượng một đuôi vừa rồi đã hơn 8 phần lực lượng của hắn, vốn đoán rằng nó đủ để đánh bay đối phương, không ngờ cũng chỉ đẩy lui được mấy trượng thôi. Thực lực long thủ này còn hơn xa hắn dự đoán. Cửu tinh đỉnh phong sao? Sắc mặt Sa Vưu ngưng trọng chưa bao giờ có, trở nên cảnh giác vạn phần. Loại lực lượng cường đại này, chỉ có một loại giải thích, đó chính là người trước mắt đã đạt đến võ đạo cực hạn. Hơn nữa tựa hồ không chỉ có thế. Ha ha. Người có thể tổn thương được ta, quá khiến ta ngoài ý muốn rồi. Trong mắt long thủ chớp động hàn khí, lạnh lùng nói. Ta muốn nghiền xương đầu tạp ngư như ngươi thành cho. Trong lòng Sa Vưu đột nhiên chấn động, một cổ cảm giác nguy cơ vô biên bao phủ đến, tóc gáy toàn thân hắn đều lập tức mở ra, long tức chi lực tự động hộ thể, vọt lên tới cực hạn. Ầm ầm, long thủ tựa hồ cũng không động, một cổ lực lượng như thiên uy buông xuống. Cơ hồ như muốn hủy diệt hết tất cả mọi thứ. Dưới nguy cơ cực độ này, xuyên thấu qua chân long chi lệ, Sa Vưu rốt cục phát hiện nơi phát ra lực lượng đúng từ trong pho tượng thủy long trên đảo tụ long kia. Chân long pháp thân, võ kỹ pháp thể của Nhuận Tường trực tiếp thi triển ra, hóa thành long hình, cuồng bạo chi ý vô biên tuôn ra, bay lên trời. Long thủ bước ra một bước, duỗi tay lên. Một đạo lợi mang nát bấy tất cả lăng không rơi xuống, chém tới Sa Vưu. Sa Vưu chỉ cảm thấy tử vong lập tức buông xuống, đối phương liên tiếp hai chiêu đã hoàn toàn áp chế lấy hắn rồi. Trong mắt của hắn lóe lên hàn ý, lập tức hóa thành hình người, hai tay kết xuất một đạo ấn phù cổ quái, kim sắc quang mang nổi lên trong lòng bàn tay hắn, ngưng tụ thành một kết giới màu vàng. Đồng thời một cổ hào quang chói mắt từ trong cơ thể hắn phóng đi, trước người hóa ra một đạo long hình. Cổ lực lượng này vừa ra, lập tức biển mây quay cuồng, thiên áp tuôn ra. Sắc mặt long thủ lập tức trở nên vô cùng kinh hãi, thất thanh nói. Chân long quyết, ầm ầm, đạo hào quang lăng lệ ác liệt kia chém xuống, trực tiếp đâm vào long hình chi lực kia, đánh cho nó tán loạn. Sa Vưu cũng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược tầm hơn 10 trượng mới dừng thân hình lại, sợ hãi ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn chằm chằm vào long thủ. Đạo quang mang trước kia rơi xuống, trực tiếp cắm vào trên đất, đúng là một thanh lợi kiếm. Tản mát ra hào quang khiến người sợ hãi. Người vậy mà biết chân long quyết,
người rốt cuộc là người phương nào? Sắc mặt Long Thủ trở nên dữ tợn, nghiêm nghị quát lớn. Sa Vưu lau đi máu tươi nơi khóe miệng, hồ nghi nói. Ngươi cũng biết chân Long Quyết, ngươi từ đâu biết được? Sắc mặt Long Thủ thay đổi mấy lần, cuối cùng lạnh lùng nói. Hừ, ngươi không nói cũng không sao, ta nói chung có thể đoán được lai lịch của ngươi rồi. Mặc kệ ngươi là người phương nào, dám đánh chủ ý vào Thủy Long Tổ Tiên, thì phải chết. Hắn lăng không một chảo, chuôi lợi kiếm kia long cong một tiếng bay vào trong tay hắn, người đầy sát khí đi tới chỗ Sa Vưu. Nội tâm Sa Vưu có chút phát khổ, lực lượng Long Thủ còn cường đại hơn trí nhớ nghiễm quyền phán đoán rất nhiều rồi, hơn nữa pho tượng Thủy Long ở Trung ương cũng cực kỳ có vấn đề, cả hai kết hợp lại khiến hắn không chỉ không có phần thắng, mà tựa hồ ngay cả bảo vệ tánh mạng cũng là vấn đề. Vừa rồi nếu không thi triển ra tuyệt kỹ ẩn giấu của bản thân, sợ rằng đầu thân đã hai chỗ rồi. Trong lòng của hắn quét ngang, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, tựa hồ đã hạ quyết định nào đó, thân thể thẳng tắp, liền một tay kháp ra một đạo quyết ấn. Toàn bộ linh khí bốn phía đột nhiên tuôn tới hắn, trong phạm vi vài trăm mét giống như bị rút lấy không còn. Long Thủ sững sờ, sắc mặt trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sa Vưu. Một cổ tâm tính nắm chắc thắng lợi trong tay, khiến hắn muốn xem thử đối phương còn thủ đoạn gì nữa, thoáng cái ngược lại thả chậm bộ pháp. Ngay lúc này, ở Nam vực vô cùng xa xôi, trong thành Viêm Vũ. Người đến người đi, hối hả. Từ sau khi Tu Di Sơn nghiền nát, linh khí tiết ra ngoài, toàn bộ thành Viêm Vũ đã phát triển thành một trong các thánh địa tu luyện mà thiên hạ đều biết. Không chỉ có Hỏa Ô Quốc. Mà cường giả các nơi khắp toàn bộ Nam vực đều từ bốn phương tám hướng tề tụ đến, đã sớm phát triển thành đệ nhất đại thành toàn bộ Nam vực rồi. Cơ hồ tất cả tông môn đều đặt phân bộ ở thành Viêm Vũ, thành lập hội trường tu luyện. Đương nhiên, tất cả phải tiến cống đủ nguyên thạch cho phủ thành chủ để đổi lấy tư cách. Trong Nam vực vốn không thiếu người thiên tư tung hoành, chỉ là vì linh khí thiếu thốn mới khiến thực lực cả một vực đều hạ thấp, võ tôn trở nên cực kỳ hiếm hoi. Trong vài năm Tu Di Sơn cung cấp linh khí, đã có đại lượng đích thế hệ thiên tài nhao nhao đột phá đến bát hoang cảnh võ tôn, càng có không ít cường giả đỉnh tiêm bắt đầu trùng kích cửu thiên võ đế. Tháng này lại rời tới 9 môn phái nhỏ, cứ tiếp tục phát triển như vi ập, thành Viêm Vũ sợ rằng sẽ lọt được vào thế lực đỉnh tiêm trên đại lục rồi. Trong phủ thành chủ, Lý Trường Phong cầm trong tay lấy một phần báo cáo, vẻ mặt đắc ý. Toàn bộ trong đại sảnh chính có hắn và Lý Thuần Dương. Lý Vân Tiêu đi rồi, thành Viêm Vũ liền được phụ tử bọn hắn tiếp nhận lấy, dốc lòng quản lý. Hơn nữa thực lực hai người cũng có đột phá cực lớn, Lý Thuần Dương trực tiếp tiến nhập võ hoàng chi cảnh, nhưng giới hạn tuổi tác và thiên phú nên đây là mức cao nhất hắn có thể đạt được rồi, cho nên hắn đã có chút nản lòng thoái chí, bắt đầu đặt lực chú ý vào quản lý và phát triển thành Viêm Vũ. Lý Thuần Dương tựa hồ đã tập mãi thành quen, nhẹ gật đầu, nói. Hiện giờ toàn bộ Nam vực đều ở vào trong kỳ ngộ phát triển chưa từng có, tất cả đều nhờ vào Tu Di Sơn kia, cũng không biết trong Tu Di Sơn còn có thể chảy ra bao nhiêu linh khí nữa. Lý Trường Phong cười nói. Trong đó có vô cùng vô tận, ta cho rằng rót đầy trọn Nam vực này cũng không thành vấn đề. Đột nhiên đại sảnh truyền đến thanh âm lo lắng của Phủ Đinh. Không tốt rồi, không tốt rồi. Cửa đại sảnh thoáng cái bị mở ra. Một gã Phủ Đinh vội vội vàng vàng xông vào. Sắc mặt Lý Trường Phong trầm xuống, quát. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì nữa? Tên Phủ Đinh kia bị giáo huấn khiển trách càng thêm hoảng loạn, nói lắp bắp. Không, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Lý Thuần Dương nhíu mày, tên Phủ Đinh trước mắt này hắn cũng biết rõ cũng không phải là người liều lĩnh, không khỏi cảm thấy sinh nghi, nói. Có chuyện gì từ từ nói, không cần phải gấp gáp. Tên Phủ Đinh kia liên tục nuốt vài ngụm nước miếng, mới nói. Tu Di Sơn đã xảy ra chuyện. Cái gì, đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Phong nhảy dựng lên, vừa mới nói đến Tu Di Sơn, thì Tu Di Sơn đã xảy ra chuyện. Hơn nữa Tu Di Sơn có thể xảy ra chuyện gì? Hắn lập tức nghĩ tới một loại khả năng, cả kinh nói. Chẳng lẽ là linh khí rốt cục đã chảy hết? Tên Phủ Đinh kia vội vàng lắc đầu, nói. Không phải, không phải. Con em ngươi không thể nói rõ một lần được à? Lý Trường Phong bão nổi rồi, ôm đồm lấy Phủ Đinh kia, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Trên mặt Phủ Đinh kia chướng đến đỏ bừng, chỉ bên ngoài, vừa chỉ bầu trời,
không ngừng dùng tay khoa tay múa chân. Ngươi đến cùng đang nói gì hả? Lý Trường Phong nổi giận rồi, vứt tên kia lên mặt đất, hận không thể chụp chết hắn. Lý Thuần Dương cũng đã có chút phập phồng không yên, dù sao Tu Di Sơn quan hệ trọng đại, trầm giọng nói. Ra xem thử. Hai người trước sau bay ra đại sảnh, chỉ nghe thấy toàn bộ thành Viêm Vũ đều bắt đầu chuyển động, không ít người bay lên không trung, đều hoảng sợ nhìn lên trời. À, đây là... Phụ tử Lý Thuần Dương cũng choáng váng, chỉ thấy chỗ khe hở phía chân trời, vốn là lỗ hổng của Tu Di Sơn, không ngừng có linh khí chút xuống, nhưng hiện giờ lại phát sinh biến hóa cực lực. Linh khí đã khô, ở chỗ lỗ hổng từng đạo vầng sáng khuếch tán ra, giống như mặt trời tản mát ra từng đợt lực lượng nặng nề, chiếu rọi mà xuống. Ở trong vầng sáng kia, có thể mơ hồ thấy được một tòa núi nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, tản mát ra hào quang lưu ly óng ánh. Toàn bộ phía chân trời dưới dị tượng kia bị chiếu rọi ra ngũ quang thập sắc, thành Viêm Vũ đều bị bao phủ dưới một mảnh điềm lành. Quá trình này rằng có được một lát, hào quang bắt đầu đều thu nạp lại, thoáng cái đều bị thu vào trong lỗ hổng, tòa lưu ly sơn sơn ngũ quang thập sắc kia hiển hóa ra, ầm ầm một tiếng liền biến mất ở phía chân trời. À! Lý Trường Phong nhìn không được kinh hô lên, sau khi tất cả hào quang thối lui, toàn bộ bầu trời chỉ còn lại một lỗ thủng màu đen cự đại. Cảnh tượng linh khí bay thấp cửu thiên trước kia cũng không còn nữa, thành Viêm Vũ lập tức liền mờ nhạt đi rất nhiều. Người toàn thành đều trợn mắt há hốc mồm, loại tình huống này khiến tất cả mọi người không kịp trở tay, thoáng cái trong thành vậy mà lặng ngắt như tờ, đều kinh ngạc nhìn qua trời cao. Thành Viêm Vũ toàn bộ đều nhờ vào Tu Di Sơn một trong tứ đại tiên cảnh, mới có thể trở thành thánh địa tu luyện trong thiên hạ, nếu không có Tu Di Sơn. Cái này, phải xử lý thế nào đây? Lý Trường Phong là người đầu tiên há lớn miệng, la hoảng lên. Lý Thuần Dương nhìn chăm chú lên lỗ thủng màu đen đang chậm rãi khép lại trên bầu trời, thở dài một tiếng nói. Có lẽ phúc duyên của thành Viêm Vũ đến đây là dừng rồi. Lý Trường Phong không cam lòng nói. Không thể nào, cái này đã xong, trong đó chính là không gian vô cùng vô tận a, cho dù có chảy trăm năm ngàn năm cũng không thành vấn đề mới đúng chứ. Lý Thuần Dương nói. Làm người không thể quá tham lam được, thành Viêm Vũ hiện giờ đã có thể so với các thánh địa tu luyện, đã dẫn tới các hương nhìn chằm chằm rồi. Hiện giờ Tu Di Sơn biến mất, chưa hẳn không phải việc tốt. Về phần thành Viêm Vũ sau này đi con đường nào, ta tin tưởng Vân Tiêu sẽ có an bài, không cần ta và ngươi quan tâm. Lập tức quản lý cho tốt thành trì, đợi hắn trở về liền giao cho hắn một cái thành Viêm Vũ hoàn toàn mới. Lý Trường Phong thổn thức không thôi, nhưng việc đã đến nước này. Dùng năng lực của bọn hắn cũng không cách nào vãn hồi được gì, thậm chí bọn hắn ngay cả Tu Di Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì không rõ ràng lắm. Mà ở Đông Hải phía xa vạn dặm, Vũ Địa, trên đảo Tụ Long. Quyết ấn trong tay Sa Vưu dị thường phức tạp cổ quái, hoàn toàn không phải thần thông thời đại này, trên người không ngừng dâng lên kim quang, lực lượng cường đại phá thể mà ra, khiến cả người hắn thoạt nhìn tựa hồ không hề ở trong một phương không gian này, giống như tùy thời có thể phá không rời đi vậy. Long thủ cấm lấy trường kiếm, lạnh lùng theo dõi hắn. Ở trong Vũ Địa, hắn chính là tồn tại mạnh nhất, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay, muốn xem một chút xem đối phương có thể làm ra trò bịp bợm gì. Trên mặt Sa Vưu ngưng trọng vạn phần, bỗng nhiên trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng, hừ lạnh nói. Ngươi quả thật rất mạnh, trong Long tộc hiện giờ, dù nói là đệ nhất cũng không đủ. Nhưng dù có cường đại thế nào thì cũng chỉ là cửu tinh đỉnh phong mà thôi. Có thể khiến ngươi miệt thị đối thủ vậy sao? Cửu tinh đỉnh phong mà thôi. Long thủ tức cười, mỉa mai nói. Vậy là đủ rồi. Vừa dứt lời, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn lên trời cao. Trong thác nước đột nhiên bắn ra một đạo ngũ quang thập sắc. Sắc thái kia thập phần óng ánh, giống như lưu ly vậy, biểu tượng cho điểm lạnh quang minh. Sau đó không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong lưu ly quang kia chợt có một cổ thiên uy cuồn cuộn ép xuống, như vô số thiên thạch rơi xuống mặt đất, khiến cho người hít thở không thông. Năm tên long vệ lộ vẻ hoảng sợ thất sắc, gương mặt trong nháy mắt biến đổi, một người trong đó cả kinh nói. Là ai? Tất cả mọi người cho rằng đối phương có cường viện, nguyên một đám trở nên cảnh giác dị thường. Oanh! Thác nước trong giây lát bị một cổ sức mạnh to lớn đánh ra một vết rách, một tòa ngũ quang thập sắc lưu ly sơn hiển hiện. Treo trên bầu trời đảo Tụ Long, gào thét ép xuống. Toàn bộ sơn thể cơ hồ trong suốt thanh tịnh,
lại có lưu quang lập lòe chớp động, không thể nhìn rõ ràng trong đó là gì. Thậm chí ngay cả hình thái Lưu Ly Sơn cũng hoảng hốt bất định, không cách nào nhìn rõ chân thân. Sắc mặt Long Thủ đại biến, kinh hãi nói. Cổ khí tức này chẳng lẽ là... Trên mặt Sa Vưu hiện ra một tia hồi tưởng phức tạp, cười lạnh nói. Long vệ nhất tộc lưu truyền từ thời thượng cổ hồng hoang tới nay, quả nhiên cũng nhận ra vật ấy sao? Toàn thân Long Thủ chấn động, khó mà bình tĩnh được. Bảo kiếm trong tay hắn đột nhiên đâm vào trong đại địa, một đạo thanh sắc long tức từ sau lưng hắn phóng lên trời, hai tay của hắn bắt đầu phi tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo ấn phù từ trong tay bay ra, như hồ điệp nhẹ nhàng bay múa ở bốn phía. Ngũ quang thập sắc Lưu Ly Sơn áp chế xuống, một cổ sức mạnh to lớn mênh mông phi tốc ngưng tụ, gương mặt pho tượng thủy long tựa hồ trở nên có chút dữ tợn, tản mát ra khí tức hồng hoang cổ xưa. Cổ lực lượng trước kia chấn nhiếp Sa Vưu lần nữa hàng lâm, cùng lực lượng Long Thủ hợp hai làm một, đều hội tụ trong trưởng quyết của hắn. Một phương điêu long quyết ấn cực lớn hiện ra, toàn bộ thời không tựa hồ đều ngưng tụ, mà ngay cả thế giới của Tu Di Lưu Ly Sơn cũng theo đó trì trệ. Long Thủ hét lớn một tiếng, hai tay đập lên trời, sức mạnh to lớn ngập trời ì tràn ra, trong ấn quyết vọt ra một đạo long ngâm, bay lượn cửu thiên, đánh tới Tu Di Sơn. Ầm ầm, dưới hai cổ lực lượng xông tới, hào quang cực lớn tứ tán. Toàn bộ đảo tụ long đều không ngừng rung động lắc lư, thác nước dưới dư âm lực lượng còn lại khuếch tán xuống, như một khay bạc bị nghiền nát vậy, bị chấn tản khắp đầy trời. Sa Vưu trong lòng đại chấn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cả kinh nói. Làm có thể cường đại vậy được, lực lượng của ngươi là từ đâu ra, vậy mà ngạnh kháng được vật ấy. Gương mặt Long Thủ dưới hai cổ lực lượng kia đè xuống, bắt đầu trở nên vặn vẹo cực độ, trong hai tròng mắt tuôn ra hàn mang. Trong thân thể của hắn không ngừng dâng lên long tức vô biên, tựa hồ vô cùng vô tận, vô thủy vô chung. Tuy rằng gian khổ dị thường, nhưng quả thật đã chống được Tu Di Lưu Ly Sơn. Xem ra ta vẫn xem nhẹ ngươi rồi. Thần sắc trên mặt Sa Vưu trở nên ngưng trọng chưa bao giờ có, quyết ấn trong tay buông ra, hai tay mở ra hai bên, giơ cao khỏi đỉnh đầu, lần nữa kết xuất một ấn quyết cổ quái. Ấn này vừa ra, cả người hắn lập tức hóa thành cự nhân. Trong thân thể bắn ra vạn đạo quang mang, giống như Tu Di Lưu Ly kia vậy, một người một núi chiếu rọi lẫn nhau. Long Thủ gian nan nuốt một xia, hai mắt trừng lớn, lộ ra kinh hãi cực độ, nhìn qua Tu Di Lưu Ly Sơn trên không trung biến hóa dưới ngũ quang thập sắc, trong mắt bắt đầu hiện ra thần sắc sợ hãi. Sơn thể dần dần biến mất, hào quang thu liễm đến trung tâm, chậm rãi ngưng ra một thanh lợi kiếm. Kiếm cương chấn động âm dương, du long đi đi lại lại. Trông rất sống động. Kiếm này vừa ra, hào quang vạn trượng, cổ sức mạnh hồng hoang trên đảo tụ long lập tức bại lui, thác nước vào thời khắc này lại ngược dòng trên xuống. Quả nhiên là kiếm này. Long Thủ hoảng hốt sợ hãi giống một tiếng, phảng phất như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng nổi vậy, cả người run rẩy, khó có thể bình tĩnh được. Nhưng sau sợ hãi ngắn ngủi, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, trong hai tròng mắt vô cùng ngưng trọng, hai tay phi tốc đánh ra quyết ấn. Không trung xuất hiện đạo đạo tàn ảnh, lại hơi tương tự với quyết ấn mà Sa Vưu đánh ra. Sa Vưu hiện giờ thân như lưu ly, như thần minh cúi đầu quan sát đại địa. Nếu ngươi đã nhận ra kiếm này, thì nên biết nguyên nhân ta đi vô thủy chi địa chứ. Trong thiên hạ, chỉ có Sa Vưu ta, mới có tư cách đi vào thiên chi tẫn đầu, vô thủy chi địa thôi. Long Thủ ở dưới kiếm cương âm dương, chống đỡ áp lực thật lớn, thân thể như không ngừng run rẩy. Trên kiếm kia ngoại trừ có uy lực cực lớn ra, còn có uy áp vô thượng, đâm thẳng vào linh hồn hắn. Nằm mơ. Hắn cắn răng giận dữ hét. Sự tồn tại của Long vệ nhất tộc chính là để thủ hộ vô thủy chi địa, trừ phi chúng ta đều chết hết. Hắn ngửa mặt lên trời giống to, thân thể thoáng cái long hóa, ấn quyết trong tay biến đổi, trên đảo tụ long đều ầm ầm chấn động. Một đạo, hai đạo, ba đạo, vô số đạo hào quang từ trong đảo phóng lên trời. Diễn biến đại trận. Năm tên long vệ đều kinh hãi, ngay cả bọn hắn cũng không biết, toàn bộ đảo tụ long dĩ nhiên lại là một phương trận khí. Vô số hào quang chiếu rọi bốn phía, Long Thủ ở trong tâm trận pháp, thần sắc trở nên càng ngày càng tỉnh táo. Năm tên long vệ đều là võ đế cửu tinh, tồn tại đứng ở đỉnh phong đại lục, nhưng dưới sức mạnh to lớn mênh mông kia lại phát hiện mình lại nhỏ bé như vậy. Thần sắc Sa Vưu cũng đại biến, vừa xài bước ra,
thân ảnh liền xuất hiện ở bên cạnh lợi kiếm kia, lãnh đạm nói. Nếu ngươi ra chấp mê bất ngộ, thì đừng có trách ta không niệm tình đồng tông. Tay trái hắn bấm niệm pháp quyết đánh ra, trong miệng thở khẽ bốn chữ, nói. Tu di vô ngã. Kiếm cương xoay tròn, chậm rãi rơi xuống. Rơi xuống phảng phất cũng không phải là một kiếm, mà là một phương thế giới. Gương mặt dữ tợn của Long Thủ khủng bố dị thường, lạnh giọng nói. Thế giới chi kiếm của chân Long Tổ Tiên chẳng lẽ chỉ có tu di vô ngã trong tay ngươi sao? Cái gì? Sa Vưu chấn động toàn thân, kinh hãi nhìn qua phía dưới, một cổ cảm giác xấu nổi lên trong lòng. Trận pháp trên đảo tụ Long mở rộng ra, lực lượng mạnh mẽ vô tận rót vào trong chuôi bảo kiếm trước người Long Thủ, một cổ uy nghiêm vô thượng phá phong mà ra, phát ra tiếng khí minh đâm vào linh hồn. Năm tên Long vệ dưới tiếng kêu gào kia đều bị chấn khiến màng tai nghiền nát. Sa Vưu khó có thể tin kinh hãi nói. Kiếp lượng vô thủy. Trên chuôi bảo kiếm này nhộn nhạo ra sức mạnh to lớn vô biên, cùng toàn bộ trận pháp đảo tụ Long chiếu dọi lẫn nhau, lực lượng minh mông phóng lên trời, cùng tu di vô ngã kiếm đua tiếng với nhau. Song kiếm chi huy trực tiếp phá tan đảo tụ Long, như liệt dương vậy, tản mát ra hào quang vô biên, chiếu dọi toàn bộ vũ trì đại địa.